Đô thị cực phẩm y thần. Diệp Thần. Tập 141. Diệp Thần hỏi tới Diệp Lăng Thiên đạt được Thâm Uyên đoạn tội thương quá trình cụ thể, Diệp Lăng Thiên chút nào không có cất giữ. Điện chủ, Diệp gia tổ tiên tàn hồn cho biết cùng ta Diệp gia mấy đời đi theo luân hồi đứng đầu, không bao giờ phản bội. Diệp Lăng Thiên đối với Diệp Thần đại lễ tham bái, nói. Lăng Thiên, người ta cũng xuất từ phàm trần, đoạn đường này mưa gió sông sáo qua tới, coi như ngươi không phải Diệp gia hậu nhân, mà ta cũng không là luân hồi đứng đầu, chẳng lẽ còn thay đổi được anh em chúng ta quan hệ sao? Ở ta trước mặt, không cần như vậy lễ độ. Diệp Lăng Thiên mới có thể có này kỳ ngộ, Diệp Thần vậy là hắn cảm thấy cao hứng, chỉ là bây giờ Diệp Lăng Thiên đối với hắn, giống như là đối với thần linh vậy duy mệnh là từ, cái này làm cho hắn cảm giác được có chút không có thói quen. Diệp Lăng Thiên cười hắc hắc, nói tuân lệnh, trong lòng dòng nước ấm trào lên. Đi thôi, bắt chặt thời gian đi đường, sớm rời đi đất thị phi này. Hai người từ Lương Đình đi ra, đang muốn bỏ chạy, đây là Diệp Thần bỗng nhiên thấy được. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau xa xa, mấy dặm ra ngoài. Thân ảnh kia từng bước một đi tới, nhìn như rất chậm, nhưng mỗi bước ra một bước, cũng giống như là trực tiếp rút ngắn nghìn mét khoảng cách. Chỉ là mấy bước, người nọ liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Mạc Huyết Minh, Diệp Thần bật hơi mở giọng, ngưng trọng nói. Thương cổ y thần thanh âm đồng thời ở Diệp Thần đáy lòng vang lên, là thật thân hạ xuống. Ai sẽ nghĩ tới? Mạc Huyết Minh thân phận thật sự sẽ nhanh như vậy tìm được Diệp Thần. Mạc Huyết Minh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không nói một câu, Diệp Thần không dám tùy tiện nhúc nhích, âm thầm ngưng tụ cực hạn lực lượng. Coi như giữa hai người thực lực sai biệt một cái ở trên trời, một cái trên đất, Diệp Thần vậy sẽ không bỏ rơi một chút cơ hội. Tuy không pháp thả chống lại, nhưng sắp đến đối mặt lúc đó, tuyệt đối không sợ hãi. Mạc Huyết Minh ước chừng nhìn chăm chú Diệp Thần nửa chung trà thời gian, sau đó mới mở miệng. Thanh âm khàn khàn, phong phú, chỉ là đơn giản há mồm, liền cho Diệp Thần một loại trực diện sấm sét cảm giác uy áp. Ngươi kết quả là người phương nào? Nói cho ta ngươi tên chữ. Mạc Huyết Minh nhàn nhạt nói. Diệp Thần đáp. Mạc Huyết Minh cau mày, ta hỏi, là ngươi chi lai lịch? Diệp Thần và Mạc Huyết Minh ánh mắt va chạm. Nhưng là không đáp. Luân hồi đứng đầu người thừa kế thân phận, bỏ mặc Mạc Huyết Minh phải chăng đã đoán được, Diệp Thần cũng sẽ không thừa nhận. Minh điện trong cấm địa lại có và luân hồi mộ địa giống nhau chất liệu luân hồi tinh thạch, có thể tưởng tượng được, Minh điện và luân hồi nhất mạch, vậy tất nhiên có quan hệ phức tạp. Vì sao giết ta đồ nhi? Mạc Huyết Minh lại ngoài ý liệu dễ nói chuyện, không truy hỏi nữa Diệp Thần, đổi một vấn đề. Chuyện này liên quan đến thương cổ y thần, Diệp Thần tự nhiên sẽ không cho ra câu trả lời. Ngươi không nói, ta cũng biết, bởi vì ta từ trên mình ngươi, cảm giác được người kia hơi thở. Mạc Huyết Minh một tiếng cười khẽ, nói tiếp, thương cổ y thần, ngươi là đệ tử của hắn. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, nhưng là thái độ kiên quyết, không dự định mở miệng. Ha ha, có chút ý tứ. Mạc Huyết Minh động, chỉ đi về phía trước một bước. Diệp Thần nhưng như lâm đại địch vậy ngay tức thì phản ứng, đang muốn cháy hết thảy, đánh ra liều mạng nhất kích, trên bả vai nhưng rơi xuống một cái bàn tay. Sau đó, Diệp Thần cảm giác trong cơ thể tất cả lực lượng cũng bị đóng chặt, không cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này, may là Diệp Thần tâm tính kiên định, sâu trong nội tâm vậy xông ra một chút tuyệt vọng, thực lực không bằng người, coi như muốn liều mạng, vậy không vậy tư cách. Trong cơ thể luân hồi mộ địa đang muốn có chút dị động. Mạc Huyết Minh như là phát giác cái gì, nhẹ đánh chụp Diệp Thần bả vai, sau đó thu hồi, bó tay đứng đối với Diệp Thần nói, chớ có khẩn trương, ta không giết ngươi. Diệp Thần sững sốt, kinh ngạc không thôi, cái này Mạc Huyết Minh thân phận thật sự điều động tìm tới hắn, lại như thế tùy tiện thả qua hắn. Ngươi đi thôi, Minh Điện, tạm thời không phải địa phương ngươi nên tới. Có lẽ có một ngày, người ta sẽ gặp mặt. Ta hy vọng khi đó. Ngươi có thể dung chuyển ta, mà không phải là bị ta giết chết. Ta thiếu thương cổ y thần một mạng, hôm nay sẽ trả phần ân tình này. Mạc Huyết Minh đối với Diệp Thần cười một tiếng, sau đó thân hình dần dần tiêu tán, lại là trực tiếp rời đi. Đi, đi mau, thằng nhóc ngươi còn làm gì ngẩn ra. Lão Thương lo lắng thanh âm vang lên, hắn quả thực là Diệp Thần xoa mồ hôi một cái.
Nếu như mới vừa rồi, Mạc Huyết Minh dự định bắt Diệp Thần hoặc là trực tiếp xóa bỏ, Diệp Thần chỉ có bộc phát ra luân hồi mộ địa nội tình, nhưng hậu quả chỉ sợ cũng là khó mà tương đương Mạc Huyết Minh, chạy khỏi không được. Diệp Thần lòng vẫn còn sợ hãi, chào hỏi một tiếng Diệp Lăng Thiên, hai người phi thân lên, biến mất ở chân trời. Minh Điện ngọn núi chính, một tòa mây mù lượn quanh chi địa, Mạc Huyết Minh nơi bế quan, một đạo lệnh bài bay ra. Rất nhanh, một tay cô gái cầm lệnh bài tới chỗ này, tiến vào đại điện sau đối với Mạc Huyết Minh được quỳ tới bái lễ. Đàn Nhi bái kiến điện chủ. Cô gái yêu kiều quỳ xuống, thân thể mềm mại linh lung, dáng người uyển chuyển, chỉ là xem hình bóng, liền cho người một loại tuyệt đẹp cảm giác. Kêu nghĩa phụ đi. Mạc Huyết Minh đưa tay một chiêu, một đạo tuyệt mạnh hơi thở đem cô gái đỡ dậy. Đây là một cô thiếu nữ, mặt mũi kiều diễm, làm người ta liếc mắt nhìn cũng sẽ cảm giác hít thở không thông, nhưng thiếu nữ này ánh mắt nhưng lại là vô cùng băng hàn lãnh đạm, đây càng thêm tăng thêm thiếu nữ mị lực, như lửa tựa như băng, có thể nói thiên mị dung mạo. Thiếu nữ sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Mạc Huyết Minh ánh mắt chuyển là ôn nhu, con người giống như là muốn nhỏ ra nước, chỉ là lơ đãng một cái ánh mắt, một cái động tác, đều là như vậy làm người ta chìm đắm. Đàn Nhi bái kiến nghĩa phụ, chúc mừng nghĩa phụ thần công đại thành, phá cửa ra. Thiếu nữ họ Khúc, tên Đàn Nhi, là Mạc Huyết Minh ngàn năm trước thu đồ, bởi vì hắn thiên phú tuyệt cao, thân trong lòng nghịch thiên huyết mạch, ngàn trong thời kỳ tu vi ổn định leo lên, bây giờ đã là hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả, cho nên, Mạc Huyết Minh đối hắn càng coi trọng hơn, thu vì nghĩa nữ. Đàn Nhi người cái này cái miệng nhỏ nhắn ngược lại là đòi mừng rất. Nghĩa phụ cửa kia thần công nếu như đã luyện thành, vào giờ phút này, cũng sẽ không đem ngươi kêu gọi tới. Mạc Huyết Minh cười trúng chím đối với Khúc Đàn Nhi nói. Khúc Đàn Nhi trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, hỏi, nghĩa phụ kêu ta tới vì chuyện gì? Làm ngươi đi gần một người, nếu là có thể để cho nó quỳ mọp ở ngươi dưới gấu quần, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mạc Huyết Minh lời nói nhàn nhạt, lại để cho Khúc Đàn Nhi nhất thời kinh ngạc. Đây là, để cho nàng lợi dụng sắc đẹp của mình, đi câu dẫn một người. Người nọ là ai, tu vi như thế nào? Khúc Đàn Nhi nghi ngờ hỏi. Nếu như người nọ là tuyệt thế đại năng, hoặc là thần quốc bên trong đứng đầu thực lực người nắm quyền, vậy nàng Khúc Đàn Nhi ủy khuất mình, ngược lại cũng không hiểu ý bên trong quá bài xích. Như là xem thấu Khúc Đàn Nhi suy nghĩ trong lòng, Mạc Huyết Minh khóe miệng nhếch một cái ý vị sâu xa cười. Người này tên là Diệp Thần, một cái tu vi bất quá chảm ách cảnh tầng 5 thiên nhân vật thiên tài. Sau này thành tựu phi phàm. Ta cần người này trở thành ta Mạc Huyết Minh người, mà không phải là kẻ địch. Mà ngươi chính là mấu chốt nhất tồn tại. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng Mạc Huyết Minh, môi anh đào khẽ nhếch, trong mắt ẩn hàm tức giận, nói, nghĩa phụ, ngài là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Chảm ách cảnh tầng 5 thiên tu vi. Cái này ở Khúc Đàn Nhi trong mắt, chính là con kiến hôi tồn tại. Để cho nàng vị này hỗn độn cảnh hậu kỳ thiên chi kiều nữ, đi câu dẫn như vậy một người, nàng như thế nào có thể đủ cam tâm tình nguyện. Còn như Mạc Huyết Minh nói nhân vật thiên tài, thì bị Khúc Đàn Nhi trực tiếp coi thường. Bỏ ra tự thân xinh đẹp không nói, Khúc Đàn Nhi thân trong lòng bảy màu thiên hoàng nghịch thiên huyết mạch, nếu bàn về thiên tài, nàng Khúc Đàn Nhi tự nhận là không người có thể ra hắn bên phải. Hơn nữa, Mạc Huyết Minh trong lời nói ý, không chỉ là để cho nàng đi câu dẫn người này, như có cần phải, còn được nương thân cùng hắn, dâng lên thân thanh bạch của mình. Ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi làm trò đùa. Mạc Huyết Minh từ chỗ ngồi đứng dậy, cả người máu ý bọc, đi tới Khúc Đàn Nhi trước mặt, khóe miệng hắn nụ cười chậm rãi biến mất, thay vào đó, là lãnh đạm thần sắc. Đàn Nhi không dám, chỉ là có chút nhớ nhung không rõ. Cái đó gọi Diệp Thần có thể được nghĩa phụ như vậy coi trọng, có lẽ có hắn chỗ hơn người. Nhưng nghĩa phụ để cho Đàn Nhi đi gần hắn, Đàn Nhi trong lòng không cam lòng. Bót! Khúc Đàn Nhi vậy trên mặt tuyệt mỹ xuất hiện một cái dấu bàn tay, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Mạc Huyết Minh đánh một cái tát. Ta ý chỉ, ngươi chỉ có tuân theo, không cho phép nghi ngờ. Khúc Đàn Nhi, cái này một nhiệm vụ ngươi nếu như không làm tốt, vậy thì không cần trở lại nữa. Mạc Huyết Minh băng hàn thanh âm vang lên. Khúc Đàn Nhi bụng mặt gò má lần nữa quỳ xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy, không dám ra lại nói chống đối. Không cần trở lại,
không phải đuổi Minh Điện, lấy Minh Điện làm việc tác phong, Mạc Huyết Minh biểu đạt rất ý tứ rõ ràng, nhiệm vụ này nàng phải hoàn thành, nếu không thì là chết. Nghĩa phụ, đàn nhi cần tuân ngài phân phó. Khúc đàn nhi sợ, chỉ có phục tòng. Đừng cảm thấy ủy khuất, vậy Diệp Thần tuy chỉ là chảm ách cảnh tầng 5 thiên tu vi, nhưng chiến lực không thua tại ngươi. Hơn nữa, hắn thân phận không phải chuyện đùa. Mạc Huyết Minh tâm tư khó lường, mới vừa đánh Khúc đàn nhi một cái tát, tiếp theo lại ôn ngôn an ủi. Đàn nhi nhớ kỹ, chỉ là, nghĩa phụ, ta đến gần hắn sau đó, để làm cái gì? Khúc đàn nhi hỏi. Khúc đàn nhi muốn biết Mạc Huyết Minh như thế an bài mục đích, nàng đối với vẻ thùy mị của mình và thủ đoạn khá có tự tin, cho rằng đến gần Diệp Thần không khó. Để cho hắn yêu ngươi, đối với ngươi đã tuyệt vọng rồi. Những thứ khác, ngươi liền không cần phải để ý đến, cùng thời cơ chín muồi lúc đó, là cha tự sẽ cho ngươi mệnh lệnh mới. Mạc Huyết Minh đưa tay điểm ở Khúc đàn nhi ấn đường, Diệp Thần tướng mạo, cùng với bây giờ phương vị cùng tin tức, ngay tức thì tràn vào Khúc đàn nhi đầu óc. Ở nơi này Minh Điện phạm vi thế lực bên trong, hắn Mạc Huyết Minh liền là tuyệt đối ngài chúa tể, chỉ là hắn đối với Diệp Thần thái độ khá để cho người khó hiểu, cố ý thả hắn rời đi, còn bố trí Khúc đàn nhi con cờ này. Khúc đàn nhi bay ra Minh Điện, trong lòng một phen sau khi tự định giá quyết định chủ ý, sau đó hướng Diệp Thần theo dõi đi. Diệp Thần, ngươi chạy không thoát tay ta lòng bàn tay. Cùng đem ngươi hoàn toàn bắt lại sau đó, ta cũng để cho nghĩa phụ lớn người biết được, ta Khúc đàn nhi, không phải chính là một con kiến hôi có thể xứng với. Khúc đàn nhi trong lòng ngầm nói. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên một khắc không ngừng toàn lực đi đường, rốt cuộc, trời mới vừa tờ mở sáng lúc đó, Diệp Thần cảm giác được, có thể vận dụng không gian chi lực. Ý vị này, bọn họ đã đi ra Minh Điện phạm vi thế lực, tiếp theo, Diệp Thần chỉ cần vận dụng không gian lực lượng cùng với phi thuyền, liền có thể nhanh nhất chạy tới Thần Cực Tông. Coi như là Mạc Huyết Minh, cũng không cách nào lại phong tỏa hắn hành tung. Diệp Thần, ta một mực không xác thực định một chuyện, ngay vừa mới rồi, ta đã xác định, ta phát hiện trên mình ngươi bị Mạc Huyết Minh gieo dấu vết, cần được mau sớm chóc, nếu không thì coi là rời đi nơi đây, ngươi vậy tùy thời đều có thể bị Mạc Huyết Minh tìm tới cửa. Lão Thương thanh âm vang lên. Là hắn chụp ta vậy trưởng. Đạt được Thương Cổ Y Thần nhắc nhở, Diệp Thần nhất thời liền biết rõ, ấn ký kia là lúc nào bị chồng. Giỏi một cái Mạc Huyết Minh, hắn làm như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Diệp Thần vừa giận vừa sợ, để tâm cảm giác dưới, quả nhiên nhận ra được, trên người có chỗ không ổn. Mặc cho hắn rời đi, nhưng ở trong cơ thể lưu lại dấu vết, Mạc Huyết Minh như vậy hành vi, so trực tiếp kẻ địch hơn nữa để cho Diệp Thần kiêng kỵ. Tóm lại, Mạc Huyết Minh là địch không phải bạn, hơn nữa mưu đồ quá nhiều, cái này loại tâm tư thâm trầm nhân vật, rất khó đối phó. Huyền Diễm, ra, chân long thần hỏa. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, sau đó cho gọi ra hai luồng thần hỏa, dựa theo Thương Cổ Y Thần chỉ điểm, bắt đầu chóc trong cơ thể dấu vết. Một bên, Diệp Lăng Thiên tay cầm Thâm Uyên Đoạn Tội Thương, là Diệp Thần hộ pháp. Lại là một giờ thời gian trôi qua. Cái này thời gian một mực nhắm mắt ngồi ngay ngắn, lấy chân hỏa chóc con dấu Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt. Điện chủ, ngài thành công. Diệp Lăng Thiên kinh ngạc vui mừng hỏi. Diệp Thần gật đầu, nói khổ cực, cũng quăng cho Diệp Lăng Thiên mấy chai lão thương luyện chế chữa thương đan dược. Diệp Lăng Thiên lúc này mới thu hồi Thâm Uyên Đoạn Tội Thương, ăn vào đan dược, chữa trị thương thế. Những thứ này thời gian, hắn không dám buông lỏng chút nào. Để ngừa trong Minh Điện cường giả đột nhiên đánh tới. Có cái này cùng trung thành cảnh cảnh người đi theo, Diệp Thần tất nhiên cảm động. Minh Điện, đang bước chậm ở cấm địa hạch tâm chỗ sâu Mạc Huyết Minh tựa như có cảm giác, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại nhanh như vậy liền chóc liền ta trồng dấu vết, cái này Diệp Thần, đổ là khí vận thâm hậu, bảo vật khá nhiều à. Mạc Huyết Minh cảm khái, lộ ra nụ cười cùng như vậy vẻ, Thương Cổ Y Thần, người quả nhiên còn sống. Ta chi dấu vết, cũng chỉ có ngươi mới có thể nhanh như vậy phát hiện. Quả nhiên, vị kia để lại hậu thủ. Diệp gia lực lượng, vị này người thừa kế hiện đang nắm giữ liền nhiều ít. Còn có vậy cuối cùng vô cùng bí mật, thật là làm người ta mong đợi à. Mạc Huyết Minh hơi thở dẫn động khối kia đỉnh núi lớn nhỏ luân hồi tinh thạch, ánh mắt sâu thẳm, ẩn có điên cuồng.
Lại đi qua nửa ngày thời gian, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người cũng khôi phục khỏe hẳn lúc trạng thái. Đi thôi, hồi thần cực tông, Diệp Thần nói. Diệp Thần lấy ra phi thuyền, và Diệp Lăng Thiên phi thân đi vào, Diệp Lăng Thiên lấy ra mấy cái cực phẩm chi đá ném vào phi thuyền hạch tâm đại trận, trên phi thuyền tràn ra một tầng hỗn độn lực. Không gian chi lực từ Diệp Thần trên mình chập chờn mở, trước mặt không gian xuất hiện một cái lỗ thủng to, phi thuyền đang muốn đi vào trong đó, ngay tại lúc này, cách đó không xa có động tĩnh truyền tới. Cách đó không xa trời cao, ba cái ông già đang vây giết một người dáng người uyển chuyển mang cái khăn che mặt cô gái. Vậy ba cái ông già, bất ngờ có hỗn độn cảnh hậu kỳ tu vi chập chờn. Mà vậy bị vây công cô gái nhưng là hơi thở chợt cao chợt thấp, rõ ràng đã là trọng thương kiệt lực. Cái khăn che mặt cô gái đẫm máu mà chiến, ở ba vị hỗn độn cảnh hậu kỳ ông già dưới sự vây công đã là tràn ngập nguy cơ, chỉ là mười mấy hơi thở công phu, nàng thân phận thật sự liền bị đánh nát hai lần. Hỗn độn cảnh cường giả, có thể nhỏ máu sống lại, thần hồn bất diệt, quy luật không ngừng, đại đạo không đoạn, liền sẽ không dễ dàng chết. Cái khăn che mặt cô gái quanh thân tràn ngập quy luật và đại đạo lực lượng, đó là nàng bất kể giá cao cháy nội tình biểu hiện, mấy lần thân phận thật sự gây dựng lại, nàng thần hồn vậy bị không nhẹ thương thế. Mấy người giao thủ gian trăn trở xê dịch, cô gái che mặt kia thấy phía trước phi thuyền và sừng sững ở trên phi thuyền Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người, lần nữa bùng nổ bức lui kẻ địch sau đó, lại thẳng đi Diệp Thần bên này tới. Công tử, cứu ta! Cái khăn che mặt cô gái thanh âm êm tai vô cùng, nghe lệnh người xảy ra thương hại đồng tình, để cho người không nhịn được sinh ra bảo vệ ý. Cô gái này, chính là Mạc Huyết Minh nghĩa nữ, Khúc Đàn Nhi. Nàng đến gần Diệp Thần biện pháp, chính là diễn ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, vì đạt tới hiệu quả, nàng không tiếc thật trọng thương. Ở nàng muốn đến, nàng một tiếng này kêu cứu nên có thể để cho Diệp Thần là hắn ra tay, nhưng ra nàng dự liệu là. Diệp Thần chỉ là nhìn nàng một mắt, sau đó nhíu mày một cái, cho Diệp Lăng Thiên một cái ánh mắt, Diệp Lăng Thiên hội ý, khởi động phi thuyền, đi vậy hỗn độn bên trong bước đi. Trùng hợp như vậy sẽ đụng gặp có người bị đuổi giết, hơn nữa còn là hỗn độn cảnh hậu kỳ giữa cường giả giao thủ, Diệp Thần không có do dự, trực tiếp làm ra quyết định, không làm để ý. Cũng không phải là Diệp Thần máu lạnh, khả năng cho phép lúc đó, hành hiệp trượng nghĩa giúp người làm niềm vui, Diệp Thần làm qua không thiếu loại này chuyện. Nhưng đây là đang chỗ nào? Mới ra Minh Điện phạm vi thế lực, liền đụng phải loại chuyện này. Dù cho chỉ là ngẫu nhiên tình cờ, nhưng Diệp Thần nhưng cho rằng, mình bây giờ không thích hợp xen vào việc của người khác, mau rời đi nơi đây thì tốt hơn. Còn như cái này kêu cứu che mặt thiếu nữ. Đừng nói chỉ là một câu ai uyển nhu nhược kêu cứu, coi như nàng sau chuyện này dự định lấy thân báo đáp, Diệp Thần cũng sẽ không có chút nào động tâm. Với người không quen, sẽ không ngu đến vì người đi bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Khúc Đàn Nhi sững sốt, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, truyền âm cho đuổi giết nàng ba lão người. Chính là tiểu bối, người nếu dòm ngó thấy ta Minh Điện chuyện, vậy thì lưu lại đi. Một vị trong đó ông già lại thoát khỏi chiến đoàn. Bay về phía Diệp Thần đồng thời, đầu thủ đối với phi thuyền đánh ra nhất kích. Oanh! Hai đạo cực hạn võ ý va chạm, Diệp Thần thi triển ra không gian chi lực bị đánh tan, vậy không gian hắc động nhất thời không ổn định, chậm rãi khép lại, phi thuyền cũng bị bách từ hỗn độn trong không gian gạt bỏ. Diệp Thần thốt nhiên giận dữ. Bên kia, cô gái che mặt đối mặt còn dư lại hai đại cường giả vây công, như cũ hoàn toàn thuộc về hạ phong. Nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng nữa. Diệp Lăng Thiên, người đi giúp phụ nữ kia, tên này liền giao cho ta. Diệp Thần đối với Diệp Lăng Thiên nói. Vốn không muốn xen vào việc của người khác, cái này Minh Điện cường giả nhưng cũng quá hiêu trương bạt hỗ chút, chỉ là bởi vì mắt thấy bọn họ đuổi giết cô gái che mặt, liền đối với Diệp Thần kêu đánh kêu giết. Nếu như vậy, không muốn tìm chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Diệp Lăng Thiên thân hình một cái lóe lên, xuất hiện ở một vị Minh Điện cường giả bên người, liền vẫy tay, Thâm Uyên Đoạn Tội Thương đâm về phía này trái tim người. Vậy Minh Điện cường giả né tránh không đạt tới, một tiếng hét thảm, thân thể tan vỡ, sau đó sẽ độ ngưng tụ ra thân hình, cặp mắt đỏ bừng nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, tàn bạo vô cùng nói, lại dám đánh lén lão phu, ngươi cho ta đi chết. Hai người lớn đánh nhau, cô gái che mặt đối thủ, chỉ còn lại một người.
nàng lại nữa liều mạng vậy lối đánh, và đối thủ quấn đấu. Ác ma huyễn đồng, Thương Diễn diệt linh trưởng. Diệp Thần bên kia, ra tay chính là hai đại giả thiên ma đế cao cấp tuyệt học, một đôi ma nhãn quét nhìn dưới, đối thủ nhất thời rơi vào ảo cảnh, tâm ma mọc tùm, một cái bàn tay to lớn che khuất bầu trời vậy, dưới trưởng ngăn cách hết thảy lực lượng, phong tỏa kẻ địch, muốn trực tiếp xóa bỏ đối phương chi linh. Vậy hỗn độn cảnh ông già hoảng hốt, thân thể toát ra vạn trượng vầng sáng trắng, tất cả loại võ đạo ý vận và quy luật lực đan vào một chỗ, giống vậy ngưng tụ ra một cái tay khổng lồ, nghênh hướng Diệp Thần một kích này. Hai con bàn tay lớn đụng vào nhau, chỉ là nháy mắt chợt gian, Diệp Thần Thương Diễn diệt linh trưởng trực tiếp đánh tan kẻ địch phòng thủ đồng thời, tiếp tục đi xuống đi. Oanh! Hai người chỗ đứng hư không phía dưới một ngọn núi trực tiếp hóa thành bụi bặm, trên đất để lại một đạo vạn trưởng trưởng ấn. Còn như vậy minh điện cường giả, thân thể đều bị trực tiếp đánh tan, hóa thành bụi bặm. Vạn năm tu vi hủy trong chốc lát, ta muốn giết ngươi. Đại đạo quy luật nổi lên, vậy thân thể của lão giả gây dựng lại, xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, nhưng lúc này hắn hơi thở, nhưng chỉ có hỗn độn cảnh giai đoạn trước. Chỉ là một chiêu, hắn liền bị Diệp Thần đánh rớt mấy cái cảnh giới nhỏ. Tu vi bị đánh rơi, căn cơ bị đánh phế, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Giết ta, thật là chuyện tiếu lâm, ngươi lấy là ngày hôm nay, ngươi còn đi sao? Diệp Thần sử dụng huyền diễm, nếu ra tay, liền làm xong lưu lại cái này mấy tánh mạng người dự định. Lão kia người phát tiết vậy giống to sau này, gặp Diệp Thần trường kiếm lại hướng hắn công tới, hù được vong hồn đại mạo, xoay người liền chạy. Muốn đi, cực võ, thần tránh. Diệp Thần rất nhanh đem đuổi theo, bất quá ba chiêu giao thủ, người này liền bị chém chết liền thần hồn, hoàn toàn chết. Audio điện tử võ tấn bền. Bên kia, cái khác hai vị minh điện hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả đây là cũng bị Diệp Thần cho thấy chiến lực dọa sợ, nảy sinh ý rút lui, vừa đánh vừa chạy. Diệp Lăng Thiên đối thủ bị hắn gắt gao cuốn lấy, cô gái che mặt kia đối thủ, thì là nhân cơ hội chạy, thân hình chạy trốn xa. Diệp Thần trong mắt tàn khốc chớp mắt, đuổi theo hướng người nọ. Không bao lâu, Diệp Thần đẫm máu mà quay về, sát dưới kiếm lại thêm một vong hồn. Ta là Minh Điện Phi Bằng Lão Tổ, các ngươi dám giết ta, ngày sau tất chết không được tử tế. Chỉ còn lại người cuối cùng, mắt gặp chạy khỏi vô vọng, bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp nói. Nhưng mà một đạo cực hạn sát ý ngất trời tới. Cực võ, trọng quyền. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong quả đấm, bộc phát ra một hồi mất đi hơi thở, võ đạo quy luật, đều ở đây Diệp Thần một quyền này bên trong, hơi dao động. Hai quả đấm đánh nhau, ầm một tiếng vang thật lớn, vô tận quyền uy, càn quét bốn phương. Bụi khói tràn đầy cuốn, một đạo màu máu bóng người, bị đánh được hướng sau bay ngược. Lão kia người há mồm phun ra máu tươi, nhưng cực nhanh chạy về phía cô gái che mặt phương hướng. Đó là hắn mạng sống hy vọng duy nhất, đuổi giết cô gái che mặt, đối với bọn họ mà nói vốn là một tuồng kịch. Thánh nữ, cứu ta! Ông già đối với cô gái che mặt truyền âm. Cô gái che mặt trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như là thất thần tựa như không có cảm giác, không có ra tay ngăn lại, ông già đại hỉ, vội vàng từ bên cạnh cô gái bay qua. Ngay tại lúc này, chút nào không có phòng bị cho tới liền hộ thể linh bảo cũng không có sử dụng hắn. Đột nhiên cảm giác được sau tim chợt lạnh, một đạo bảy màu ánh sáng chui vào hắn thân thể. Sau đó, hắn thần hồn bị cái này đoàn bảy màu lực lượng bọc, bắt đầu tan rã. Ngươi! Ông già xoay người, không dám tin ánh mắt cuối cùng liếc nhìn cô gái che mặt, sau đó hơi thở tiêu tán, chết oan uổng. Khúc đàn nhi xem đều không xem người này thi thể một mắt, thân thể mềm mại run rẩy, lảo đảo đi tới Diệp Thần trước mặt. Khúc đàn nhi đa tạ ân công liều mình cứu giúp. Khúc đàn nhi đối với Diệp Thần hơi khom thi lễ, thướt tha thân thể mềm mại lên mặc bảo y bể tan tành, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện. Vậy trước ngực rãnh, lại là vô cùng là mê người, liền một bên Diệp Lăng Thiên cũng tâm thần dao động, vội vàng xua tan trong lòng không nên có ý niệm, quay đầu nhìn sang một bên. Người đi thôi, cái này ân cứu mạng, không dám chịu đựng. Diệp Thần mới vừa chém giết hai vị hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả, vẫn còn ở dư vị trong đó, trong đầu cũng có rất nhiều chiến đấu cảm ngộ, chỉ là nhìn một cái khúc đàn nhi,
đối với nàng chưa từng có để ý nhiều, nhàn nhạt nói. Khúc Đàn Nhi tay trắng nâng lên, vạch trần trên mặt cái khăn che mặt, vậy đôi động lòng người con ngươi thâm tình ngưng mắt nhìn Diệp Thần, tràn đầy cảm động lại nói, công tử nghĩa hẹp lòng dạ, không toan tính ân báo, Đàn Nhi đối với ngài là càng ngày càng bội phục, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, bỏ mặc trả giá cái gì, thiếp ổn thỏa báo đáp tại ngài. Mặt mũi tuyệt đẹp kia, ngược lại để cho Diệp Lăng Thiên thất thần chốc lát. Nhưng mà, một khắc sau, tiếng truyền tới để cho Diệp Lăng Thiên và Khúc Đàn Nhi hoàn toàn bối rối. Ngươi là không có tật xấu, vẫn là lỗ tai không tốt, ta để cho ngươi đi, ngươi nghe không hiểu. Một đạo thanh âm đạm mạc chỉ như vậy vang lên. Đây là Diệp Thần thanh âm. Giờ khắc này, Khúc Đàn Nhi bối rối. Hơn năm qua, nàng đối với mình tự tin đến mức tận cùng. Ở nàng nhận biết bên trong, Minh Điện thậm chí còn thần quốc người bên ngoài, đều không cách nào ngăn cản nàng cám dỗ. Ở nàng nhìn lại, lần này an bài, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cái này kêu Diệp Thần người đàn ông, sợ rằng tâm thần đã chập chờn. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại bị cự tuyệt. Lăng Thiên, chúng ta đi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Khúc Đàn Nhi làm sao có thể để cho Diệp Thần rời đi, nhiệm vụ thất bại, nàng có thể liền còn sống quyền lợi cũng không có. Ừ. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên khóe miệng trào máu, sắc mặt đổi được vô cùng nhợt nhạt, như là cưỡng ép áp chế thương thế phát tác, thân thể mềm mại lại đứng không vững, lảo đảo một cái, như có ý tựa như vô tình, ngã về phía Diệp Thần ôm trong ngực. Mắt xem chính là ôn hương Nguyễn Ngọc nhập trong lòng, Diệp Thần nhưng là khóe miệng một đạo phác họa. Không có dùng bất kỳ linh lực. Dưới hai tay ý thức ngăn trở. Hắn trong lòng lại là thầm nói, nếu ngươi muốn chơi, ta liền cùng ngươi chơi, ta đây là muốn xem là ai thua thiệt. Một giây kế tiếp, hai tay nhưng là chạm được một hồi mềm mại. Hết sức mềm mại. Ngươi, Khúc Đàn Nhi con ngươi thoáng qua một chút sát ý, ngay tức thì linh lực vận chuyển, và Diệp Thần giữ một khoảng cách. Trong mắt của nàng lửa giận chớp mắt rồi biến mất. Thậm chí hận không được ra tay giết Diệp Thần. Nhưng là vừa nghĩ tới nghĩa phụ giao phó, nàng chỉ có thể chế trụ nội tâm hết thảy. Khúc Đàn Nhi, ta nơi này có mấy viên thuốc, ngươi lại ăn vào, bắt chặt chữa thương đi. Có cần hay không ta đút ngươi? Diệp Thần nụ cười nói. Khúc Đàn Nhi năm ngón tay nắm chặt, đan dược liền xuất hiện ở trong tay của nàng, không cần phiền toái Diệp công tử, ta có thể. Còn có, đa tạ công tử. Hụ hụ hụ, công tử kêu ta Đàn Nhi đi. Sau đó, nàng đối với Diệp Thần vô cùng tín nhiệm tựa như, xem đều không liếc mắt nhìn, đem đan dược trực tiếp nuốt vào trong miệng. Mà lúc này, Diệp Lăng Thiên đem hai quả hoàn hảo càn khôn giới lấy được, giao cho Diệp Thần. Điện chủ, cái này hai cái nhẫn chữ vật, hoặc giả là nhất thu hoạch lớn. Hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả xuất thân vô cùng phong phú, coi như là Diệp Thần, đối mặt bọn họ di sản. Vậy không làm được coi chi là vô vật. Điện chủ, chúc mừng ngài đột phá tu vi, thực lực tiến nhiều. Diệp Lăng Thiên cảm giác được Diệp Thần hơi thở chập chờn, mừng rỡ nói. Diệp Thần chỉ là cười nhạt, cũng không nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ. Điện chủ, tiếp theo làm thế nào? Diệp Lăng Thiên hỏi. Khúc Đàn Nhi lâm vào trạng thái nhập định, đang chữa thương, Diệp Lăng Thiên nói bóng gió phải, đối với được cứu Khúc Đàn Nhi. Tiếp theo nên như thế nào xử chi? Diệp Thần chỉ là liếc mắt một cái Khúc Đàn Nhi, sau đó cho gọi ra phi thuyền, không gian chi lực phá vỡ hỗn độn. Hai người phi thân lên rơi vào phi thuyền, Diệp Thần lại là đối với Khúc Đàn Nhi chẳng ngó ngàng gì tới. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, đây là Khúc Đàn Nhi lại cũng lắc mình vào phi thuyền bên trong. Cô nương, người đây là ý gì? Diệp Thần hai tay ôm ngực, có nhiều thú vị nói. Công tử, Đàn Nhi người bị thương nặng, cần mấy ngày điều dưỡng mới khá khôi phục, có thể Minh Điện người đối với ta đuổi tận cùng không buông. Công tử người tốt làm tới cùng, có thể hay không cho ta đi theo ngươi bên người. Khúc Đàn Nhi cầu khẩn giọng, ngược lại để cho Diệp Thần không tiện cự tuyệt. Ngươi liền như vậy tín nhiệm nhà ta điện chủ, một bên Diệp Lăng Thiên cũng là cảm giác được cổ quái, chen vào nói hỏi. Hắn cảm thấy... Cái này Khúc Đàn Nhi đối với điện chủ như có tâm mơ ước. Công tử nhân phẩm, Đàn Nhi dĩ nhiên là tin được. Hơn nữa, Đàn Nhi nói qua phải báo đáp ân cứu mạng,
há có thể liền như vậy rời đi? Khúc Đàn Nhi trả lời. Tùy ngươi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi thôi. Diệp Thần vận chuyển không gian chi lực, phi thuyền tiến vào trong hắc động, lần này không có người lại ngăn lại, ngược lại để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Vốn là Diệp Thần chuẩn bị trở về Thần Cực Tông, nhưng là cân nhắc đến Khúc Đàn Nhi viên này lựu đạn định giờ, hắn liền để cho Diệp Lăng Thiên điều khiển phi thuyền, ở thứ bảy thần quốc lượn quanh vòng. Một lúc lâu sau, Khúc Đàn Nhi gõ vang lên Diệp Thần gian phòng. Bây giờ nàng, như cũ hơi thở không yên, chợt mạnh chợt yếu, nhưng nàng lại không gấp trước chữa thương, mà là ở ổn định thương thế sau thời gian đầu tiên tìm tới Diệp Thần. Công tử, ngài vì sao sẽ xuất hiện ở Minh Điện vùng lân cận? Minh Điện nhưng mà giết người không nháy mắt tổ chức, thứ bảy thần quốc thậm chí còn lại sáu đại thần nước đều là vô cùng sợ hãi. Hơn nữa ta nghe Minh Điện đã đem nanh vuốt chạm được Thiên Đạo Cung liền đây. Khúc Đàn Nhi biết còn hỏi nói. Diệp Thần khẽ mỉm cười, vậy ngươi thì như thế nào bị Minh Điện đuổi giết? Khúc Đàn Nhi do dự chốc lát, thở dài một hơi, công tử không biết. Đàn Nhi vốn là Hàn Yên Tông đệ tử, Hàn Yên Tông ở trăm năm trước bị Minh Điện tàn sát, còn sót lại Đàn Nhi một người còn sống, ta tu luyện tới hỗn độn cảnh, liền một lòng muốn báo thù, nhưng không ngờ tới Minh Điện thực lực như vậy đáng sợ. Sau sự việc, công tử liền biết, Diệp Thần và Khúc Đàn Nhi chu toàn, trò chuyện chung trà thời gian sau này, uyển chuyển biểu thị mình cần tĩnh tu. Khúc Đàn Nhi ngược lại cũng không lại quấn mãi không bỏ, cáo từ đi ra gian phòng. Diệp Thần, ta cũng không tin ngươi có thể từ đầu đến cuối như vậy tránh nhân quân tử điệu bộ. Hừ, ta hiện tại, ngược lại là thật đối với ngươi có chút hứng thú. Khúc Đàn Nhi trong lòng ngầm nói. Diệp Thần lấy sức một mình chém liên tục hai đại hỗn độn cảnh hậu kỳ cường giả, cái này làm Khúc Đàn Nhi vô cùng rung động. Nàng như hoàn toàn kích thích huyết mạch, lấy hỗn độn cảnh hậu kỳ tu vi, cũng có thể bùng nổ mạnh hơn chiến lực, nàng tự tin thực lực không kém gì Diệp Thần. Nhưng phải biết, Diệp Thần hiện tại, vẻn vẹn chỉ là chạm ách cảnh tầng 5 thiên. Ý vị này, Diệp Thần tiềm lực lớn hơn nàng được nhiều, nếu bàn về thiên tài trình độ, đúng như là Mạc Huyết Minh nói, hắn có thể nói yêu nghiệt. Cái này kích phát Khúc Đàn Nhi hiếu thắng chi tâm, bắt sống Diệp Thần tim, cái này so với đánh bại hắn, còn có tính khiêu chiến, càng thêm kích thích. 3 tiếng sau đó, Khúc Đàn Nhi lại chủ động tới tìm Diệp Thần, thưởng thức trà thơm. Hai người cười nói gian ngược lại là bầu không khí hòa hợp. Liên tục qua một ngày, Khúc Đàn Nhi thương thế đã thật tốt, và Diệp Thần quan hệ lại nữa hời hợt xa lạ. Diệp Thần thậm chí cảm giác được mình như hồi hoa hạ, đánh giá chọn một Oscar cao nhất vai nam chính hẳn không có vấn đề. Duy nhất để cho hắn nghi ngờ phải, Khúc Đàn Nhi kết quả mang mục đích gì tới. Giết mình, cũng hoặc là thành tựu Mạc Huyết Minh giám thị. Lời nói để gặp. Khúc Đàn Nhi còn tiết lộ nàng biết được Minh Điện một ít cơ mật trọng yếu, đối phương mới phái ra như thế nhiều vị trưởng lão muốn diệt khẩu. Diệp Thần mặc dù hiếu kỳ nàng cái gọi là cơ mật trọng yếu, nhưng cũng không chủ động hỏi thăm, ngược lại là Khúc Đàn Nhi, đối với Diệp Thần có liên quan chuyện lộ ra vô cùng nhiều hứng thú. Chiều nay, Khúc Đàn Nhi vừa rời đi gian phòng, Diệp Thần liền một món ý niệm tiến vào luân hồi mộ địa, tìm được Lão Thương. Lão Thương! Ngươi chắc nhìn ra cái này Khúc Đàn Nhi vấn đề đi. Ta vốn cho là nàng sẽ ám sát ta, nhưng là lâu như vậy, nhưng là không có bất kỳ hành động nào. Diệp Thần nói. Lão Thương đối với Diệp Thần cười nhạt, ngươi còn không coi là hồ đồ, ta còn lấy vì ngươi sẽ bị cô gái này sắc đẹp sở mê, lại không cần mấy ngày, hồn đều phải bị nàng câu đi đi. Từ Khúc Đàn Nhi xuất hiện, Lão Thương liền vẫn không có và Diệp Thần chủ động liên lạc qua. Lão Thương nói đùa, ta không phải loại người như vậy. Diệp Thần lúng túng, đang muốn giải thích, nhưng lĩnh hội đến giả thương trong lời nói ẩn núp ý, hỏi tiếp nói, Lão Thương ý ngươi phải, cô gái này đến gần ta xác thực có mục đích khác, nhưng không phải ám sát. Lão Thương gật đầu một cái, có một chút có thể xác định, cái này Khúc Đàn Nhi và Mạc Huyết Minh có rất lớn quan hệ. Còn như đến gần ngươi, tựa hồ là muốn hợp tác với ngươi. Ngươi như nhận lấy cô gái này, sợ rằng chính là Mạc Huyết Minh suy nghĩ trong lòng. Ta cảm thấy, ngươi ngược lại là không cần phải và cô gái này hao tổn nữa. Vẫn là mau sớm hồi Thần Cực Tông đi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, gật đầu nói, được. Và Lão Thương thỉnh giáo y đạo một lát sau,
Diệp Thần tâm thần trở về, sau đó suy nghĩ một chút, đứng dậy đi ra gian phòng, đi tới Khúc Đàn Nhi chỗ gian phòng, gõ cửa phòng. Bên trong phòng Khúc Đàn Nhi thần niệm cảm giác được Diệp Thần, khóe miệng nhếch một cái cười đắc ý. Ha ha, như vậy lấy lòng cùng hắn, quả nhiên nổi lên tác dụng. Ngươi có thể coi như là chủ động tới tìm ta. Một phiến ánh sáng thoáng qua, Khúc Đàn Nhi thay đổi trang phục, thân thể mềm mại bị trắng chủ đồ lót che giấu, tràn đầy mông lung cám dỗ, vậy trước người đầy đặn lại là tựa như miêu tả sinh động, sau đó nàng mở ra cửa phòng. Diệp công tử, mời ngài vào. Khúc Đàn Nhi nhỏ thẹn thùng gương mặt, ẩn ngầm mong đợi ánh mắt, tựa hồ mời tình lang nhập khuê phòng bên trong. Diệp Thần thấy nàng như vậy tư thái, ngay tức thì liền bấn khí ướt át nghĩ bậy, nghiêm nghị đối với Khúc Đàn Nhi nói, ta liền không vào, Đàn Nhi cô nương, có chuyện mới vừa rồi quên tại ngươi nói, lúc này mới tới tìm ngươi. Công tử mời nói. Khúc Đàn Nhi lấy là Diệp Thần lạt mềm buộc chặt, xinh đẹp sóng lưu chuyển, càng thêm quyến rũ. Ngươi tổn thương đã tốt, cũng không cần lại tại ta đồng hành đi. Diệp Thần nói ra, để cho Khúc Đàn Nhi nhất thời ngạc nhiên. Cái này, đây là trực tiếp đuổi nàng đi. Cái này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Khúc Đàn Nhi vội vàng hốt hoảng hình dáng, ủy khuất hỏi, công tử ngài đây là sao? Chẳng lẽ Đàn Nhi đã làm sai điều gì, chọc ngài chán ghét? Diệp Thần lắc đầu, đó cũng không phải, chỉ là trai gái khác biệt, ta cùng cô nương trước đây lại là làm không quen biết, ta còn có chuyện quan trọng khác, mang ngươi cùng nhau thật là có chút không tiện, không bằng lúc này từ biệt. Diệp Thần giọng kiên quyết, một hồi nữa kém không nhiều là có thể trở lại Thần Cực Tông, hắn chẳng ngờ đem cô gái này vậy mang về, để tránh tăng thêm phiền toái. Công tử, Đàn Nhi còn chưa báo đáp ân cứu mạng của ngài đây. Khúc Đàn Nhi còn muốn nói sau, Diệp Thần nhưng cau mày thẳng cắt đứt nàng lời nói, ta cứu ngươi chỉ là thuận tay, không cần ngươi báo đáp. Gặp Diệp Thần thiết tim muốn đuổi nàng đi, Khúc Đàn Nhi vậy luống cuống, đi mau hai bước đi tới Diệp Thần phụ cận, nói công tử, Đàn Nhi hiện tại côi cút một người, không có gánh nặng, muốn đi theo ngài cỡ đó, giúp công tử ngài phân ưu giải nạn, hoặc là bưng trà trải bị cũng có thể. Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái Khúc Đàn Nhi. Nàng càng biểu hiện như vậy nóng bỏng, thì càng ấn chứng mình và lão thương suy đoán là thật. Cô gái này, đúng là có mưu đồ khác. Vị kia cuối cùng chạy trốn Minh Điện hỗn độn cảnh cường giả, chết tại Khúc Đàn Nhi tay quá trình, hồi tưởng lại vậy rất quỷ dị. Nhưng cái nhìn này, Khúc Đàn Nhi nhưng lấy là Diệp Thần có vẻ siêu lòng, nàng nghĩ tới Mạc Huyết Minh dặn dò, cái này cùng thời điểm, coi như là tự mình hy sinh nhan sắc, vậy phải nắm lấy cơ hội. Vì vậy, Khúc Đàn Nhi vươn ngọc thủ, khoác lên Diệp Thần một cánh tay, thân thể mềm mại thuận thế đi lại gần, vậy trên vai quần áo chẳng biết lúc nào đi xuống rơi xuống chút. Công tử, Đàn Nhi đối với ngươi vừa gặp ái mộ, sẽ để cho ta hầu hạ ngài đi. Khúc Đàn Nhi cầm Diệp Thần đi trong phòng quăng đi, nàng đã hạ định quyết tâm, lần này cho nhiều Diệp Thần một ít ngon ngọt. Nhưng một khắc sau, nàng nhưng ngây ngẩn. Bởi vì, Diệp Thần bước chân dâu ria không nhúc nhích, nàng lại không thể quăng động hắn. Khúc Đàn Nhi và Diệp Thần đối mặt, chỉ gặp Diệp Thần ánh mắt trong sạch, không chút nào ý loạn, hơn nữa trên mặt còn treo một tia cười lạnh. Nàng cũng chủ động như vậy, Diệp Thần lại thật ngồi trong lòng không loạn, cái này làm cho Khúc Đàn Nhi trong lòng phát điên. Đàn Nhi cô nương, này cùng Diễm Phúc, ta bị chi không dậy nổi, người hay là đi tìm những người khác đi. Dứt lời, Diệp Thần đầu thủ tránh thoát Khúc Đàn Nhi. Lời này để cho Khúc Đàn Nhi nhất thời trong lòng giận dữ, không nhịn được thất thố, nổi nóng vô cùng đối với Diệp Thần nói, ngươi chẳng lẽ lấy là ta là như vậy tùy tiện người. Diệp Thần cười nhạt, thầm nghĩ mới vừa rồi ngươi cử động, thì đã chứng minh điểm này, cần gì phải còn dùng nói nhiều. Đây càng thêm kích thích Khúc Đàn Nhi, mỹ nhân kế đối với Diệp Thần không có hiệu quả, hơn nữa Diệp Thần lại dám đối với nàng coi thường như vậy. Nhưng nàng cố đè xuống trong lòng tức giận. Miễn cưỡng đối với Diệp Thần lộ ra nụ cười nói, Diệp công tử, cái gọi là lâu ngày gặp người tim, ngươi hiện tại nếu không muốn, Đàn Nhi vậy miễn cưỡng không được, sẽ để cho ta tạm thời ở lại bên người ngươi, lấy ta chi thực lực, quả quyết cũng sẽ không thành là công tử liên lụy. Như là lo lắng Diệp Thần có hoài nghi, Khúc Đàn Nhi lại nhấn mạnh nói, Đàn Nhi báo đáp qua công tử ân cứu mạng sau đó, ngài như còn cố ý để cho ta đi,
đến lúc đó ta chính là rời đi, vậy không thẹn lương tâm. Khúc Đàn Nhi lấy lui làm tiến, chỉ cần có thể lưu lại, sau này cơ hội thì có nhiều. Diệp Lăng Thiên, tạm ngừng chốc lát. Diệp Thần một đạo thần thức chuyển hướng phía ngoài, phi thuyền hàng tốc, đang chậm rãi dừng lại. Đàn Nhi cô nương, người xin mời. Diệp Thần làm ra mời khách ra cửa dáng điệu, đối với Khúc Đàn Nhi buông tay nói. Khúc Đàn Nhi sắc mặt đại biến, thân thể mềm mại kịch liệt phập phồng, hơi thở cũng là chập chờn không nghỉ, giờ khắc này, nàng hận không được trực tiếp đối với Diệp Thần động thủ. Nàng biết, Diệp Thần đây là thiết tim muốn đuổi nàng đi, tùy ý nàng nói thế nào đi nữa, đều vô dụng. Lại cố sống cố chết lưu lại, chỉ có thể là tự rước lấy, như còn không biết phải trái, chỉ sợ Diệp Thần liền sẽ trực tiếp theo nàng trở mặt. Khúc Đàn Nhi bay ra phi thuyền. Ngọc trưởng vạch qua hỗn độn, không gian bị mở ra một cái khe hở. Ngươi đối với ta lại thật chút nào không nhúc nhích tim. Trước khi đi, Khúc Đàn Nhi cắn răng hận hận hỏi. Diệp Thần truyền âm Diệp Lăng Thiên, phi thuyền hồi sinh, về phía trước qua lại. Mà đang ở phi thuyền biến mất để gặp, một đạo thanh âm đạm mạc truyền tới, đúng rồi, Khúc Đàn Nhi, giúp ta thay Mạc Huyết Minh hỏi thăm sức khỏe. Hắn nếu thật muốn kéo ta hợp tác, không bằng tự mình tới ta trước mặt. Nếu như quỳ xuống, ta có thể thật biết nhúc nhích đong đưa. Lời này vừa nói ra, Khúc Đàn Nhi hoàn toàn bối rối. Nguyên lai, mưu kế của mình đã sớm bị người đàn ông này nhìn thấu. Nàng thậm chí cảm thấy vào một ngày thời gian xuống, mình tựa như là một cái thằng hề. Không chỉ tiện nghi bị chiếm hết, quay đầu lại là một chàng không. Trong mắt của nàng ngưng tụ lửa giận. Trong tay sử dụng một thanh kiếm. Vô tận sát ý phun trào. Nàng huyết mạch bộc phát ra. Tựa như một đầu phượng hoàng phóng lên cao. Chung quanh không gian tựa như đều bị vô tình biến dạng. Nhiệm vụ lần này xem ra là thất bại. Nếu thất bại, ta liền không có đường sống. Như vậy Diệp Thần, người sẽ chết tại ta dưới kiếm. Một khắc sau, Khúc Đàn Nhi lại hướng Diệp Thần rời đi phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại nàng lên đường lúc đó, nàng thần sắc biến đổi, đột nhiên ngừng lại. Nàng phát hiện sau lưng xuất hiện một đạo xa lạ hơi thở. Nàng thông suốt xoay người, chỉ gặp một cái thiếu nữ khăn che mặt tại hư không ngưng tụ ra thân hình, hiện thân ở nàng trước mặt. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này định sẽ kinh hãi, bởi vì cô gái này, chính là rời đi Ngụy Dĩnh. Mạc Huyết Minh bắt đầu vận dụng loại thủ đoạn này. Ngụy Dĩnh mở miệng câu nói đầu tiên, liền làm Khúc Đàn Nhi tâm thần chấn động một cái. Nàng lai lịch thân phận lại bị cái này thần bí đột nhiên phát hiện người cô gái đoán được. Ngươi là người phương nào? Và vậy Diệp Thần quan hệ thế nào? Khúc Đàn Nhi câu hỏi đồng thời thần niệm dò xét Ngụy Dĩnh tu vi, nhưng nàng kinh hãi phát hiện, nàng nhưng lại không có cách nào cảm giác được Ngụy Dĩnh tu vi sâu cạn. Ý vị này, Ngụy Dĩnh rất có thể so nàng mạnh. Đối với Khúc Đàn Nhi vấn đề, Ngụy Dĩnh như là không nghe được, lẩm bẩm nói, người vấn đề quá nhiều, ta không muốn trả lời. Nhưng ngươi nếu thật muốn câu trả lời, ta liền cho ngươi. Ngươi không nên có động ta người đàn ông dự định. Cái gì? Khúc Đàn Nhi bối rối. Diệp Thần người phụ nữ. Mặc dù Ngụy Dĩnh mang cái khăn che mặt, không cách nào thấy rõ tướng mạo, nhưng liền cái này dáng người. Cùng với cái khăn che mặt không thể che giấu ngũ quan đường danh, Khúc Đàn Nhi cảm thấy, cô gái này dung nhan, có lẽ cũng không thua tại nàng. Thậm chí thắng với mình. Diệp Thần một cái chảm ách tầng 5 thiên con kiến hôi, vẫn còn có cái này loại tuyệt đẹp cô gái thiên tài theo đuổi. Mấu chốt người phụ nữ này lại xem thấu nàng ý đồ, phi thuyền bên trong phát sinh chuyện, chẳng lẽ cô gái này vậy có biện pháp dòm ngó xem. Mình lúc nào bại lộ. Khả năng rất lớn. Và ba vị minh điện ông già diễn xuất vậy trận anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục thời điểm, cô gái này liền tránh ở một bên, nàng đủ loại hành vi và mục đích, đã sớm rơi vào người khác nắm giữ trong đó. Khúc Đàn Nhi vừa giận vừa sợ, tâm khí cao ngạo nàng, mới từ Diệp Thần nơi đó thể nghiệm đến trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại, lại đang Ngụy Dĩnh nơi này cảm nhận được một loại toàn bộ đều bị nhìn thấu thẹn quá thành giận, cùng với khẩn trương, nhất thời. Khúc Đàn Nhi sát ý trong lòng nổi lên. Đối mặt loại chuyện này, đơn giản nhất vậy trực tiếp nhất biện pháp giải quyết, chính là đem đối thủ xóa bỏ. Đối phương vậy tuyệt sẽ không bỏ qua nàng,
vậy thì xem hai bên ai mạnh ai yếu. Thực lực mới là giải quyết hết thảy vấn đề căn bản biện pháp. Ánh sáng bảy màu thẳng xông lên trời cao, Khúc Đàn Nhi sau lưng xuất hiện một cái phượng hoàng hư ảnh, uy áp lay trời động địa. Bảy màu thiên hoàng huyết mạch trực tiếp kích thích, Khúc Đàn Nhi không dự định dò xét, trực tiếp toàn lực động thủ, đối với Ngụy Dĩnh đánh ra một đạo sắc thái sặc sỡ hỗn độn ánh sáng. Ngụy Dĩnh tròng mắt lạnh như băng, vậy con ngươi dùng mình, lại để cho cả thế giới nhiệt độ chợt giảm xuống. Thương khung dưới lại là rơi xuống phiến phiến hoa tuyết. Mang một chút sát ý hoa tuyết. Đây là Ngụy Dĩnh ý cảnh. Cái này Khúc Đàn Nhi vượt qua nàng ranh giới cuối cùng, lưu nàng không được. Làm vậy đạo hỗn độn ánh sáng sắp hạ xuống. Ngụy Dĩnh động, trong tay sử dụng một cái tràn đầy phù văn cổ xưa kiếm lạnh lẽo. Tay thanh tú phác họa, hai cô gái ngay tức thì chiến đấu chung một chỗ, mỗi một đập ra, không gian sụp đổ, sông lớn bốc hơi, núi lở đất mòn. Bất quá 10 chiêu sau này, Khúc Đàn Nhi định thoát khỏi chiến đấu, muốn chạy trốn, bởi vì nàng phát hiện, coi như nàng vận dụng nội tình, cũng không phải Ngụy Dĩnh đối thủ. Ta là Minh Điện Thánh Nữ, Điện Chủ Mạc Huyết Minh Nghĩa Nữ, người dám giết ta, nghĩa phụ định sẽ là ta trả thù. Khúc Đàn Nhi chạy khỏi không được, Ngụy Dĩnh không chỉ là chiến lực kinh trời, thủ đoạn cũng là khá nhiều, lúc giao thủ nhín thời giờ bố trí trận pháp, Khúc Đàn Nhi nhiều lần định phá vòng vây, nhưng cũng không có thể thành công. Không lâu lắm, Khúc Đàn Nhi đã người bị thương nặng, vì vậy bên ngoài mạnh bên trong yếu, uy hiếp Ngụy Dĩnh. Ngươi nếu như thế nói, vậy thì càng là không thể không giết ngươi. Giết ngươi, cùng Mạc Huyết Minh đến tìm ta trả thù. Ngụy Dĩnh ra tay bén nhọn hơn, đánh Khúc Đàn Nhi sinh lòng sợ hãi. Không đánh lại, không trốn thoát, như vậy sắp nghênh đón chết cảm giác vô lực và sợ hãi, để cho Khúc Đàn Nhi cảm nhận được tuyệt vọng. Ta không đối với Diệp Thần làm gì, người cần gì phải khổ khổ bức bách, ta như liều mạng tại người cá chết lưới rách, dù cho người có thể sống, cũng sẽ không có kết quả tốt. Khúc Đàn Nhi thanh âm thê lương, thét to. Cá chết lưới rách, vậy cũng chỉ có thể tự bảo, cho dù là chết, cũng không để cho địch nhân tốt hơn. Ngươi cùng Diệp Thần chuyện, không đáng tội chết, nhưng ngươi là Minh Điện người, là Mạc Huyết Minh Nghĩa Nữ, cho nên... Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngụy Dĩnh năm ngón tay bắt pháp quyết, trong bầu trời lại xuất hiện một đạo liệt ngân. Vết rách bên trong, một chuôi vạn trượng băng kiếm hạ xuống. Chỉ riêng uy áp cũng đủ để chiếm đoạt hết thảy. Nháy mắt tức thì, nhất kích liền đánh bay Khúc Đàn Nhi, đánh nàng thân phận thật sự vỡ vụn, bảy màu thiên hoàng hư ảnh bộc phát ảm đạm. Khúc Đàn Nhi không nghĩ tới, nàng dẫn lấy là hào lớn chỗ dựa vững chắc. Vậy tu vi kinh khủng nghĩa phụ điện chủ, hắn danh tiếng không chỉ có không bảo vệ được nàng, vẫn là nàng hôm nay lấy đạo chết. Ta không cam lòng, nghĩa phụ nhất định sẽ sống lại ta, ngươi, cùng ta đi chết đi. Bảy màu thiên hoàng một tiếng rên rỉ sau ầm ầm nổ tung, thiêu đốt huyết mạch lực chảy vào Khúc Đàn Nhi thân thể, tiếp theo, nàng lại tự thiêu đại đạo và quy luật lực, hướng Ngụy Dĩnh phát ra một kích tối hậu. Ngụy Dĩnh không sợ chút nào. Thân thể mềm mại vậy thẳng xông về Khúc Đàn Nhi, không tránh, trực tiếp cứng đối cứng. Oanh oanh oanh, chu vi 5 km chi địa, trong một kích này bị đánh thành một mảnh hư vô, bể tan tành trong không gian hỗn độn lực xông ra, ở chỗ này hình thành một phiến đường cùng. Hai nữ thần thông dư âm, cùng với tất cả loại võ đạo quy luật còn để lại đóng dấu, đem sẽ để cho nơi đây đổi được vô cùng nguy hiểm. Ngụy Dĩnh thân hình xuất hiện. Trong tay một đoàn ánh sáng yếu ớt, bên trong có một cái tuyệt sắc dung mạo cô gái tàn hồn hư ảnh. Một đạo hỏa diễm đốt Khúc Đàn Nhi tàn hồn, Ngụy Dĩnh lẳng lặng nhìn đối phương thần hồn câu diệt. Ta Tuyệt Hàn Đế Cung tiêu diệt, Mạc Huyết Minh vậy thoát không khỏi liên quan, Tuyệt Hàn Đế Cung rất nhiều trưởng lão và đệ tử có thể đều đã hồn phi phách tán, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ sống lại. Ngụy Dĩnh trong con ngươi xinh đẹp lóe lên cừu hận ngọn lửa, lãnh đạm nói. Mạc Huyết Minh, là nàng báo thù đối tượng một trong. Một ngày nào đó, nàng sẽ hỏi Mạc Huyết Minh đòi lại món nợ máu này. Khúc Đàn Nhi chết, chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Mạc Huyết Minh phái ra cô gái này, hắn đã biết liền Diệp Thần thân phận, cho dù chưa có hoàn toàn xác nhận, hẳn là đã có phát giác. Minh Điện, rốt cuộc không kiềm chế được sao? Ngụy Dĩnh bóng người trở thành nhạt rời đi nơi đây, còn sót lại lượn lờ chi âm.
phảng phất từ không tồn tại qua. Thần Cực Tông, một chiếc phi thuyền ở sơn môn bên ngoài trận pháp lộ ra tung tích, đưa tới một đám trực đệ tử và các trưởng lão. Cái này loại có thể qua lại không gian phá vỡ hỗn độn cao cấp Phật, ở Thần Cực Tông, chỉ có trưởng môn và các thái thượng trưởng lão mới có thể có, mà đây chiếc phi thuyền nhưng là rất xa lạ, hẳn là người ngoại lai tới thăm Thần Cực Tông. Phi thuyền người ở bên trong, nhất định là thân phận vô cùng tôn quý nhân vật lớn. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người đi ra, phi thuyền cũng bị Diệp Thần thu vào luân hồi mộ địa. Nguyên lai là Diệp Sư Huynh. Cung nghênh Diệp Sư Huynh trở về Thần Cực Tông. Các đệ tử thấy Diệp Thần, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, càng là tràn đầy kính sợ và sùng bái. Diệp Thần ở Thần Cực Tông mặc dù cuối cùng là một người đệ tử, nhưng Thần Cực Tông trên dưới ai cũng biết, Diệp Thần là có thể và trưởng môn Ngọc Chân Tử ngồi ngang hàng tồn tại. Thậm chí chỉ cần Diệp Thần một câu nói, Ngọc Chân Tử tất nhiên cầm trong tay chức trưởng môn giao cho Diệp Thần. Không chỉ là địa vị, Diệp Thần thực lực, ở trong mắt bọn họ, cũng là sâu không lường được. Mấy chi truyền âm Ngọc giản sáng lên ánh sáng, rất nhanh, Diệp Thần trở về tin tức liền bị Thần Cực Tông cao tầng biết được. Trong Thần Cực Tông, không hề có thể ngông phá không gian quy củ, mặc dù Ngọc Chân Tử đã sớm đã cho Diệp Thần đặc quyền. Thần Cực Tông tông quy không cần tại Diệp Thần, nhưng Diệp Thần vậy chưa từng động tới cái này loại đặc quyền. Cái gọi là người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Ở trước mặt người mình, Diệp Thần từ trước đến giờ tuân quy thủ củ, đối đãi người đối với chuyện, tự có quy tắc làm việc. Thần Cực Tông tông chủ điện ngoài điện, tông chủ Ngọc Chân Tử tự mình ra cửa chào đón, mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đều hiện thân, dành cho Diệp Thần cực lớn dùng lễ hiền hòa ý. Diệp Thần, người có thể coi như là trở về, chậm những ngày qua, chúng ta nhưng mà lo lắng rất đây. Ngọc Chân Tử đối với Diệp Thần lại cười nói. Diệp Thần khách khí đôi câu, một hồi hàn huyên sau này, mọi người vây quanh Diệp Thần tiến vào chủ điện, linh trà dâng lên, Diệp Thần đơn giản nói rõ liền lần này đi ra ngoài gặp phải một ít chuyện. Có liên quan Minh Điện gặp gỡ, Diệp Thần nhảy qua, chẳng ngờ là Thần Cực Tông khai ra phiền toái. Có ít thứ, hắn lựa chọn mình vác. Đột nhiên, Ngọc Chân Tử và rất nhiều trưởng lão ánh mắt sáng quắc rơi vào Diệp Lăng Thiên trên mình. Bởi vì Diệp Lăng Thiên tu vi và thực lực, và trước khi rời đi chênh lệch quá xa. Lúc này mới bao lâu à? Dõi mắt toàn bộ thần quốc, dù là có nguyệt hoàn dị tưởng, cũng không khả năng cũng như này không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện à. Tu vi không trọng yếu, Ngọc Chân Tử còn phát hiện Diệp Lăng Thiên trên người huyết mạch cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hoang cổ thần mạch, Ngọc Chân Tử mặt hiện vẻ quái dị, hỏi, Diệp Lăng Thiên. Nhưng mà thần quốc trước kia cái đó bảo vệ Diệp gia hậu bối. Ngọc Chân Tử làm là thần quốc một nhóm thế lực trưởng môn, tự nhiên nắm giữ tin tức vô số. Diệp Lăng Thiên trên người huyết mạch hơi thở, và viễn cổ trong Ngọc Giản miêu tả nhất trí. Diệp Thần đã sớm đem Ngọc Chân Tử làm người mình, người sư phó này thậm chí nguyện ý dùng tánh mạng tới bảo vệ mình. Đối với Diệp Lăng Thiên huyết mạch, vậy không có gì hay ẩn núp, hắn liền gật đầu, nói, hắn đã lấy được tổ tiên đồng ý, thức tỉnh hoang cổ thần mạch. Lời vừa nói ra, Ngọc Chân Tử đám người nhất thời kinh hãi, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên ánh mắt, vậy tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Hoang cổ thần mạch Diệp gia từng bị diệt tộc, mặc dù Thiên Đạo Cung một mực chưa từng dừng lại đối với tương quan thế lực cùng với huyết mạch đuổi giết, lời đồn đãi hoang cổ thần mạch một mực không tuyệt. Ngọc Chân Tử đối với lần này cũng không tin, bây giờ nhìn lại lại có người trốn khỏi vậy trận tai họa lớn khó khăn. Diệp Lăng Thiên đứng lẳng lặng ở đó, dáng người cao ngất, thần sắc không buồn không vui, và Ngọc Chân Tử các người đối mặt lúc ánh mắt vững chắc, lại để cho bọn họ cảm thấy một loại về khí thế uy áp. Đây không phải là Diệp Lăng Thiên cố ý làm, mà là huyết mạch bộc phát ra thần tính. Nhảy vút là cô hồn, tuân theo tổ tiên ý chí. Là khôi phục Diệp gia vinh quang mà sống, là luân hồi đứng đầu mà chiến. Hắn thân trong lòng hoang cổ thần mạch, thân phận tôn quý, không kém gì người. Ngọc Chân Tử vào giờ khắc này, nhìn Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần, ngược lại là không có bất kỳ thất lạc, phản mà chỉ có vui vẻ yên tâm. Hắn biết, sợ rằng sau này, Thần Cực Tông quật khởi câu chuyện, liền do hai người viết. Làm một đại trưởng môn, có cái này hai vị đệ tử. Chính là Thần Cực Tông quang vinh. Diệp Thần, đoạn đường này đi đường, người có lẽ có chút cực khổ,
chúng ta cũng không quấy rầy, người nghỉ ngơi cho khỏe. Ngọc Trân Tử hốc mắt chẳng biết tại sao ửng đỏ, mở miệng nói. Diệp Thần lần này không có cự tuyệt, hắn quả thật thu hoạch rất nhiều, hắn muốn bế quan mấy ngày, tiêu hóa khoảng thời gian này cảm ngộ. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở lại Thần Cực Tông biệt thự, và chúng nữ vuốt ve mấy phen, liền lựa chọn bế quan. Thời gian cực nhanh. 3 ngày sau, Thần Cực Tông một gian trong mật thất, một người thần sắc lãnh đạm nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả người tản mát ra một hồi tuyệt cường khí tức, phóng lên cao. Bên trong tông mấy người tròng mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Thần rốt cuộc lại đột phá. Trảm ách cảnh 6 tầng thiên. Mặc dù cảnh giới này ở tông môn vẫn còn hạ đẳng trình độ. Nhưng đây chính là Diệp Thần à. Bọn họ nhưng mà biết Diệp Thần mặc dù là trảm ách cảnh, nhưng là mỗi đột phá một lần, đều là cực kỳ khó khăn à. Dù là Nguyệt Hoàn dị tượng đối với Diệp Thần cũng không có bất kỳ xúc tiến nào hiệu quả à. Hơi thở kia kinh khủng, cho dù là Kim Thiên Ngạc, Dương Xích Nguyên như vậy hỗn độn cảnh cường giả, cũng không nhịn được tâm thần run run. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu liễm hơi thở, cổ tay lộn một cái, sát kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Nắm chuôi này đen nhánh trường kiếm, Diệp Thần lại là nhẹ nhàng cắn răng, cả người kim quang dòng nước chảy, huyết quang ẩn hiện, hai tay nổi gân xanh, lại là khá là miễn cưỡng mới có thể đem cầm động dáng vẻ. Hắn ngưng mắt nhìn trong tay sát kiếm, trong mắt thần quang chớp động, trên mặt, hiện ra nồng nặc vui mừng. Cái này 3 ngày, sát kiếm lại hoàn toàn tiêu hóa chém chết người hồn phách. Nhất là rốt cuộc tiêu hóa rất nhiều ngày trước chém giết một trong thượng cổ thập sát Tống Trạch. Phải biết, sát kiếm nhưng mà có thể thông qua phệ hồn, tới giải mở phong ấn, khôi phục bản thân lực lượng à. Mà cắn nuốt rất nhiều cường giả hồn phách sau đó, mặc dù, cách hoàn toàn khôi phục lại thượng cổ lực lượng, còn kém rất xa, nhưng là không thể không nói, Tống Trạch không hổ là được gọi là một trong thượng cổ thập sát, ác quỷ ở giữa ác quỷ. Hắn sở dĩ cơ hồ không cách nào bị tiêu diệt, chính là bản thể chi hồn lực, dâng trào đến khó có thể tưởng tượng bước à. Trình độ nào đó mà nói, đối với sát kiếm, Tống Trạch có thể nói là tốt nhất cường hóa tài liệu. Đem chiếm đoạt, so chém chết thành hơn 100.000 hỗn độn cảnh cường giả tiến hành phệ hồn, hiệu quả còn muốn tốt hơn. Không nói khác, cắn nuốt Tống Trạch sau đó, sát kiếm sức nặng, lại là trực tiếp gia tăng đến gấp đôi. Mình nếu là không đột phá đến trảm ách 6 tầng thiên, sợ rằng còn cầm không nhúc nhích. Cho dù lấy Diệp Thần lực lượng bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm động thôi. Nhưng, thành tựu vũ khí mà nói, nhưng là lại không quá thích hợp à. Cộng thêm hắn uy năng, đối với vũ khí biên độ tăng trưởng vân, sử dụng chuôi này sát kiếm, Diệp Thần thực lực, đem sẽ tăng lên nữa một phần. Đừng xem nhẹ cái này một phần, đến Diệp Thần tầng thứ này, muốn tăng lên một chút xíu, đều là vô cùng là khó khăn. Diệp Thần cười nhạt nói, xem ra, lấy ta bây giờ thực lực, đủ để đi thứ nhất thần quốc đi một chút. Diệp gia, nghe nói ngay tại thứ nhất thần quốc đi. Không biết nơi đó ở viễn cổ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kết quả là ai có lực lượng đem Diệp gia hủy diệt. Lại là cô gái nào có thể một kiếm đâm vào luân hồi đứng đầu thân thể. Là người bên cạnh sao? Diệp gia, thứ nhất thần quốc cất giấu quá nhiều bí mật. Hắn sớm liền dự định đi thứ nhất thần quốc. Vốn là cùng Vạn Pháp Tông sự việc, còn không tính là kết, hơn nữa, trọng yếu hơn chính là Long Tĩnh Nghiên là hắn phong ấn cực sát chi khí, rơi vào hôn mê, muốn tìm được giải cứu Long Tĩnh Nghiên phương pháp, thì nhất định phải đi thứ nhất thần quốc Long gia. Bất quá! Ở trước đó, còn có một cái địa phương phải đi. Vạn Yêu Thần Cũng, Thượng Cổ Thánh Quật. Kim Thiên Ngạc nhưng mà nhấn mạnh vô số lần à. Thậm chí trở lại Thần Cực Tông. Còn đang một mực nói. Diệp Thần đáy mắt, lóe lên vẻ hưng phấn, hướng về phía Thượng Cổ Thánh Quật, tràn đầy mong đợi. Hắn có một loại vô hình dự cảm, lần này Thánh Quật chuyến đi, nhất định sẽ lớn có sở hoạch. Thứ bảy thần quốc, Vạn Yêu Thần Cũng nơi trung tâm, một tòa vô cùng rộng lớn đô thành, tọa lạc trong đó, đô thành ra, tường thành cao vút, khí tượng xâm nghiêm. Vô số tản ra mãnh liệt yêu khí giáp sĩ ở đầu tường bên trên đi tới đi lui, nơi này, chính là Vạn Yêu Thần Đều Hoàng Thành, Thiên Yêu Thành. Lúc này, Thiên Yêu bên trong thành,
một tòa vô cùng to lớn sân đấu võ bên trong, đang phát ra từng cơn vang lớn, long trời lở đất, đồng thời, còn kèm theo vô số sen lẫn thú hống tiếng hoan hô. Đếm lấy vạn ký người xem, đem vần quanh ở sân đấu võ bốn phía chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy, vô số yêu tộc, trên mặt, đều mang vô cùng kích động thần sắc. Chỗ tòa này sân đấu võ, cũng không phải là thông thường sân đấu võ, đã mấy ngàn năm không có mở bỏ qua à. Bởi vì, chỗ tòa này sân đấu võ, chỉ ở yêu tộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lúc đó, mới biết sử dụng. Yêu tộc, so nhân tộc hơn nữa tôn trọng thực lực cùng luật rừng, triều đại yêu hoàng, đều là thông qua khiêu chiến tiền nhậm yêu hoàng mà lên chức. Trừ phi đương thời yêu hoàng chết ngoài ý muốn, nếu không, cơ hồ không có trực tiếp truyền ngôi có thể. Mà đây yêu hoàng cuộc chiến, thì sẽ ở vạn yêu thần cũng không có đếm con dân làm chứng dưới tiến hành. Mỗi tương ứng có mới yêu hoàng ra đời, vạn yêu thần đều yêu tộc, cũng sẽ không so hưng phấn, thậm chí trắng trợn chúc mừng. Bởi vì, vậy thì đồng nghĩa với, yêu tộc có cường đại hơn hoàng giả. Cho nên, tại chỗ người xem, đối với cuộc chiến đấu này, đều là vô cùng mong đợi. Sân đấu võ bên trong, đứng hai tên chàng thanh niên. Một người, cả người trường bào màu đen, mặt mũi lạnh lùng, một đôi đan mắt phượng, sắc bén tràn ra, trong tay nắm một chuôi nhỏ hết sức trường kiếm, cả người hơi thở vô cùng chấn động tùng, đạo đạo hắc viêm lượn lờ ở hắn quanh thân. Người này, bất ngờ chính là đương thời yêu hoàng. Đương thời yêu hoàng xuất từ hắc phượng nhất tộc, tên là Phượng Trời, tại vị đã mấy ngàn năm, lấy yêu tộc thọ nguyên mà nói, còn đặc biệt vô cùng trẻ tuổi, nhưng, ở mấy ngàn năm trước, Phượng Thiên cũng đã là hôm nay yêu tộc xứng đáng không thẹn đệ nhất cường giả. Nhiều năm qua như vậy, lại là không có bất kỳ một người yêu tộc, có thể dung chuyển Phượng Thiên uy nghiêm. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này, ở Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn sau đó, cũng không tồn tại nữa. Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn, không chỉ có, đối với thần quốc nhân tộc ảnh hưởng to lớn, đối với yêu tộc, giống như vậy. Thậm chí, đối với yêu tộc ảnh hưởng, còn vượt qua xa nhân tộc. Toàn bộ vạn yêu thần cũng, hôm nay, đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. So với nhân tộc thượng cổ thần thể thức tỉnh, yêu tộc huyết mạch biến dị, phản tổ vân. Vân, tăng lên hơn nữa rõ ràng, toàn bộ vạn yêu thần cũng, trong chốc lát trăm hoa đua nở, vô số thiên tài hiện lên. Yêu hoàng Phượng Trời, mặc dù vậy bởi vì Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn, lấy được chỗ tốt cực lớn, nhưng dần dần, vẫn là có không thiếu yêu tộc thiên tài, ngang trời xuất thế, mơ hồ muốn áp đảo Phượng Thiên bên trên. Rốt cuộc ở hôm nay, Phượng Thiên nghênh đón vị thứ nhất người khiêu chiến. Đứng ở Phượng Thiên đối diện, là một người mặc bạch bào, màu da thậm chí so bào phục hơn nữa trắng nõn, tóc vàng bù xù, đối với đá quý vậy xanh mâu lóe lên vẻ ngạo nghễ thiếu niên. Thiếu niên xanh mâu chỗ sâu, bất ngờ cùng cổ thần thể thiên tài vậy, lục mang lững lờ. Cái này thiếu niên, là một người ở căn nguyên lực dưới sự kích thích, huyết mạch phản tổ yêu tộc thiên tài. Thiếu niên tên là Bạch Tạ Phi. Phượng Thiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, chợt quát lên một tiếng lớn, quanh thân hắc viêm hừng hực cháy, trào nhập trường kiếm trong tay bên trên, thanh trường kiếm kia, ngay tức thì dính vào một tầng ngọn lửa màu đen, cổ tay hắn ngay cả động, kiếm ý kích động, một kiếm đánh ra, ngọn lửa màu đen như vạn trượng sóng lớn vậy hướng Bạch Tạ Phi sóng trào đi. Một tiếng phượng hót vang tận mây xanh, vậy cuồn cuộn ngọn lửa màu đen biến ảo là một đầu vô cùng to lớn màu đen hỏa phượng, tản mát ra vô cùng nóng bỏng, ngay tức thì đem chung quanh hư không, cũng đốt được vặn vẹo. Lôi cuốn kinh thiên kiếm ý, đáp xuống. Một kiếm này, lại là vô cùng tươi đẹp. Rất khó tin, một kiếm kinh khủng như vậy, xuất từ một người tay yêu tộc. Phượng Thiên thân là tại vị mấy ngàn năm yêu hoàng, quả nhiên không phải đồ có hư danh. Nhưng là, như vậy tươi đẹp một kiếm, lại không có thắng được người xem chút nào ủng hộ, ngược lại, truyền ra từng cơn hít hà. Tại sao? Bởi vì, sử dụng võ, không phải yêu tộc chiến đấu phong cách. Yêu tộc tôn trọng, là một lực vượt 10.000 pháp, lấy cường đại yêu thân thể, cùng với thiên phú thần thông nghiền hết sức vạn vật. Võ? Đó bất quá là loài người nhỏ yếu chế tạo ra mánh khóe mà thôi, bọn họ là kiêu ngạo, cao quý yêu tộc. Căn bản không cần cần như vậy mánh khóe. Phượng Thiên yêu hoàng, lúc này sắc mặt, cũng là vô cùng khó khăn xem. Nếu không phải bây giờ không có biện pháp, hắn tuyệt sẽ không thi triển vũ kỹ.
hắn nhưng mà yêu hoàng à, trấn áp một người người khiêu chiến, còn muốn dùng đến võ. Coi như thắng, cũng sẽ không đạt được cái gì tốt danh tiếng chứ. Dẫu sao, sử dụng võ, chính là yếu thế biểu hiện. Nói cách khác, trước mắt tên kia bạch bào thiếu niên, đã đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Không ít người, thậm chí trực tiếp lên tiếng giễu cợt nói, ha ha, nhanh như vậy, thì phải sử dụng cái này loại chiêu thuật. Xem ra Phượng Thiên yêu hoàng, là thật muốn cho vị à. Còn yêu hoàng, dùng loại người này loại mới dùng chiêu thuật, có cái gì tư cách làm yêu quái hoàng. Mà Bạch Tạ Phi, đối mặt như vậy sợ hãi một kiếm, nhưng là thân hình không nhúc nhích, một chút né tránh ý kiến cũng không có, trên gương mặt, lại là hiện ra một nụ cười. Một khắc sau, một tiếng hổ gầm, vang khắp toàn bộ sân đấu võ. Bạch Tạ Phi thân thể, lại là nhanh chóng bành trướng, biến hóa, kinh thiên yêu lực, mạnh mẽ ra, đối với khiết trắng vây cánh, ở sau lưng mở ra, trong thoáng qua, tên này thiếu niên lại là biến thành một đầu mấy chục mét cao, toàn thân khiết trắng, lưng mọc hai cánh, đối với xanh mâu, lóe lên cực kỳ rét lạnh phi hổ. Vậy vô số yêu tộc thấy vậy, không hẹn mà cùng hoan hô một tiếng. Trong chốc lát, vậy tiếng hoan hô to lớn, vang dội toàn bộ vạn yêu thần cũng. Bạch Tạ Phi, hóa là bản thể chiến đấu. Cái này, mới là bọn họ hy vọng thấy một màn à. Không ít người, đều bắt đầu là Bạch Tạ Phi mà ủng hộ. Vậy to lớn Bạch Hổ, hai cánh mở ra, lại là không có chút nào do dự hướng về phía vậy đáp xuống Hắc Viêm Hỏa Phượng, bay tấn công đi, làm người ta sợ hãi móng hổ, hướng Hỏa Phượng đầu lâu, hung hăng vỗ tới. To lớn lực lượng, ngay tức thì đem hư không đánh nát, cuồng bạo phong áp, cuộn sạch bốn phía. Hổ gầm chấn thiên, chảo mang sắc bén, đông triệt cánh cửa lòng, ầm một tiếng vang thật lớn, màu trắng phi hổ một móng, hung hãn đập vào đầu kia Hắc Phượng đầu lâu bên trên. Cường đại dư âm đánh thẳng vào cả thế giới, sân đấu võ phòng vệ màn sáng bên trên, cũng xuất hiện đạo đạo liệt ngân, ngọn lửa lăn lộn, mặt đất hóa là nám đen vẻ. Nguyên bản còn vô cùng huyên náo khán đài, lúc này, nhưng là một phiến tĩnh mịch. Chỉ là cái này giao thủ nhất kích, xuyên thấu qua phòng vệ màn sáng tiết lộ một món uy thế, cũng để cho bọn họ không nhịn được, cả người run rẩy, suy nghĩ nổ tung, tựa như, rơi vào chết vực sâu à. Quá khủng bố. Mấy cái hô hấp sau đó, lũ yêu mới hoàn hồn lại, hướng sân đấu võ bên trong nhìn, trong mắt, lại là hung hăng co rúm một cái. Lúc này, một đầu to lớn màu trắng phi hổ, mắt hổ bên trong, tràn đầy vẻ ngạo nghễ, to lớn móng hổ dưới, chặt chẽ đạp một đầu khắp người Hắc Vũ Phượng Hoàng. Cái này Hắc Phượng, nguyên vốn phải là thần dị vô cùng, uy thế động trời cao cấp yêu tộc, nhưng lúc này, nào còn có phân nửa thần dị, uy nghiêm hình dáng. Cái này ngang dọc vạn yêu thần cũng mấy ngàn năm, đã từng sáng lập vô số truyền thuyết Phượng Thiên yêu hoàng, hiện tại nhưng giống như một đầu đợi làm thịt gà ác vậy. Hơi thở suy yếu, trên mình vết thương chồng chất, cả người lông vũ, cũng mất đi sáng bóng, đã trọng thương sắp chết, ở móng hổ dưới, liền một chút năng lực phản kháng cũng không có à. Vậy Bạch Hổ, phát ra một tiếng hổ gầm, mới đưa vô số yêu tộc, từ rung động bên trong thức tỉnh. Theo tới, liền đem bầu trời cuối bơi vân, cũng chấn động không còn một mống, sơn hô hải khiếu giống vậy tiếng hoan hô. Mới yêu hoàng, ra đời à. Vẫn là một người đem đời trước yêu hoàng tùy tiện nghiền ép, vô cùng kinh khủng đại yêu. Bọn họ yêu tộc, nếu lại lần quật khởi à. Có thể đây là, Bạch Hổ nhưng là sắc mặt vô cùng là khinh thường mắt nhìn xuống dưới chân phượng trời, giễu cợt nói, hừ, sử dụng loài người võ, cũng chỉ có loại trình độ này lực lượng. Như vậy phế vật, cũng xứng làm yêu hoàng, và ta chủ nhân so sánh, thật là một ngày đầy đất. Sân đấu võ bên trong, lại là một hồi yên lặng. Bạch Tạ Phi, đang nói gì? Chủ nhân, vô số yêu tộc, giống như đột nhiên gặp phải sét đánh vậy, sợ hãi được hồn phách đều phải tiêu tán à? Xem Bạch Tạ Phi thực lực như vậy khủng bố, cơ hồ vượt qua bọn họ tưởng tượng, lại kiêu ngạo cực kỳ yêu tộc, lại cam nguyện hướng người khác cúi đầu. Hơn nữa xem ra, liền từng tia không phục dáng vẻ, cũng không có à? Vậy hắn trong miệng chủ nhân, còn đáng sợ hơn đến cái gì bước? Coi như là trong truyền thuyết yêu thần, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Đây là, sân đấu võ bên trong, một bóng người chớp mắt, một người mặc thanh bào, cao lớn cao ngất, mặt như quan ngọc,
nhưng thần sắc lãnh đạm cực kỳ chàng thanh niên, xuất hiện ở sân đấu võ bên trong, lại là đem vậy phòng vệ màn sáng, coi như vô vật. Vô số yêu tộc thấy người đàn ông này ngay tức thì, đều là cảm giác quanh thân máu, đều phải động lại, tim, cũng ngừng đập, cả người bắp thịt, không tự chủ được run động. Loại cảm giác này, bọn họ rất quen thuộc. Cái này, đây là phương diện huyết mạch uy áp à? Nhưng mà, huyết mạch uy áp, giống như là huyết mạch cực kỳ cường đại yêu tộc, thả ra hơi thở lúc đó, mới phải xuất hiện mới đúng à? Có thể người thanh niên này nam tử, chỉ là đứng ở nơi đó, thậm chí liền thần sắc, cũng không có so bình tĩnh, không có biến hóa chút nào, lại, sẽ để cho cái này vô số yêu tộc, đều có một loại kinh hồn táng đởm cảm giác. Mà nguyên bản, còn mặt đầy vẻ ngạo nghễ Bạch Tạ Phi, lúc này, nhưng là lần nữa biến thành hình người, thần sắc vô cùng cung kính hướng về phía chàng thanh niên thi lễ nói, chủ nhân. Hắn, chính là Bạch Tạ Phi chủ nhân. Ước chừng dựa vào một tên thủ hạ, liền đem yêu hoàng Phượng Thiên nghiền ép cường giả. Nam tử vậy đôi màu xanh thụ mục, nhàn nhạt quét qua một đám yêu tộc, mở miệng nói, tên ta là Thanh Đế. Ta là thượng cổ yêu hoàng. Hôm nay tỉnh lại, lại bước lên ngôi vị hoàng đế, từ bây giờ về sau, ta cùng yêu tộc, ắt sẽ trở thành thứ bảy thần quốc chân chính nắm giữ. Thậm chí không sợ con chó kia dám thiên đạo cung. Hắn nói gì? Thượng cổ yêu hoàng. Cái này Thanh Đế, lại là thượng cổ yêu hoàng à? Lũ yêu đầu óc, đã hoàn toàn không cách nào vận chuyển, hôm nay rung động, quá nhiều, cho dù lấy yêu tộc cường đại kia thần kinh, đều không cách nào nhận chịu. Hơn nữa, Thanh Đế nói, Thanh là thần quốc nắm giữ, chẳng lẽ là... Thanh Đế nhàn nhạt nói, chúng ta để mặc cho những cái kia nhỏ yếu, cấp thấp loài người ở thứ bảy trong thần quốc tự ý ngông là, đã quá lâu, hôm nay diệt thế tai ương buông xuống, bằng những con kiến hôi này mình, là tuyệt đối không cách nào chống cự lần này tai nạn. Nếu bổn hoàng trở lại ngôi vị hoàng đế, tự nhiên gánh vác cứu yêu tộc trách nhiệm, mà bước đầu tiên, liền đem những thứ này loài người nhỏ yếu. Hoàn toàn chinh phục. Có lẽ, bọn họ trở thành tai nạn bên trong, chúng ta yêu tộc sử dụng con chốt thí, chết được, còn có thể có chút giá trị. 7 ngày sau, bổn hoàng, đem ở đế tuyệt núi, cử hành lễ lên ngôi, đến lúc đó, bổn hoàng sẽ mời thứ 7 thần quốc nhân tộc tất cả một nhóm thế lực, tới tham gia. Ở trên đế tuyệt sơn, bổn hoàng đem sẽ đem nhân tộc bất kỳ cường giả, dẫm ở dưới chân, để cho bọn họ biết, ở chúng ta yêu tộc trước mặt. Bọn họ, chỉ có thần phục, mới có sinh tồn tiếp quyền lực. Vậy vô số yêu tộc nghe vậy, ngay tức thì, máu sôi trào, hưng phấn đến thần hồn đều phải thiêu đốt à. Yêu tộc, chú trọng nhất chính là huyết mạch, mà loài người, ở trong mắt bọn họ, bất quá là một loại huyết mạch vô cùng là tồi sinh linh thôi. Là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót. Nếu là đúng so cá thể trung bình thực lực, yêu tộc phải xa xa cao hơn nhân tộc. Mà đây loại sinh linh, dựa vào cái gì ở trong thần quốc, chiếm cứ so bọn họ còn muốn rộng lớn đất đai? Dựa vào cái gì, và bọn họ những thứ này cao quý yêu tộc, ngồi ngang hàng? Những loài người này, không phải chỉ phối làm bọn họ nô lệ sao? Cho nên, yêu tộc, gần đây xem thường loài người. Bọn họ trong lòng, đều có đem nhân tộc chinh phục, quân lâm thần quốc ý tưởng. Nhưng vẫn không cách nào thực hiện. Bởi vì bọn họ trong lòng có một ác mộng vậy cường giả. Đó chính là ngày xưa luân hồi đứng đầu. Luân hồi đứng đầu vì nhân loại, lại là trấn áp yêu tộc hết thảy. Dù là luân hồi đứng đầu chết, triều đại yêu hoàng cũng không dám lỗ mãng. Bất quá hôm nay, hết thảy đều thay đổi. Mặc dù, yêu tộc cá thể thực lực, vượt qua xa nhân tộc, nhưng là, yêu tộc gây giống đời sau, so với nhân tộc khó khăn được nhiều, mà yêu tộc quá trình trưởng thành. Thông thường mà nói, vậy tương đối so với chậm, ở về số người xa xa không bằng người tộc. Hơn nữa, đại đa số yêu tộc đối với võ, pháp khí, trận pháp vân. Vân, trên căn bản là một chữ cũng không biết, hơn nữa yêu tộc chiến đấu, thường thường đều là bụng dạ thẳng thắn, dựa vào lực lượng nghiền ép hết thảy, đối với chiến thuật, binh pháp, mưu kế vân. Vân, và loài người so sánh, cũng có chênh lệch không nhỏ. Cho nên... Nếu như hai tộc thật bùng nổ đại chiến, ai thắng ai thua, vẫn là rất khó nói. Nhiều năm qua như vậy, trong thần quốc hai tộc vậy căn bản duy trì nào đó loại thăng bằng, yêu tộc mặc dù vẫn xem thường nhân tộc, nhưng không thừa nhận cũng không được,
những thứ này sinh vật cấp thấp đầu óc, quả thật rất tốt dùng, nhân tộc xây dựng nhà, chế tạo vũ khí, luyện chế đan dược vân. Vân, cũng xa xa vượt qua yêu tộc vốn là trình độ, hai tộc trao đổi vật liệu, cho hai bên đều mang đến lợi ích. Nhưng là, tất cả yêu tộc, trong xương đều mang nguyên thủy ngang bướng. Bọn họ hướng tới, cũng không phải là cái gì chung nhau phồn vinh, hài hòa phát triển, bọn họ hướng tới, là cướp đoạt, là xâm lược, là nô dịch tên yếu. Cái này, mới là yêu tộc thiên tính à? Thanh đế vậy lời nói hùng hồn, hoàn toàn tỉnh lại những thứ này các yêu tộc bản tính, toàn bộ vạn yêu thần cũng lâm vào một loại quần tình hùng dũng không khí bên trong. Cái này, mới là bọn họ hy vọng có đế vương à. Một cái, có thể dẫn bọn họ, phóng thích thiên tính vương giả. Bọn họ cũng không kịp đợi, thấy 7 ngày sau, ở yêu hoàng lễ lên ngôi bên trên, loài người, cúi đầu xưng thần một màn kia. Thanh đế thấy vậy, khẽ mỉm cười. Quả nhiên, yêu tộc, thủy chung là yêu tộc, cho dù hôm nay yêu tộc, so sánh mấy chục triệu năm trước, huyết mạch đã suy yếu rất nhiều, nhưng, như vậy ngang bướng, như vậy phát ra từ linh hồn chỗ sâu hung hãn, nhưng chưa bao giờ thay đổi. Hắn thanh mâu bên trong, sạch bóng bạo tránh. Loài người, bất quá là một đám sở trường sử dụng âm mưu quỷ kế, đê hèn con kiến hôi thôi, có thể ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu, đảm nhiệm quỷ kế gì, còn hữu dụng sao? Toàn bộ nghiền nát chính là... Chỉ có bọn họ yêu tộc, mới hẳn là cái thế giới này, chân chính nắm giữ. Hắn quét Bạch Tạ Phi một cái nói, thứ 7 thần quốc nhân tộc hôm nay có cái gì kinh diễm thiên tài cường giả sao, đã điều tra xong sao? À, đúng rồi, hai người ngoại trừ, Hiên Viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh. Bạch Tạ Phi gật đầu nói, đã điều tra xong, thần quốc cường giả rất nhiều, nhưng gần đây có một thiên tài cường giả kinh diễm toàn bộ thứ 7 thần quốc, người này. Tên là Diệp Thần, tựa hồ vô cùng là trẻ tuổi, bất quá 20 hơn tuổi, đến từ nhân tộc một cùng tông môn thần cực tông. Vừa nói, hắn gương mặt bên trên, hiện lên một chút phát ra từ nội tâm khinh thường cười lạnh nói, nghe nói, người này bất quá là một người chạm ách cảnh võ giả, nhưng có vượt cấp mà chiến siêu cường thực lực. Ha ha, phỏng đoán, cũng chỉ có đối với những phế vật kia loài người, mới có thể vượt cấp mà chiến chứ. Thần cực tông. Trong chính điện, bóng người dư sức. Bọn họ mặc quần áo trang sức, mặc dù mỗi người không giống nhau, nhưng, những người này trên mình, bất ngờ cũng tản ra vô cùng là khí tức cường đại. Hơn nữa, giơ tay nhấc chân bây giờ, đều mang một cổ ở lâu lên trước uy thế. Những người này, bất ngờ đều là thần quốc bên trong tất cả đại học năm thứ nhất cùng tông môn người nắm quyền. Mà lúc này, toàn bộ đại điện không khí, cũng không có so nặng nề. Những thứ này ở vào thần quốc quyền lực đỉnh cấp các cường giả, lại là không một ngoại lệ, sắc mặt của từng người, cũng không có so gai gắt. Cuồng cốt môn môn chủ Hoắc Tuyển ánh mắt lóe lên nhìn về phía thần minh minh chủ Thẩm Rực Rỡ Khôn Đạo, Trầm Huynh, như thế nói lần này cái này thanh đế yêu hoàng lên ngôi, không chỉ có muốn chúng ta tham gia, liền môn hạ đệ tử, đều phải toàn bộ mang theo. Thẩm Rực Rỡ Khôn khẽ thở dài một hơi, gật đầu một cái nói, xem ra. Cái này mới nhậm chức yêu hoàng, là phải phá chúng ta giữa hai tộc thăng bằng. Thiếu Hạo gia chủ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, diệt thế tai ương trước mặt, những thứ này ngu xuẩn yêu tộc, lại vẫn muốn khơi mào nội đấu. Nếu không, chúng ta hãy cùng những thứ này đáng chết yêu tộc liều mạng. Để cho chúng ta tất cả một nhóm thế lực, đến bọn họ địa bàn đi, vậy quá mạo hiểm đi. Một người khác lắc đầu nói, nếu như chúng ta không tham gia cái này lễ lên ngôi, lấy yêu tộc tính cách, không thể nghi ngờ, sẽ trực tiếp khai chiến. Hơn nữa, chúng ta, cũng không hoàn toàn không có cơ hội, không phải sao? Dứt lời, tất cả mọi người đều là hướng Ngọc Chân Tử nhìn. Thanh đế yêu hoàng nơi muốn khiêu chiến người là Diệp Thần, nếu như lần này nhân tộc muốn bình yên vô sự, cũng chỉ có thể xem Diệp Thần biểu hiện à. Nếu không, đứng mũi chịu sào bị diệt, chỉ sợ sẽ là bọn họ những thứ này một nhóm thế lực. Ngọc Chân Tử khẽ thở ra một hơi, ngưng trọng nói, dưới mắt, chúng ta chỉ có tin tưởng Diệp Thần là tốt. Mọi người nghe vậy, đều là tinh thần chấn động. Nếu như nói, Thanh Đế, là yêu tộc đế vương, Diệp Thần, chính là nhân tộc kiêu ngạo. Hôm nay Diệp Thần, đã là xứng đáng không thẹn nhân tộc thanh niên đệ nhất cường giả. Một cái đang quật khởi truyền thuyết.
Hiện tại, bọn họ đối với Diệp Thần, trừ sùng kính ra, đã không có cảm giác khác. Nếu như, hai người chênh lệch là 10, có lẽ sẽ muốn đi đuổi theo, vượt qua, nhưng, nếu như hai người chênh lệch, là 100.000 đâu. Như vậy, cũng chỉ có thể sùng kính. Cái này yêu hoàng thanh đế, nghe nói, là một người huyết mạch cực kỳ cường đại thượng cổ yêu tộc, chỉ dựa vào một tên thủ hạ, liền đem đời trước yêu hoàng phượng trời, hoàn toàn nghiền ép à. Thực lực kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, căn bản để cho người, liền tâm tư phản kháng, cũng không nhấc nổi. Nhưng là, có Diệp Thần, hết thảy liền cũng không giống nhau. Có thể nói, tất cả mọi người tại chỗ, đối với Diệp Thần, đều có tuyệt đối tự tin. Nếu không, những thứ này một nhóm thế lực người nắm quyền, căn bản liền đi đế tuyệt núi cũng không biết suy tính. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh, xuất hiện ở chánh điện lối vào, hơi có vẻ lãnh đạm thanh âm nam tử, đang lúc mọi người vang lên bên tai. Sư tôn, ngươi tìm ta. Mọi người nghe vậy, đều là mặt hiện vẻ mừng rỡ, hướng người nọ nhìn. Diệp Thần nhìn cái này một đám một nhóm thế lực cường giả, hơi sững sờ, làm sao long trọng như vậy. Ngọc Trân Tử giọng có chút ngưng trọng nói, Diệp Thần, 7 ngày sau, mới nhậm chức yêu hoàng thanh đế, muốn ở lễ lên ngôi bên trên, cùng ngươi đánh một trận. Nghe xong mọi người sau khi giải thích, Diệp Thần nhưng là thần sắc cổ quái, khẽ mỉm cười, thật là suy nghĩ gì, sẽ tới cái gì à? Hắn vốn là đang suy nghĩ nên làm sao tiến vào vạn yêu thần đều, dẫu sao vạn yêu thần cũng người, cực kỳ xếp bên ngoài, mạnh sông mà nói, không chỉ có dễ dàng bại lộ tung tích, hơn nữa, lấy yêu tộc tính cách, làm như vậy, còn dễ dàng đưa tới hai tộc khai chiến. Nguyên bản, hắn là định tìm thần minh hỗ trợ. Để cho hắn lẫn vào vạn yêu thần cũng, có thể hiện tại, thì có một cái tốt như vậy cơ hội, đưa tới cửa. Hơn nữa, địa điểm này, còn vừa vặn ngay tại trên đế tuyệt sơn. Cái này, đơn giản là thượng thiên đưa tới cơ hội à. Diệp Thần hướng về phía mọi người nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy thì đánh đi, ta cũng thật là tò mò, cái này cái gọi là thượng cổ yêu hoàng, kết quả là thực lực như thế nào. Mọi người nghe vậy, trong mắt cũng toát ra mãnh liệt vui mừng. Bọn họ nhìn Diệp Thần, bên trong tim cũng xông ra một cổ vô hình lòng tin. Một cổ chỉ cần Diệp Thần còn sống, nhân tộc liền sẽ không ngã xuống tự tin. 7 ngày sau, vạn yêu thần đô mỗ cái hải vực bên trong, một tòa vô cùng cao ngất núi to, cắm thẳng vào chân trời. Cái này núi to, lên nhọn hạ tròn, từ xa nhìn lại, giống như một tòa tháp cao vậy, hiểm trở vô cùng, khí thế bức người. Nơi này, chính là đế tuyệt núi. Mà lúc này, trong ngày thường rất hiếm vết người đế tuyệt núi, lại là tiếng người ồn ào, thỉnh thoảng, còn truyền ra từng cơn thú hống. Vô số hoặc là hóa thành hình người, hoặc là hiển lộ nguyên thân yêu thú, ở núi gian dục dịch, xem hình dáng, lại đều là vô cùng hưng phấn. Đột nhiên bây giờ, bầu trời buồn bã, một tòa vô cùng là to lớn, cơ hồ phải đem đúng phiến bầu trời che đậy phi thuyền, từ chân trời tới. Ngay trước mắt, liền tới cái này đế tuyệt núi bầu trời. Hàng ngàn hàng vạn đạo thân ảnh, như vũ vậy từ phi thuyền bên trên rơi xuống, những người này, chính là thần quốc một cùng tông môn đệ tử. Những yêu thú kia thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều là dâng lên nồng nặc là máu, dữ tợn ý. Những thứ này nhân loại đê tiện, rốt cuộc đã tới. Mà phi thuyền bên trên, Diệp Thần cúi đầu ngưng mắt nhìn rất nhiều yêu tộc. Con người ngược lại có chút rung động. Thứ bảy thần quốc có yêu tộc sự việc, hắn là biết. Nhưng là lại có như thế nhiều yêu tộc. Hơn nữa Nguyệt Hoàn dị tượng hạ, thực lực tựa hồ không kém gì nhân tộc. Ngược lại có chút ý kiến. Xem ra, kéo dài ngàn năm hòa bình, nếu lại lần phá vỡ. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, luân hồi mộ địa đột nhiên truyền đến một đạo chấn động. Cái này chấn động không phải tới từ mộ bia. Mà là tới từ tiểu hoàng. Giờ phút này tiểu hoàng quanh thân bao gồm đỏ xanh hơi thở lại ngưng tụ thành một cái cổ quái hình dáng. Chủ nhân, phía dưới thật giống như có ta huyết mạch nguồn. Thật giống như có vật gì hấp dẫn ta. Diệp Thần con ngươi ngẩn ra, hắn nghĩ tới điều gì. Tiểu hoàng từ trình độ nào đó mà nói cũng là yêu tộc. Chẳng lẽ đất này để cất giấu cái gì thuộc về tiểu hoàng bí mật. Đối với tiểu hoàng lai lịch,
Diệp Thần duy nhất biết chính là luân hồi mộ địa một vị đại năng. Tiêu Lăng. Đây có thể nói là rất nhiều đại năng bên trong tồn tại thời gian ngắn nhất tồn tại. Tiêu tán ở Hàn Độc Trấn. Cũng là Diệp Thần đối với luân hồi mộ địa rất nhiều đại năng rõ ràng ít nhất một vị. Chẳng lẽ Tiêu Lăng thân thế và cái này yêu tộc có liên hệ gì? Cũng hoặc là nói, Tiểu Hoàng quanh thân đỏ xanh ánh sáng quỷ dị, và yêu tộc lòng đất một ít tồn tại có liên quan. Diệp Thần cau mày, đặc biệt là ngưng trọng. Tiểu Hoàng, người xác định. Diệp Thần hỏi. Luân hồi mộ địa Tiểu Hoàng quanh thân ánh sáng càng phát ra chói mắt, ta xác định, đặc biệt xác định. Được, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tiếp theo chúng ta xem tình thế mà làm, không có được mệnh lệnh, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cũng nên đi xuống gặp những thứ này yêu tộc. Tiểu Hoàng không trả lời, đỏ xanh trong con ngươi chiếu ngược nào đó loại quỷ dị phù văn. Phảng phất là yêu tộc cấm kỵ. Không người dám hỏi thăm cấm kỵ. Rất nhanh, vô số một cùng tông môn đệ tử, rối rít tụ tập ở đế tuyệt núi chỗ chân núi. Mà ở nơi đó, đứng một người một đầu tóc đỏ, đan mắt phượng, cằm nhọn tiếu, sống mũi cao rất đàn bà xinh đẹp. Nàng mặt lộ vẻ một chút nghiền ngẫm mỉm cười, nhìn về phía một đám một nhóm thế lực cao tầng nói, hoan nghênh các vị, tới tham gia chúng ta yêu hoàng lễ lên ngôi, nói thật, chúng ta thật đúng là sợ các vị không dám tới đâu. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Vừa lên tới liền giễu cợt. Những thứ này yêu tộc. Là thật không đem chúng ta coi vào đâu sao? Những thứ này một cùng tông môn cường giả, đệ tử, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo? Người người đều là trong mắt chớp động lửa giận. Vậy cô gái tóc đỏ, nhưng là lơ đễnh, xoay người nói, mời theo ta đi, chúng ta là các vị an bài chỗ ở, đại điển, vào ngày mai cử hành. Dứt lời, đi về phía trước đi. Mà mọi người, mặc dù tức giận, nhưng là không có một người. Dám thật ở chỗ này động thủ. Nếu bàn về một mình sức chiến đấu, yêu tộc vượt qua xa nhân tộc, không có ai muốn cùng yêu tộc dậy chính diện xung đột. Diệp Thần nhưng chỉ là sắc mặt lạnh nhạt nhìn mọi người, cảm thụ lòng đất khác thường. Hơn nữa luôn luôn câu thông Tiểu Hoàng. Còn như yêu tộc giễu cợt. Hắn hồn nhiên không thèm để ý, không biết cái đó thanh đế yêu hoàng, bị mình dẫm ở dưới chân lúc đó, những thứ này yêu tộc còn có thể giễu cợt ra được sao? Sau đó, yêu tộc cho Diệp Thần các người an bài gian phòng. Bọn họ ngược lại là thản đáng đáng, không có âm thầm đối với một nhóm thế lực ra tay. Bởi vì ở bọn họ xem ra, đây là thuộc về nhân tộc sau cùng một ngày. Ngày mai đại điển bên trên, nhân tộc sẽ phải chịu chưa từng có trong lịch sử làm nhục. Diệp Thần sau khi tiến vào phòng, bày ra một cái phòng vệ trận pháp này, cũng không phải là biết bao phức tạp. Vậy cơ hồ không có cái gì lực phòng ngự, nhưng là, dùng để cách trở người khác thần hồn dò xét, dòm ngó, cũng là đủ rồi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp Thần và Tiểu Hoàng tiếp tục câu thông, Tiểu Hoàng, người hiện tại xác định đại khái vị trí sao? Mà giờ khắc này Tiểu Hoàng trong mắt đóng chặt, thân thể nằm, tựa như tiến vào trạng thái nhập định. Càng không có để ý Diệp Thần. Diệp Thần thần sắc lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiểu Hoàng cảm giác địa phương, biết hay không và Kim Thiên Ngạc trong miệng thánh quật trọng hợp. Hắn không do dự nữa, nhàn nhạt nói, Tiểu Kim, đi ra đi. Diệp Thần trong ngực một đạo kim quang chớp mắt, bò ra ngoài một cái toàn thân màu vàng, đầu sinh hai sừng mini cá sấu, cái này cá sấu vừa rơi xuống đất, liền hóa thành hình người, chính là Kim Thiên Ngạc. Diệp Thần hỏi, như thế nào, đến nơi này đế tuyệt núi? Người có thể cảm giác được vậy thánh quật ở vị trí nào sao? Kim Thiên Ngạc thần hồn thả ra, chỉ chốc lát sau mỉm cười nói, công tử, xem tới nơi này hoàn cảnh, qua mấy chục ngàn năm, cũng không có quá biến hóa lớn, thượng cổ yêu tộc thánh quật, hẳn ngay tại hướng đông nam biển sâu bên trong. Diệp Thần nghe vậy vui mừng. Kim Thiên Ngạc nhưng là khẽ nhíu mày nói, công tử, cái đó thanh đế yêu hoàng, người tốt nhất cẩn thận một chút. À! Diệp Thần chân mày khều một cái nói, làm sao, cái này thanh đế, người biết. Kim Thiên Ngạc cười khổ gật gật đầu nói, nào chỉ là biết, thật là vô cùng quen thuộc, hắn ở trên cao thời xưa, chính là chúng ta yêu tộc bên trong, vạn năm vừa thấy siêu cấp yêu nghiệt à. Bất quá nguyệt hoàn dị tượng xuất hiện, hắn thực lực không khôi phục nhanh như vậy đỉnh cấp. Đây đối với ngươi mà nói là duy nhất tin tức tốt.
Nguyên bản, Kim Thiên Ngạc còn không dám xác định, nhưng, mới vừa rồi thả ra thần niệm lúc đó, cảm ứng được vậy một chút hơi thở, quả thật chính là năm đó cái đó thanh đế. Diệp Thần hơi kinh hãi, hắn biết Kim Thiên Ngạc huyết mạch, cho dù ở thượng cổ vậy là vô cùng mạnh mẽ tồn tại, có thể cho dù là hắn, đều đưa cái này thanh đế gọi là siêu cấp yêu nghiệt. Nói cách khác, cái này thanh đế thực lực, xa xa áp đảo Kim Thiên Ngạc bên trên. Kim Thiên Ngạc sắc mặt trầm ngưng nói, ở trên cao cổ lúc đó, nhân tộc có rất nhiều vương giả, còn có vị kia nắm trong tay hết thảy Diệp gia, nhưng, chúng ta yêu tộc, lại không có người bất kỳ có thể dung chuyển thanh đế yêu hoàng địa vị, hắn là chúng ta thời đại kia, tuyệt đối đế vương. Ta có thể khẳng định nói, cho dù trước nhìn thấy ba người vương liên thủ, cũng không có một chút khả năng chiến thắng thanh đế. Ở trên cao cổ lúc đó, thanh đế liền có thiên thần cảnh tu vi. Chỉ là không biết Nguyệt Hoàn dị tượng có hay không để cho hắn khôi phục thiên thần cảnh. Không chỉ có như vậy, hắn bản thể, chính là Thương Long, cho dù ở thượng giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy huyết mạch, thanh đế có thể nói cái thời đại kia yêu tộc đệ nhất cường giả. Bất quá, cũng chính là bởi vì thanh đế, chân thực quá ưu tú, phá vỡ thứ bảy thần quốc nhân tộc cùng yêu tộc thăng bằng, thanh đế một lòng muốn chinh phục thứ bảy thần quốc nhân tộc, đưa đến hai tộc phát sinh đại chiến. Để cho ngoài ý người bình thường chính là, thần quốc Diệp gia cũng không có qua hơn nhúng tay. Mà là để cho thứ bảy thần quốc người bảo vệ giải quyết, vì lắng xuống cuộc chiến tranh này, bọn họ không thể không cùng chung ra tay, bỏ ra vô cùng là thảm trọng giá phải trả, đem thanh đế phong ấn. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, thiên thần cảnh. Coi như không có khôi phục đỉnh cấp. Vậy hẳn là cũng có hỗn độn cảnh 9 tầng trời đỉnh phong. Cộng thêm vậy Thương Long huyết mạch cái này thanh đế nói không chừng so quỷ vương Tống Trạch, hơn nữa không dễ đối phó. Diệp Thần gương mặt bên trên thoáng qua vẻ ngưng trọng, xem ra hắn có chút nhỏ nhìn đối thủ của mình. Hắn chợt đứng lên, đối với Kim Thiên Ngạc nói, chúng ta hiện tại liền lên đường đi thượng cổ thánh quật đi, khoảng cách lễ lên ngôi, còn có một chút thời gian cũng đủ rồi. Đang cùng thanh đế một tiền chiến, Diệp Thần, còn muốn lần nữa tăng cường thực lực. Mới càng bảo hiểm. Kim Thiên Ngạc gật đầu một cái, lúc này, hai người thân hình chớp mắt, liền im hơi lặng tiếng rời đi Đế Tuyệt núi, hướng đông nam đi. Lúc này, Đế Tuyệt đỉnh núi đỉnh chỗ, một tòa cung điện trong mật thất, nguyên bản ngồi xếp bằng thanh đế đột nhiên mở ra hai tròng mắt, ngay mới vừa rồi, hắn tựa hồ, cảm ứng được một chút quen thuộc hơi thở. Mấu chốt cái này hơi thở làm sao xuất hiện ở nơi này? Ảo giác sao? Một lát sau, thanh đế lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn cả người hơi thở, lại là mơ hồ tăng cường. Hắn đang khôi phục, thực lực. Bất ngờ là hỗn độn 9 tầng trời. Cùng lúc đó, cửu thiên thần long điện. Một tòa khí thế khoáng đạt đền chỗ sâu. Mờ tối nến đèn, lộ ra vẻ ngưng trọng cảm giác. Ánh nến bắn cùng vách tường, có khắc từng tia cổ xưa phạm văn. Lúc tối ám chi bên trong. Một đầu kinh thiên ma long lại bị xiềng xích tù khốn. Chỉ bất quá, đầu này ma long không có chút nào sao động. Thậm chí khác thường yên lặng. Mà nó trước mặt, đứng một cái cô bé duyên dáng yêu kiều. Thiếu nữ trắng nõn tay, đụng vào vậy vảy rồng. Trong mắt đóng chặt, nhưng là sắc mặt nhưng viết đầy thống khổ và đau khổ. Tựa như thống khổ gì xuất hiện ở trong đầu thoáng qua. Chính là Diệp Lạc Nhi. Đột nhiên, trong không khí một đạo quỷ dị ánh sáng hướng bốn phương tám hướng chấn động đi. Diệp Lạc Nhi sau lưng một cái tràn đầy oai rồng người đàn ông rất miễn cưỡng bị chấn động lui lại mấy bước, thần sắc đại biến. Sốt cuộc, kết thúc sao? Oai rồng người đàn ông như chút được gánh nặng nói. Lời nói rơi xuống, Diệp Lạc Nhi thật dài lông mi mau run rẩy, mở mắt. Cái này mở một cái, nàng đã từng linh động quang, biến mất. Thay vào đó là một loại không cách nào ngôn ngữ tang thương. Oai rồng người đàn ông tiến lên một bước, mở miệng nói, ngươi cũng nhìn thấy. Diệp Lạc Nhi không nói gì, nàng bắt đầu lấy tay vuốt ve đầu kia vực ngoại ma long. Lại có chút thương tiếc. Hồi lâu, Diệp Lạc Nhi thanh âm mới vang lên, ta ở chỗ này nán lại bao lâu. Oai rồng người đàn ông con ngươi đông lại một cái, trả lời, ta cũng không rõ ràng, nhưng là hẳn gần một tháng. Hiện tại, ngươi hẳn rõ ràng, ban đầu chúng ta tại sao phải ngươi phụ thân Long Thành Thiên mang mẫu thân ngươi tới nơi này đi.
Người nơi quy tụ là Cửu Thiên Thần Long Điện. Diệp Lạc Nhi cười. Các ngươi như vậy chưa thấy được có chút tàn nhẫn. Các ngươi ban đầu đối với ta làm như vậy, hỏi qua ta sao? Vẫn là nói, ta cuối cùng là một con cờ. Các ngươi cưỡng ép thay đổi ta hết thảy, thậm chí thay đổi vận mệnh ta. Cảm thấy như vậy chơi rất khá. Vẫn là nói, các ngươi muốn dùng ta kềm chế vực ngoại những tên kia. Ta hiểu đúng không? Ta thân phận, ta huyết mạch, ta hết thảy, đều là các ngươi những thứ này người nắm quyền tiền đặt cuộc. Diệp Lạc Nhi thanh âm càng ngày càng lớn, toàn bộ đền tiếng vang truyền tới. Thậm chí mang một chút khóc tỉ tê. Đã từng là Diệp Lạc Nhi, vốn cho là chân tướng chính là mất tích phụ thân Long Thành Thiên, vốn cho là, đây là Thánh Long gia tộc bình thường đánh cờ. Hiện tại, nàng phát hiện nàng sai rồi. Sai rối tinh rối mù. Giá trị của nàng xem và thế giới quan, hoàn toàn sụp đổ. Các ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao? Diệp Lạc Nhi đột nhiên bắt được oai rồng chàng trai quần áo. Cái này Cửu Thiên Thần Long Điện uy tín người, vào giờ khắc này, lại chút nào không phản kháng. Thậm chí trên mặt viết đầy áy náy. Hồi lâu, oai rồng nam tử lên tiếng, Lạc Nhi, cái thế giới này, vốn là không công bình. Cái thế giới này, bề ngoài an ninh, nhưng là không có ai biết hắc ám chỗ sâu có như thế nào kinh khủng tồn tại. Nhỏ bé người, không cách nào nắm giữ mình vận mệnh. Quyền thế người, cũng không pháp nắm giữ mình vận mệnh. Như muốn giải quyết phân tranh, thì nhất định phải rơi vào phân tranh. Ngươi biết chưa? Diệp Lạc Nhi chợt lắc đầu, ta không muốn nghe. Ta Diệp Lạc Nhi sẽ không làm ngươi cửa con cờ. Vĩnh viễn sẽ không. Ta chỉ muốn cùng Diệp đại ca cùng nhau. Còn có Kỷ Lâm, còn có những người khác. Ta phải về Côn Lôn Hư, nơi đó có ta sư phụ, nơi đó mới thuộc về ta. Ta phải rời khỏi, đúng, ta hiện tại liền rời đi. Diệp Lạc Nhi chợt hướng lối ra đi. Mà đang ở Diệp Lạc Nhi tay chạm được cửa lúc đó, sau lưng một giọng nói vang lên. Hạ quyết định này không phải ta, mà là luân hồi đứng đầu. Cũng chính là ngươi Diệp đại ca. Một khắc sau, Diệp Lạc Nhi bước chân dừng lại. Nàng lo được lo mất quay đầu, tại sao? Tại sao? Oai rồng nam tử không nói gì, mà là hướng một nơi bích họa đi tới, cái này hoặc giả có thể cho ngươi câu trả lời. Diệp Lạc Nhi di chuyển bước chân đi tới bích họa trước. Bích họa một phiến máu tanh và hắc ám, vô số tàn bạo tràn ngập. Mà ở hắc ám bên trong, có một đạo quang chiếu xuống. Ánh sáng dưới, là một cái đế uy người đàn ông. Người đàn ông hai tay chắp sau lưng, bất kỳ hắc ám đều không cách nào chiếm đoạt. Người đàn ông này, lại và Diệp đại ca có mấy phần giống nhau. Mấu chốt bích họa bên trong, còn có một hàng chữ. Bị vô biên hắc ám chiếm đoạt lúc đó, chưa tiến về trước, chứ không có cách nào khác. Diệp Lạc Nhi tựa hồ rõ ràng liền cái gì? Thứ bảy thần quốc, yêu tộc. Nước biển dưới, hai đạo thân ảnh, nhanh chóng chấp động, hướng đáy biển chỗ sâu đi, chính là Diệp Thần cùng Kim Thiên Ngạc. Lúc này, hắn hai người chúng ta đã tới đáy biển mấy trăm ngàn gạo sâu chỗ, nơi này áp lực, có thể nói khủng bố tới cực điểm, cho dù là giống vậy hỗn độn cảnh cường giả, đều không cách nào tiếp nhận. Nhưng, đối với Diệp Thần cùng Kim Thiên Ngạc mà nói, ngược lại cũng không coi vào đâu. Rất nhanh, một đạo đáy biển vực sâu, liền xuất hiện ở trước mắt của hai người. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đạo vực sâu, cái này vực sâu nhìn như, vô cùng hắc ám, thâm thúy, nhưng là đối với Diệp Thần, nhưng tràn đầy một loại lực hút vô hình. Diệp Thần con mắt chớp động nói, Tiểu Kim, chính là chỗ này sao? Kim Thiên Ngạc gật đầu một cái nói, chủ nhân, cái này vực sâu chính là thượng cổ thánh quật cổng vào. Một đời người chỉ có thể tiến vào thánh quật một lần, tiếp theo, ngài thì phải mình đi xuống, bất quá, ở ngài tiến vào thánh quật trước, ta phải nhắc nhở ngài một câu, mặc dù ở nơi này trong thánh quật, có lẽ có thể lấy được chỗ tốt cực lớn, nhưng... Vậy vô cùng là nguy hiểm. Vô số thiên tư ngang dọc yêu tộc, cũng bởi vì không cách nào chịu đựng thánh quật yêu khí, mà chết trong đó, biến thành thánh quật chất dinh dưỡng. Cho nên, ở nơi này trong thánh quật, tốt nhất không muốn đợi quá lâu, cho dù là năm đó có thể nói vạn cổ thứ nhất yêu nghiệt thanh đế sáng tạo ghi chép, cũng bất quá là 3 tiếng mà thôi. 3 tiếng, đã gọi là vô cùng nghịch thiên.
nhớ lại thượng cổ thánh quật bên trong, vậy dâng trào vô cùng, thậm chí có thể gọi là hung hãn yêu khí, Kim Thiên Ngạc trong mắt, không tự chủ được toát ra một tơ vẻ sợ hãi, cho dù lấy huyết mạch hắn, cũng chỉ ở trong thánh quật, chống đỡ hai tiếng mà thôi. Hơn nữa, cái này hay là đối với yêu tộc mà nói, đều như vậy khó mà nhận chịu à. Đối với Diệp Thần tên nhân tộc này nói, hết thảy đều là không biết, thậm chí có thể, vừa tiến vào thánh quật, liền trực tiếp bị yêu khí căng bể. Diệp Thần gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, thân hình động một cái, liền không chút do dự xông vào vậy vực sâu bên trong. Yêu khí sao? Nói cho cùng, cũng là một loại năng lượng thôi, hắn thể chất, từ trước đến giờ không sợ hết thảy năng lượng. Huống chi, trong cơ thể hắn còn có đếm loại chân linh máu. Luân hồi huyết mạch, huyền bia lực, máu thần, ma khu. Liền so yêu khí cuồng bạo trăm lần cực sát chi khí, Diệp Thần cũng chịu đựng được, huống chi là cái này yêu khí. Ngay chớp mắt, Diệp Thần liền không thấy áp lực nước, hạ lặn xuống vực sâu cuối. Một đạo nguyên vẹn đáy biển, vô cùng to lớn màu máu cửa, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần trên gương mặt, hiện lên nụ cười lạnh nhạt, vốn là cái cửa lớn này, là phải dùng yêu tộc bí thuật mở ra, nhưng, đối với Diệp Thần mà nói, nhưng không cần như vậy phức tạp. Bảy tầng huyết quang, ở hắn bề mặt bùng nổ, đạo đạo kim mang lóng lánh, trình độ cao nhất cự lực cuồn cuộn. Diệp Thần cổ tay lộn, nắm sát kiếm, chân võ ý, kích động ra. Một khắc sau, hắn hung hăng một kiếm, hướng huyết sắc kia cửa, toàn lực chém tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, nước biển sôi trào, huyết sắc kia cự môn, điên cuồng run run, bề ngoài bên trên, huyết quang cuồng tránh, bị Diệp Thần một kiếm này, chém ra một đạo liệt ngân. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, mình toàn lực một kiếm, lại, chỉ đem cửa này chém ra một đạo ngón cái chiều rộng vết rách. Bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi, nếu xuất hiện vết rách, liền thuyết minh huyết sắc này cửa, không cách nào hoàn toàn ngăn cản hắn công kích. Một khắc sau, Diệp Thần cánh tay ngay cả động, ánh đao cuồng tránh, hướng về phía vậy cự môn một kiếm lại một kiếm, không ngừng công kích. Tiếng nổ không ngừng, mãnh liệt đánh vào khuấy động nước biển, cái này biển sâu bên trong, vô số sinh vật, đều ở đây Diệp Thần chém hạ run rẩy. Rốt cuộc, huyết sắc kia đổ sộ trên cửa vết rách, càng ngày càng lớn, cuối cùng, bị Diệp Thần chém ra một cái một người chiều rộng kẽ nứt. Diệp Thần thân hình động một cái, ngay tức thì xuyên qua vậy kẽ nứt, hắn quay đầu nhìn lướt qua, sau lưng huyết sắc kia trên cửa kẽ nứt, lại là ở hắn xuyên qua ngay tức thì, liền nhanh chóng di hợp lại. Hắn quay đầu, không khỏi con người co rúm một cái. Cái này cái gọi là thượng cổ thánh quật, lại là giống như một khối thế giới nhỏ vậy. Một khối, bị màu máu tràn ngập hoang cổ hơi thở thế giới nhỏ. Hắn hai chân dừng lại, rơi vào vậy đỏ thẫm đất đai bên trên, vậy ngay tại trong một cái chớp mắt này. Một cổ tuyệt mạnh yêu khí, chợt bộc phát ra, hướng Diệp Thần, cuốn tới, điên cuồng chui vào hắn thân thể bên trong. Đây là... Diệp Thần gương mặt bên trên, hiện lên vẻ kinh ngạc vẻ, vậy cuồn cuộn yêu khí, lại là vô cùng tinh thuần, hơn nữa, mang kỳ dị nào đó hơi thở, tựa như có thể kích thích huyết mạch chỗ sâu tiềm năng bùng nổ vậy. Lúc này, Diệp Thần trong cơ thể bạch hổ linh huyết, phá thiên thần viên linh máu, kỳ lân linh huyết vân. Vân, đều ở đây cái này khí thức kỳ dị dưới tác dụng sôi trào, trong phảng phất, Diệp Thần lại là cảm giác những huyết mạch này lực lượng, tăng lên. Không chỉ như vậy, xích trần thần mạch, lăng phong thần mạch, luân hồi huyết mạch, cũng quỷ dị tăng lên. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, thì phải ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu hấp thu cái này kỳ dị yêu khí, nhưng đột nhiên bây giờ, trong đầu của hắn, nhưng là vang lên lão thương tiếng kinh hô. Cái này, đây là thiên yêu chi khí. Diệp Thần sửng sốt nói, thiên yêu chi khí. Cái này thiên yêu chi khí là cái gì, lại có thể để cho lão thương như vậy kinh ngạc. Lão thương lúc này đều có chút kích động à. Hắn vô cùng hưng phấn nói, thằng nhóc, người được lợi lớn. Cái này thiên yêu chi khí, có thể là đồ tốt à. Thiên yêu, là một loại tồn tại ở truyền thuyết bên trong yêu tộc, cũng có người nói, thiên yêu là hết thảy yêu tộc tổ tiên. Thiên yêu thể bên trong, có cái này thế gian hết thảy yêu tộc huyết mạch căn nguyên. Cũng chính là vì vậy, thiên yêu chi khí, có thể nói là tất cả yêu tộc tổ tiên huyết mạch bản nguyên khí tức,
có thể dễ dàng để cho tư chất ưu tú yêu tộc huyết mạch biến dị hoặc là phản tổ. Mới bắt đầu, sáng tạo thánh quật mục đích chính là vì hóa nhập vô số cao cấp yêu tộc thi thể, hậu thiên tạo thành một món thiên yêu chi khí, nhưng, tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, cho dù là ở thượng giới, vậy cơ hồ không có yêu tộc thánh quật, có thiên yêu chi khí. Diệp Thần nghe vậy, cho dù lấy tâm tính của hắn, đều là không nhịn được phát ra cười to một tiếng. Cái này thượng cổ thánh quật, thật là tới đúng rồi à. Lão Thương nói, thằng nhóc, cái này thế giới nhỏ bên trong hẳn tồn tại một nơi hạch tâm, nơi đó thiên yêu chi khí, nồng nặc nhất, mặc dù, thiên yêu chi khí đối với nhân loại thậm chí đại đa số yêu tộc mà nói, hấp thu quá nhiều, đều là vô cùng là chí mạng, nhưng, ta tin tưởng lấy ngươi thể chất, đủ để chịu đựng, hơn nữa, ngươi rất có thể luyện suốt ngày yêu thân thể. Diệp Thần ánh mắt sáng lên nói, ngày này yêu thân thể, rất cường đại sao? Ha ha, thiên yêu thân thể, mặc dù không như truyền thuyết bên trong thiên yêu, như vậy khủng bố, nhưng, cũng đã xa xa áp đảo giống vậy thượng cổ thần thể bên trên. Ngươi suy nghĩ một chút, vô số cao cấp yêu tộc huyết mạch căn nguyên, bị ngươi hấp thu, ngươi thân xác, sẽ cường đại đến cái gì bước? Diệp Thần vô cùng hưng phấn hơi gật đầu một cái, mạnh mẽ thần niệm, cuộn sạch ra, tìm kiếm vậy thiên yêu chi khí, nhất đậm đà chỗ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần hai tròng mắt bên trong, thần quang bạo tránh, thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện ở một mảnh màu máu hồ bầu trời, hắn đưa mắt nhìn dưới chân màu máu hồ, hồ bên trong, truyền ra từng cơn mùi máu tanh, làm người ta nôn mửa, nhưng... trừ vậy mùi máu tanh bên ngoài, còn có vô cùng đậm đà thiên yêu chi khí. Cái kế tiếp hô hấp, Diệp Thần liền một đầu đâm vào huyết sắc kia hồ bên trong. Toàn bộ hồ máu loáng, bỗng nhiên cực nhanh lưu động, biến thành một cái màu máu vòng xoáy, mà ở trong vòng xoáy lòng, chính là Diệp Thần. Vậy cuồn cuộn máu loáng, điên cuồng tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, hắn mặt hiện vẻ thống khổ, cho dù lấy Diệp Thần thân sắc cường hãn, duy nhất chịu đựng nhiều như vậy thiên yêu chi khí, kinh mạch đều là bắt đầu nổ tung. Nhưng, hắn lại không có dừng lại, mà là dựa theo Lão Thương chỉ điểm, thật nhanh dẫn dắt trào vào bên trong cơ thể thiên yêu chi khí, dựa theo nào đó loại huyền ảo phương thức, rót vào từng cái huyệt vị bên trong. Thời gian, từng giây từng phút địa lưu thể. Đáy biển vực sâu ra, Kim Thiên Ngạc chau mày, sắc mặt vô cùng được trầm ngưng. Diệp Thần, tiến vào yêu tộc thánh quật, đã qua 8 giờ, có thể đến hiện tại, còn chưa ra à? Hắn ánh mắt chớp động, cho dù hắn đối với Diệp Thần thực lực, vô cùng tín nhiệm, tâm thần cũng không khỏi được làm dao động. Diệp Thần, không phải là bỏ mạng ở vậy trong thánh quật liền đi. Nếu không, tại sao 8 giờ đi qua, còn không ra? Không thể nào, đều đi qua lâu như vậy, vẫn còn ở trong thánh quật tu luyện chứ. Liên kết nối với cổ yêu tộc, năm đó đệ nhất cường giả Thanh Đế, sáng tạo ghi chép, cũng bất quá là 3 tiếng mà thôi, nhưng chính là cái này 3 tiếng, đã là trước không có người sau cũng không có người, gần như thần tích giống vậy thành tích à. Có thể hiện tại, Diệp Thần ở trong thánh quật, nơi đợi thời gian, đã là Thanh Đế gấp mấy lần. Điều này sao có thể? Diệp Thần quả thật rất yêu nghiệt, rất nghịch thiên, liền Kim Thiên Ngạc đều là do trung kính nể Diệp Thần, nhưng, lý trí nói cho hắn, Diệp Thần coi như mạnh hơn nữa, nói cho cùng, bất quá là một người, làm sao có thể so cao cấp yêu tộc ở trong thánh quật, ngây ngô được thời gian lâu hơn. Nhưng mà, dù vậy, Kim Thiên Ngạc, vẫn không có rời đi, hắn ngưng mắt nhìn vậy bóng tối vực sâu, không biết tại sao, cho dù và lý trí tương vi phạm, hắn nhưng tin tưởng. Diệp Thần nhất định còn chưa chết. Diệp Thần, vốn cũng không phải là có thể lấy lý trí cân nhắc tồn tại, không phải sao? Cùng trong chốc lát, một cổ tuyệt mạnh yêu khí, ở trên Đế Tuyệt Sơn phóng lên cao. Trong nháy mắt trên Đế Tuyệt Sơn, bất luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều là sắc mặt biến, đôi mắt mở to, giống như bị một đạo sấm sét ngay đầu đánh chúng vậy. Cả người run rẩy, nằm ở một ít tu vi hơi yếu loài người. Yêu tộc, ở hơi thở này rung động bên trong, rối rít miệng phun máu tươi, hơi thở uể oải. Lại là trọng thương sắp chết. Dương Xích Nguyên, Ngọc Chân Tử, Thẩm Rực Rỡ Khôn các người, lúc này lại giống vậy không cách nào ngăn cản lui về phía sau một bước, cả người quần áo, đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bọn họ hai tròng mắt bên trong, hiện đầy tia máu, con người điên cuồng run rẩy. Cái này,
cái này chẳng lẽ là vậy Thanh Đế Yêu Hoàng hơi thở. Hắn, vào lúc này, đột phá. Kinh khủng như vậy hơi thở, nếu như, bọn họ không có đoán sai, hẳn là nửa bước thiên thần cảnh tồn tại, mới có thể có được đi. Nguyên bản, những cái kia đối với Diệp Thần tràn đầy lòng tin một nhóm thế lực các cường giả, giờ khắc này nhưng là dao động. Điên cuồng dao động. Cái này Thanh Đế khủng bố, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng à. Nửa bước thiên thần cảnh, đây chính là sắp đụng chạm thiên thần liền à. Diệp Thần, coi như mạnh hơn nữa, cũng không cách nào chiến thắng nửa bước thiên thần cảnh cường giả chứ. Càng đừng đề ra, thông thường mà nói, yêu tộc cường giả nguyên bản là có thể nghiền ép cùng cấp nhân tộc võ giả à. Bọn họ từng cái, đều là sắc mặt hôi bại, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhân tộc, thật muốn mất à. Muốn lâm vào là yêu tộc đầy tớ. Đột nhiên bây giờ, vậy khí tức kinh khủng thu liếm, mọi người tới lúc này, mới dám khạc ra một hơi, ở hơi thở kia chấn nhiếp, bọn họ ngay cả hô hấp, cũng không làm được. Ngay tại lúc này, một đạo hổ gầm, vang dội cả tòa đế tuyệt núi, hổ gầm bên trong, mang một người thiếu niên thanh âm nói, yêu hoàng có lệnh, tất cả nhân loại, leo lên đế tuyệt đỉnh núi, bái kiến yêu hoàng bệ hạ. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không thiếu một nhóm thế lực đệ tử, thậm chí cũng hù được chân mềm nhũn, cho dù khá một chút, cũng là sắc mặt vô cùng trắng bệch. Trên đế tuyệt sơn rất nhiều nhân tộc, đều bị mới vừa rồi vậy đạo yêu khí kinh thiên, hoàn toàn chấn nhiếp. Nhưng, cho dù sợ nữa, vậy không có một người, dám vi phạm yêu hoàng mệnh lệnh, từng cái kinh hồn bạt vía ở môn chủ, gia chủ dưới sự hướng dẫn, hướng đế tuyệt núi đỉnh cấp đi tới. Rất nhanh, phần lớn tới trước nhân tộc, liền tụ tập ở đế tuyệt núi đỉnh núi chỗ. Mỗi một người đều là nơm nớp lo sợ hình dáng. Mà bốn phía yêu tộc nhìn bọn họ, trên mặt chính là không che giấu chút nào khinh miệt, vẻ khinh thường, vô số giễu cợt, châm biếm, ở đỉnh núi vang vọng. Ha ha ha, những loài người này, làm sao một bộ sắp bị hù chết hình dáng à? Cảm giác, và trong chuồng heo heo, không sai biệt lắm. Đây chính là cái gọi là một cùng tông môn, loài người thật là yếu phải nhường người buồn nôn à. Nhưng lúc này, những thứ này thần quốc một cùng tông môn thiên chi kiêu tử, nhưng đều là chặt chẽ cúi đầu, mặc cho những thứ này yêu tộc làm nhục, đừng nói là phản bác, liền xem cũng không dám xem những cái kia yêu tộc một mắt. Mà ở nơi này đỉnh núi chỗ, duy nhất một cái đá tỏa bên trên, ngồi một người mặc thanh bào nam tử, chính là Thanh Đế. Hắn nhàn nhạt hướng thần cực tông chỗ ở phương hướng, nhìn lướt qua, mở miệng nói các ngươi chính là thần cực tông người. Thanh Đế mở miệng ngay tức thì, cho dù là những cái kia bướng bỉnh bất tuần yêu tộc, cũng là lập tức yên tĩnh lại. Ngọc Chân Tử sắc mặt đông lại một cái, trầm giọng nói yêu hoàng bệ hạ, tại hạ thần cực tông tông chủ Ngọc Chân Tử. Thanh Đế gật đầu một cái, ánh mắt từ thần cực tông một đám đệ tử gương mặt bên trên quét qua. Nhưng là không khỏi được khẽ cau mày nói, thứ bảy thần quốc đệ nhất thiên tài cường giả Diệp Thần, ở chỗ nào? Ngọc Chân Tử nghe vậy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tim đập điên cuồng tăng tốc độ, hắn mới vừa rời đi chỗ ở lúc đó, giống vậy không nhìn thấy Diệp Thần. Mà trên đế tuyệt sơn cả đám tộc võ giả, nghe được Thanh Đế lời ấy, đều là sững sốt một chút, theo bản năng hướng thần cực tông chỗ ở phương hướng nhìn, bỗng nhiên. Vô số người tộc võ giả đều là con ngươi hơi co rúm lại. Diệp Thần, đi nơi nào? Ngọc Chân Tử hít sâu một hơi, cố gắng bình phục mình tâm cảnh, mở miệng nói, bẩm bẩm bệ hạ, Diệp Thần làm chuẩn bị trận chiến ấy, đang bế quan bên trong. Ngọc Chân Tử, thật ra thì vậy không thể xác định, Diệp Thần có phải hay không đang bế quan, nhưng, cũng chỉ có thể nói như vậy. Lúc này, cả đám tộc võ giả, đều là thần sắc khác nhau đứng lên. Bế quan. Bọn họ đến cái này đế tuyệt núi lúc đó, khoảng cách cùng Thanh Đế đánh một trận, cũng không quá còn dư một ngày mà thôi, còn có cái gì đóng kỹ đóng. Chẳng lẽ, Diệp Thần còn có thể xem Thanh Đế vậy, trực tiếp đột phá. Đây là, cười lạnh một tiếng, đột nhiên vang lên. Đứng ở Thanh Đế bên cạnh một người bạch bào thiếu niên, một đôi xanh mâu cân nhắc đánh giá Ngọc Chân Tử, mở miệng nói, bế quan. Các ngươi người này tộc đệ nhất cường giả, thật đúng là cố gắng à. Cũng lúc này, còn đang bế quan. Ta xem, không phải là lâm trận bỏ chạy chứ. Ha ha, bất quá, cái này cũng không trách được hắn à. Các ngươi loài người,
từ trước đến giờ đều là rất thông minh, nếu như hắn đang cảm thụ đến yêu hoàng bệ hạ khí tức kinh khủng sau đó chạy trốn nói, ngược lại cũng không mất là một cái cử chỉ sáng suốt à. Bạch Tạ Phi lời vừa nói ra, đế tuyệt núi đỉnh núi, lâm vào một hồi tĩnh mịch bên trong. Vô số người tộc, sắc mặt đều là vô cùng khó xem, trong mắt Doanh Mãn liền vẻ sợ hãi, nếu như Diệp Thần thật bị Thanh Đế hơi thở chấn nhiếp sau đó, trốn đi, chính hắn có lẽ là không sao, nhưng, cái này trên đế tuyệt sơn mọi người, nhưng là chết chắc à. Bọn họ đem thay thế Diệp Thần chịu đựng yêu hoàng lửa giận. Trừ sợ hãi ra, càng nhiều hơn, chính là oán hận. Bọn họ sở dĩ, nguyện ý đến cái này đế tuyệt núi tới, chính là bởi vì tin tưởng Diệp Thần, tin tưởng cái này đứng ở thứ bảy thần quốc nhân tộc đỉnh cấp thanh niên võ giả à. Có thể Diệp Thần, mình nhưng chạy. Ném xuống như thế nhiều đồng bào, chạy. Bọn họ làm sao có thể không oán hận. Ngọc Trân Tử cắn răng một cái, chặt chẽ nhìn chằm chằm Bạch Tạ Phi, quát lên, im miệng. Không có bằng chứng, vì sao bêu xấu người khác. Diệp Thần là chúng ta thứ bảy thần quốc kiêu ngạo, là ta thần cực tông tín ngưỡng, tuyệt không thể nào tránh đánh, càng không thể nào lâm trận chạy trốn. Vừa nói, hắn nhìn về phía cả đám tộc võ giả nói, các vị. Chúng ta là bởi vì làm tướng tin Diệp Thần mới tới chỗ này, các ngươi chẳng lẽ quên, Diệp Thần là dạng gì võ giả sao? Nếu như chúng ta, ước chừng bởi vì người khác một câu nói, liền hoài nghi Diệp Thần mà nói, Diệp Thần cần gì phải vì chúng ta mà chiến? Đến quyết chiến ngày, Diệp Thần nhất định sẽ đứng ở bọn ta trước mặt. Ngọc Trân Tử biết, Bạch Tạ Phi so hắn mạnh quá nhiều, thậm chí, so tất cả mọi người tại chỗ tộc võ giả, đều mạnh hơn, lúc này chống đối Bạch Tạ Phi, cơ hồ chính là ở tự tìm cái chết. Nhưng, dù vậy, hắn vậy không cho phép con người ở trước mặt hắn, làm nhục Diệp Thần. Mọi người nghe vậy, đều là cả người chấn động một cái. Đúng vậy, kiêu ngạo như Diệp Thần. Làm sao sẽ lâm trận chạy trốn? Nếu như Diệp Thần là sẽ lâm trận chạy trốn người, ban đầu, cũng sẽ không tới đế tuyệt núi à? Trong nháy mắt, trong mắt của mọi người, đều là hiện ra kiên quyết vẻ. Bọn họ bây giờ có thể làm, chính là tin tưởng Diệp Thần. Mà Bạch Tạ Phi lúc này, trong mắt nhưng là lửa giận sôi trào, cả người yêu khí cuồng bạo, một đôi xanh mâu, phong tỏa Ngọc Trân Tử, phảng phất một đầu cắn người khác cự thú vậy. Chính là một cái rác dưới đến không thể lại rác dưới, nhân loại hèn mọn, lại dám chống đối mình. Thậm chí, là ở đây sao nhiều yêu tộc trước mặt, ở yêu hoàng thanh đế trước mặt, dày, trách cứ mình. Để cho mình, mặt mũi mất hết. Ha ha, xem ra, những người này tộc là thật lấy vì mình, có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với à. Bạch Tạ Phi yêu lực phun trào, xanh màu bên trong, ý định giết người bạo tránh, lại là không nói hai lời. Trực tiếp hướng Ngọc Trân Tử, một chưởng đánh ra. Một đạo do yêu lực tạo thành móng hổ hư ảnh, vô căn cứ mà hiện, hướng Ngọc Trân Tử đỉnh đầu, chân áp đi. Hổ này móng bên trong ẩn chứa cự lực, đúng là làm cả tòa đế tuyệt núi, cũng mơ hồ run rẩy. Đạo đạo mất đi hơi thở, lượn lờ móng hổ bên trên, một chảo này, đủ để dung chuyển võ đạo quy luật. Mà ở nơi này móng hổ dưới Ngọc Trân Tử, thần sắc cuồng biến. Vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu, giờ khắc này, ở Ngọc Trân Tử trong mắt, tựa như toàn bộ thương khung, đều ở đây hắn trong mắt, ái mộ xuống vậy à. Đừng nói, là né tránh, hắn ngay cả động cũng không nhúc nhích được chút nào. Hổ này móng chưa chân chính rơi xuống, Ngọc Trân Tử cả thân xương cốt, đã bắt đầu rắc rắc vang dội, máu tươi cuồng lưu, thân thể, cũng đã thuộc về ranh giới tan rã. Nhân tộc võ giả, rối rít mặt lộ chấn động tủng vẻ. Yêu tộc quả nhiên tàn bạo, một lời không hợp, tùy thời cũng sẽ động thủ giết người, chẳng lẽ, Ngọc Trân Tử, tên này thần cực tông một đời cường giả, hôm nay, liền phải bỏ mạng nơi này sao? Liền vào giờ khắc này, Ngọc Trân Tử trước người một bóng người chớp mắt, lại là hướng vậy vô cùng kinh khủng móng hổ chặn lại. Mọi người hai tròng mắt sáng lên, chẳng lẽ, là Diệp Thần? Bọn họ định thần nhìn lại, chỉ thấy người này, tay cầm trường thương. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, quát lên một tiếng lớn, chí dương hơi thở phun trào, chân võ ý, kích động ra, ngưng tụ trường thương bên trên, đầu thương chỗ, xích kim quang mang lóng lánh, phảng phất một vòng mặt trời, ở trên mũi thương dâng lên. Người này, lại là Dương Xích Nguyên. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn,
móng hổ cùng mặt trời nóng rực đụng nhau, mãnh liệt dư âm, cuộn sạch Tây Chu. Dương Xích Nguyên thân hình đảo phi nhi xuất, cầm súng hai tay, máu tươi giàn giụa, xương tay cũng vỡ vụn, mà hắn thân thể, cũng là bị Bạch Tạ Phi một trưởng kia, hung hăng oanh ở trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hơi thở nhanh chóng suy bại đi xuống. Cái này tiện tay nhất kích, lại là để cho hỗn độn cảnh bên trong hậu kỳ thượng cổ cường giả Dương Xích Nguyên người bị thương nặng. Mà cho dù có Dương Xích Nguyên ngăn cản, Ngọc Chân Tử vẫn là cả người bùng nổ một hồi xương máu, cả người cũng sụi lơ xuống, xu hướng tại sắp chết. Bạch Tạ Phi thực lực, lại khủng bố đến như vậy trình độ. Mọi người, nhìn về phía mặt đầy vẻ dữ tợn Bạch Tạ Phi, đều là không nhịn được hai chân run rẩy. Cái này, chính là yêu tộc thực lực sao? Bạch Tạ Phi một bước tiến lên, lạnh lùng mắt nhìn xuống trên đất Ngọc Chân Tử, khoát tay, thì phải đem Ngọc Chân Tử hoàn toàn tiêu diệt lúc đó, đá chỗ ngồi thanh đế nhưng là nhàn nhạt nói, đủ rồi, lui ra đi. Bạch Tạ Phi nghe vậy sững sốt một chút, đầy mắt vẻ không cam lòng, vẫn còn là để tay xuống, lui về thanh đế bên người. Thanh đế nhàn nhạt nói, không sai, bổn hoàng cùng Diệp Thần cuộc chiến, đúng là còn có chút thời gian, hiện tại, hắn không có xuất hiện, bổn hoàng liền không truy cứu. Hắn ngừng nói, bỗng nhiên băng hàn liền ba phần nói, nhưng, nếu như Diệp Thần bội tín, lại qua mấy giờ, nơi đây vẫn không có người khác nói, bổn hoàng hướng các ngươi bảo đảm, sẽ dùng các ngươi tất cả mọi người sinh mạng, tắm máu đế tuyệt núi. Yêu tộc, phần lớn coi trọng cam kết, nếu ước định là quyết chiến thời gian, vậy lại không thể thay đổi, bất quá, vậy chính vì vậy, bọn họ đối với vi phạm cam kết người, vô cùng căm ghét. Mọi người trong lòng, đều là rét một cái. Trong thánh quật, Diệp Thần đắm chìm trong huyết sắc kia vòng xoáy bên trong, bề mặt bên trên, lại là dần dần hiện lên đạo đạo kỳ tích màu máu đường vân, đồng thời, hắn hơi thở, cũng thay đổi được vô cùng là cổ quái. Lại là, tản mát ra vô cùng mãnh liệt yêu khí. Giống như huyết mạch vô cùng mạnh mẽ cao cấp yêu tộc vậy. Hơn nữa, cái này yêu khí còn đang bay nhanh tăng trưởng. Đồng thời, toàn bộ trong thánh quật tinh thuần yêu khí, huyết khí, thiên yêu chi khí, không ngừng tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, hắn, lại là dường như muốn đem toàn bộ thánh quật tích lũy, cũng hấp thu hầu như không còn vậy. Nếu như Kim Thiên Ngạc ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động tủng được hồn phi phách tán đi. Cái này Diệp Thần, nơi nào còn là người nào loại à? Thật là, sao yêu tộc còn yêu tộc à? Cho dù là thanh đế, đừng nói là thiên yêu chi khí, chính là hấp thu lớn như vậy lượng tinh thuần yêu khí, vậy đã sớm bạo thể mà chết chứ. Nhưng, Diệp Thần, nhưng tựa như còn chưa tới cực hạn vậy, đang điên cuồng cắn nuốt thánh quật bên trong hết thảy. Đây cũng là luân hồi huyết mạch mạnh mẽ. Thế giới mọi thứ huyết mạch, như luân hồi huyết mạch là thứ hai. Liền không huyết mạch dám nói thứ nhất. Hơn nữa, Diệp Thần mỗi đột phá cảnh giới tầng 1, cần tài nguyên là cùng cấp bậc võ giả dù sao cũng lần. Đây cũng là Diệp Thần là cảnh giới gì thấp như vậy hả? Bởi vì luân hồi huyết mạch để cho hắn đột phá quá khó khăn. Lúc này, trên đế tuyệt sơn, một tòa phòng bên trong, bố trí một cái đơn giản trận pháp, thần quốc một đám một nhóm thế lực cường giả, đều tụ tập nơi này. Bao gồm trọng thương sau đó, mới vừa khôi phục ý thức, thậm chí chỉ có thể nằm ở trên giường, đều không cách nào xuống đất đi lại Ngọc Chân Tử. Có thể trừ Ngọc Chân Tử, những người khác thần sắc, nhìn như, thật là giống như là sắp rơi vào địa ngục vậy. Vô cùng kinh hoàng. Bọn họ mới vừa nhận được tin tức, Diệp Thần, lại không có ở đây trong phòng, thậm chí, cả tòa đế tuyệt núi, cũng không tìm được Diệp Thần bóng người à. Hoắc Tuyền một bước tiến lên, hung hãn nắm trọng thương Ngọc Chân Tử cổ áo, giận dữ hét, ngươi còn nói gì tin tưởng Diệp Thần. À, lão tử cũng cho ngươi lừa, hiện tại Diệp Thần người đâu, ngươi ngược lại là nói à, Diệp Thần tìm người. Hắn cả người hơi thở cơ hồ muốn bộc phát ra, nguyên bản cũng đã trọng thương Ngọc Chân Tử, lại là khạc ra một ngụm máu tươi, thần sắc hơn nữa uể oải một phần. Nhưng, trong đó một nhóm thế lực cường giả, nhưng là không có ngăn cản. Ngược lại, mặt không thay đổi nhìn Ngọc Chân Tử. Bọn họ, đối với Diệp Thần hoàn toàn thất vọng. Cái gì nhân tộc đệ nhất cường giả? Cái gì nhân tộc kiêu ngạo? Ha ha! Cực kỳ buồn cười, cái này Diệp Thần, căn bản là cái tiểu nhân hèn hạ thôi à. Ban đầu,
lấy vì mình vô địch, có thể tùy ý nghiền ép Thanh Đế, liền tiếp nhận khiêu chiến, tới Đế Tuyệt núi, đang cảm thụ đến Thanh Đế hơi thở sau đó, lập tức liền bị hù được trốn. Mà lúc này Ngọc Chân Tử, đối mặt mọi người chất vấn, nhưng chỉ có thể yên lặng, hắn cũng không biết Diệp Thần đi nơi nào. Tốt, Thẩm Dực Dỡ Khôn lạnh lùng nói, không cần làm khó hắn, hắn hẳn cũng không biết đi. Việc đã đến nước này, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể liều chết đánh cuộc một lần. Có thể trốn nhiều ít, là nhiều ít. Mọi người nghe vậy, gật đầu một cái, nhưng, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ảm đạm. Trốn, cái này Đế Tuyệt núi bên trên, có vô số yêu tộc, huống chi, vẫn còn ở Vạn Yêu Thần cũng bên trong, bọn họ muốn trốn nơi nào. Nếu như đến lúc đó, Diệp Thần vẫn không có xuất hiện, phỏng đoán, bọn họ liền toàn được bởi vì Diệp Thần, chết ở yêu tộc trong tay. Chỉ có Ngọc Chân Tử, trong mắt, vẫn lóe lên ánh sáng kiên định. Bỏ mặc những người khác nói thế nào, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, Diệp Thần nhất định sẽ ở quyết tiền chiến, chạy về Đế Tuyệt núi. Hoắc Tuyền hừ lạnh một tiếng, buông ra Ngọc Chân Tử, cái này một đám thần quốc cường giả, rối rít xoay người rời đi. Mấy giờ sau đó, Đế Tuyệt núi đỉnh núi chỗ, cả đám tộc võ giả, mặt xám như cho tàn đứng ở chỗ này, tựa như, ở pháp trường bên trên, chờ đợi hành hình người vậy. Hiện tại, Diệp Thần, vẫn là không có xuất hiện. Tất cả mọi người, tìm khắp cả tòa Đế Tuyệt núi, cũng không có phát hiện Diệp Thần bóng người. Chung quanh những cái kia yêu tộc, nhìn về phía bọn họ, trên mặt đều là giễu cợt cùng nghiền ngẫm, cùng với vô cùng đậm đà là máu vẻ. Nhân tộc đệ nhất cường giả, quả nhiên chạy à. Nếu vậy Diệp Thần đã chạy, ngày hôm nay, bọn họ liền có thể đại khai sát giới à. Bạch Tạ Phi vui vẻ cười to nói, các ngươi ngày hôm qua, không phải còn phải tin tưởng cái gì nhân tộc kiêu ngạo sao? Không phải là người tộc đệ nhất cường giả tuyệt sẽ không lâm trận chạy trốn sao? Ừ, các ngươi kiêu ngạo, đã tìm được chưa? Hắn đột nhiên, âm tiếu, dùng xem rác dưới giống vậy ánh mắt nhìn cả đám tộc võ giả nói, bọn ngươi cái này loại cấp thấp phế vật, còn nói kiêu ngạo. Đừng cười chết người. Một đám võ giả, bị như vậy làm nhục, giễu cợt, nhưng vẫn yên lặng, bọn họ thậm chí liền phản bác ý chí cũng không có, hoàn toàn buông tha. Người đều phải chết, tôn nghiêm, còn có cái gì dùng? Diệp Thần, tuyệt đối sẽ trở lại. Ngay tại lúc này, một đạo khàn khàn, yếu ớt, cũng không so thanh âm kiên định, nhưng là truyền vào Đế Tuyệt núi đỉnh núi, tất cả mọi người trong tai. Đó là Ngọc Chân Tử thanh âm. Bạch Tạ Phi hung hãn trợn mắt nhìn Ngọc Chân Tử một mắt, đến hiện tại, còn phải tin tưởng cái đó Diệp Thần. Hắn cười lạnh nói, lão già kia, ai cho phép ngươi mở miệng nói chuyện? Phế vật, nên ở bọn họ trước mặt, tiếp tục hèn mọn đi xuống mới đúng a, lại, vẫn còn ở theo hắn làm ngược lại. Ngày hôm nay, có thể không có người có thể cứu được ngươi à? Bạch Tạ Phi chợt quát lên một tiếng lớn nói, nhân tộc bội tín tại yêu hoàng, cái này, chính là đại bất kính chết tội, hiện tại, giết cho ta. Giết tới một người cũng không còn mới ngưng. Vậy vô số yêu tộc, đều là phát ra tiếng hoan hô. Phóng thích bản tính thời điểm, cuối cùng đã tới à? Bọn họ từng cái hóa là bản thể, từng cái vô cùng dữ tợn yêu thú, hướng kinh hoàng thất thố nhân tộc võ giả, cuồng xông lên đi. Mà những người đó tộc võ giả thấy vậy, nhưng chỉ là hoảng sợ kêu thảm hướng không cùng phương hướng chạy trốn, thậm chí, liền từng tia phản kháng ý chí, đều đã mất đi. Tiếp tục như vậy, cái này triệu nhân tộc võ giả, không ra mấy cái hô hấp thời gian, liền sẽ bị nơi này yêu tộc, săn giết hầu như không còn chứ. Bạch Tạ Phi trong mắt tàn khốc chớp mắt, thì phải một trưởng đem Ngọc Chân Tử đập chết, nhưng vào lúc này, Đế Tuyệt núi chung quanh vùng biển bên trong, nhưng là phát ra một tiếng nổ vang. Hai đạo thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, từ trong nước bắn ra, ngay chớp mắt, liền đi tới đỉnh núi chỗ. Một người mặc kim bào, một người thần sắc lãnh đạm. Chính là Diệp Thần cùng Kim Thiên Ngạc. Rốt cuộc, ở một khắc cuối cùng, Diệp Thần đuổi kịp. Trong nháy mắt, vô số yêu tộc, đều là thân thể vừa dừng lại, ngừng động tác, mà vậy đang chuẩn bị chạy trốn nhân tộc, thấy Diệp Thần ngay tức thì, trong mắt, tất cả đều là bạo phát ra một đạo thần quang. Trên mặt, hiện lên không tưởng tượng nổi vẻ. Diệp Thần, lại thật trở về à. Sau đó, chính là mừng như điên. Sống sót sau tai nạn mừng như điên.
Mặc dù, bọn họ còn chưa cho rằng, Diệp Thần có thể chiến thắng Thanh Đế, nhưng, cho dù là Diệp Thần chết, bọn họ mệnh cũng coi là giữ được à. Mà vậy từng cái yêu tộc, nhìn về phía Diệp Thần, nhưng là vô cùng khinh miệt, một cái chảm ách cảnh nhân tộc thôi, còn lấy là, thật có thể thay đổi được cái gì. Ngược lại thì Diệp Thần bên cạnh tên kia kim bào nam tử, hấp dẫn càng nhiều yêu tộc chú ý. Bọn họ nhìn về phía vậy kim bào nam tử, trong mắt bên trong, là sôi trào kiêng kỵ. Bọn họ cảm giác được, Kim Thiên Ngạc cũng là một người yêu tộc, vẫn là một người huyết mạch vô cùng kinh khủng yêu tộc. Lúc này Diệp Thần, thần sắc một như thường lệ được lãnh đạm, nhưng, cả người khí chất, nhưng là mơ hồ thay đổi. Chỉ là, loại sửa đổi này, quá nội liếm, cơ hồ không cách nào phát hiện. Diệp Thần nhìn lướt qua trên Đế Tuyệt Sơn mọi người, nhưng là sắc mặt chợt trầm xuống, thân hình hắn chớp mắt, đi tới Ngọc Chân Tử bên người, đem một quả dính liền mình huyết dịch đan dược, hóa nhập Ngọc Chân Tử trong cơ thể, áy náy nói, sư tôn, ta tới trễ, để cho ngươi lo lắng. Ngọc Chân Tử mỉm cười lắc đầu nói, ta từ đầu chí cuối, cũng tin tưởng ngươi sẽ trở lại. Diệp Thần gật đầu một cái, xoay người lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo quét nhìn một đám yêu tộc nói, là ai, tổn thương ta sư tôn. Một đám yêu tộc sững sốt một chút, ngay sau đó, bạo phát ra một hồi cười to. Đem cả tòa Đế Tuyệt núi cũng chấn động cười to. Người này, thật đúng là có thể chứa à. Tổn thương sư tôn. Chính là cầm hắn sư tôn giết, người này thì có thể làm gì? Bạch Tạ Phi đầy mắt nụ cười nhàn nhạt, đi tới Diệp Thần trước mặt, cười khẩy nói, là ta cầm ngươi phế vật kia sư phụ đả thương, ngươi, cấp cho sư phụ ngươi trả thù sao? Lão tử cho một mình ngươi cơ hội, ngươi ngược lại là động thủ à? Xem ngươi cái này loại nhân loại đê tiện, có cái gì tư cách, cùng yêu tộc đế hoàng đánh một trận. Dứt lời, Bạch Tạ Phi cả người yêu khí, đột nhiên bùng nổ, trong cơ thể yêu lực cực nhanh vận chuyển, lại là ở trong phút chốc, hóa thành một đầu lưng mọc hai cánh bạch hổ, hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, sẽ để cho ta thay yêu hoàng ra tay, cầm ngươi cái này cái gọi là thứ bảy thần quốc đệ nhất thiên tài cường giả, nghiền thành thịt nát đi. Dứt lời, hắn cả người cự lực mãnh liệt. Móng hổ động một cái, gió lớn bạo cuốn, không khí bị nén, không gian phát ra hí, thiên địa cũng làm hỗn loạn. Một chảo này, hung hăng hướng Diệp Thần đầu lâu vỗ xuống. Lũ yêu thấy vậy, tựa như đã thấy Diệp Thần ở Bạch Tạ Phi móng hổ dưới, hóa là xương máu tiêu tán một màn. Một chảo này, mạnh đến trình độ cao nhất, thậm chí, so Bạch Tạ Phi nghiền ép Phượng Thiên vậy một móng, kinh khủng hơn. Bạch Tạ Phi, đã ra toàn lực. Hỗn độn cảnh tu vi, ở một chảo này bên trong, thể hiện được tinh tế. Cho dù là vậy hỗn độn cảnh loài người võ giả, cũng sẽ ở hổ này móng dưới, bị nhất kích trong nháy mắt giết đi. Khủng bố làm suy nghĩ cũng làm tan vỡ. Mà lúc này, Diệp Thần đối mặt cái này trình độ cao nhất một móng, nhưng là ngay cả động, cũng không có nhúc nhích một chút. Vậy vô số người tộc võ giả, đều là trong mắt run run, sợ hãi mãnh liệt. Từ bên trong tim bên trong sông ra. Diệp Thần chẳng lẽ và Ngọc Chân Tử như nhau, ở đó móng hổ dưới sự uy áp, có thể tránh né lực lượng, cũng không có sao. Có thể một khắc sau, Diệp Thần, nhưng là nâng lên một cái tay, nhìn như vô cùng tùy ý, hướng vậy to lớn móng hổ, một quyền đánh. Một phần vạn cái hô hấp sau đó, Diệp Thần quyền, cùng vậy kinh thiên móng hổ, ầm ầm đụng nhau. Thời gian, có chốc lát ngừng. Tất cả mọi người tại chỗ, bất luận là người, vẫn là yêu, trong mắt, cũng đang nhanh chóng co rúm lại, hung hãn hít một hơi khí lạnh. Vậy phảng phất có thể đem toàn bộ thần quốc, chụp thành phấn vụn móng hổ, lại là bị Diệp Thần vậy tùy ý đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bể. Không chỉ là móng hổ, liền liền vậy vô cùng to lớn màu trắng phi hổ, liền kêu thảm thiết đều không phát ra, liền ở Diệp Thần một quyền này dưới, biến thành xương máu bạo tán. Sợ ngây người, Đế Tuyệt núi bên trên, bất luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều bị Diệp Thần một quyền này, sợ ngây người à. Vậy một móng đem Phượng Thiên Yêu Hoàng trấn áp, tu vi khủng bố, bản thể là cao cấp huyết mạch hai cánh bạch hổ Bạch Tạ Phi, một kích toàn lực dưới, lại, liền bị Diệp Thần tùy ý như vậy một quyền, đánh thành xương máu. Liền từng tia năng lực phản kháng, cũng không có à. Kim Thiên Ngạc trong mắt run run. Khóe miệng lộ ra một món nụ cười. Diệp Thần, ở trong thánh quật, ước chừng đợi đến gần 10 tiếng thần à.
Lần đầu tiên vậy. Thành tích như vậy, có thể cầm thượng cổ yêu tộc bên trong, triều đại thiên tài siêu cấp cũng hù được run rẩy chứ. Làm Diệp Thần đi ra vực sâu, xuất hiện ở trước mặt hắn lúc đó, vậy cả người tản ra mãnh liệt yêu khí, huyết mạch kia lên mang tới cực kỳ uy hiếp, Kim Thiên Ngạc lại là không tự chủ được hướng về phía Diệp Thần, quỳ xuống. Có Viêm Kim Ngạc Long huyết mạch Kim Thiên Ngạc, cứ như vậy, quỳ xuống. Một khắc kia, hắn tựa như thấy được truyền thuyết bên trong vạn yêu chi tổ. Thiên yêu, đó là thiên yêu huyết mạch. Lúc này Diệp Thần, có trình độ nào thực lực? Kim Thiên Ngạc, đều không cách nào lường được. Liền liền đá tỏa trên thanh đế, đều là con ngươi co giúp một cái, thanh mâu bên trong, một phiến uy nghiêm. Diệp Thần mặt không cảm giác, ánh mắt quét qua đế tuyệt đỉnh núi vô số yêu tộc, những cái kia hung hãn, tàn bạo yêu tộc, lại là ở Diệp Thần đưa mắt nhìn dưới, rối rít cúi đầu, không dám thả đối mặt. Diệp Thần lạnh lùng nói, hổ thẹn ta nhân tộc người, chết. Cái này 6 chữ, phá vỡ đế tuyệt đỉnh núi đỉnh trên tĩnh mịch. Vô số người tộc võ giả, phát ra một tiếng vô cùng kích động giống to, máu, đều phải làm sôi trào. Ngắn ngủi này 6 chữ, để cho bọn họ tìm về nhân tộc tôn nghiêm à. Cái này, chính là bọn họ nhân tộc kiêu ngạo. Cái này, chính là bọn họ mong đợi thấy. Giờ khắc này, nhân tộc võ giả, âm thầm thề, từ bây giờ về sau, lại cũng sẽ không đối với Diệp Thần sinh ra chút nào hoài nghi, tuyệt sẽ không, lại có bất kỳ một phần dao động. Nếu không, như thế nào không phụ lòng cái này 6 chữ? Như thế nào không phụ lòng, nói ra cái này 6 chữ Diệp Thần? Diệp Thần hướng Thanh Đế nhìn, nói, ngươi, muốn cùng ta đánh một trận. Thanh Đế lúc này, chậm rãi đứng dậy, nguyên bản trên mặt rửng rưng, lại là đã tan thành mây khói, hóa thành một loại làm người ta đáy lòng phát rét khủng bố chiến ý. Hắn, lại cười. Vô cùng hưng phấn cười. Thanh Đế cả đời, ngang dọc vô địch, cho tới bây giờ không có, có thể để cho hắn cảm thấy kích thích cùng nguy hiểm đối thủ, như vậy chiến đấu, vĩnh viễn là không thú vị. Mà giờ khắc này, vậy đôi thanh mâu bên trong, đổ ánh ra nam tử bóng người, lần đầu tiên, để cho Thanh Đế tim đập, điên cuồng gia tốc. Trước mắt tên này nhân tộc đệ nhất cường giả, cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, thậm chí, mang tới chết bóng mờ. Cái này, chính là khủng bố sao? Thanh Đế cảm thụ vậy đánh thẳng vào hắn thần kinh xa lạ tâm trạng, lần đầu tiên trong đời, hắn thể nghiệm được sợ hãi mùi vị. Một khắc sau, hắn lại là chợt phát ra một tiếng cười như điên, chỉ có như vậy chiến đấu, mới có thể gọi chi là chiến đấu à? Diệp Thần, cùng bổn hoàng đánh một trận. Thanh Đế điên cuồng hét lên một tiếng, nửa bước thiên thần cảnh mạnh mẽ yêu khí, kinh thiên lên, thiên địa làm biến sắc. Nguyên bản bầu trời quang đãng, ngay tức thì bị mây đen tràn ngập, sấm sét lăn lộn, gió lớn gào thét, vùng biển bên trong, tung lên vạn trượng sóng lớn, dường như muốn đem cả thế giới chìm ngập, nhất phái ngày tận thế chi cảnh. Thân hình hắn động một cái, đằng tới không gian, thân thể nhanh chóng bành trướng, tản ra lẫm liệt hàn quang thanh lân hiện lên ở bề mặt, mỗi một cái miếng vảy, đều có người nhức đầu nhỏ. Nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện, vậy miếng vảy bên trên, còn lóng lánh vô số mịn màu xanh phù văn. Trong thoáng qua, Thanh Đế đã biến thành một đầu vạn trượng lớn, già thiên tế đất, cả người thân thể ở trong mây mù ẩn hiện thanh long. Đây chính là Thanh Đế bản thể, Thương Long. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, cuồn cuộn oai rồng, tràn ngập giữa trời đất, vô số yêu tộc, cũng là đối vậy Thương Long bóng người, không tự chủ được quỳ bái tại. Thanh Đế oai rồng, sợ rằng, ở Kim Thiên Ngạc trăm lần bên trên. Một khắc sau, Diệp Thần cũng là thân hình động một cái, xuất hiện ở trời cao bên trong, bọn họ đều biết, nếu là ở trên đế tuyệt sơn chiến đấu, hai tộc người, đều phải ở bọn họ chiến đấu dư âm bên trong, chết hầu như không còn. Một người một rồng, ở đó thương khung cuối đối mặt. Không khí, phảng phất động lại. Đột nhiên, Thanh Đế mắt rồng bên trong, thanh mang bạo tránh, miệng phun tiếng người nói, Diệp Thần, ngươi là bổn hoàng cả đời này bên trong. Công nhận thứ bảy thần quốc mấy vị đối thủ một trong, có thể dù sao cũng không nên để cho bổn hoàng thất vọng à. Ở Diệp Thần xuất hiện trước, Thanh Đế chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp gia chết sau đó, thứ bảy thần quốc, trừ đi Mạc Huyết Minh và Thiên Đạo Cung Hiên Viên Mạc Tà, nhân tộc lại là một cái kinh khủng như vậy chủng tộc. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, vậy,
ta sẽ đưa người cái lễ vật tốt. Thiên yêu thân thể, mở. Thanh đế mắt rồng chấn động một cái, mà trên đế tuyệt sơn nhân tộc cùng yêu tộc, cũng là rối rít mặt hiện sợ hãi vẻ. Giờ phút này, lại là một đạo cực kỳ kinh khủng yêu khí, ở trên bầu trời bùng nổ. Một đạo, thậm chí so thanh đế còn kinh khủng hơn yêu khí, lại là từ diệp thần trong cơ thể, phóng lên cao. Điều này sao có thể? Tại sao có thể có loài người, có kinh khủng như vậy yêu lực à? Thiên yêu. Ở nơi này yêu khí bên trong, cho dù là thanh đế, cũng là thân rồng khẽ run, lấy huyết mạch hắn, cái này căn bản không có thể phát sinh à. Chỉ có truyền thuyết bên trong thiên yêu, mới sẽ để cho hắn có như vậy phản ứng. Lúc này, diệp thần thân hình bạo tăng đến 3 mét cao, một đầu tóc đen, biến thành màu máu, thân thể lại lưu động phù văn, uyển như vảy rồng vậy, cả người bắp thịt gồ lên, hàm chứa vô cùng lực lượng, trong mắt bên trong, tia máu lững lờ. Diệp thần trên gương mặt, hiện lên một đạo liều lĩnh nụ cười, ở nơi này thiên yêu thân thể dưới trạng thái, hắn có một loại giơ tay nhấc chân bây giờ, có thể đem cả thế giới hủy diệt cảm giác. Mấu chốt luân hồi huyết mạch quá bá đạo, có thể cùng hết thảy huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Lúc này, diệp thần lực lượng, tăng lên 30%. Thân xác lực phòng ngự, gấp bội. Linh khí ngưng luyện trình độ, gấp bội. Năng lực khôi phục, gấp bội. Tổng thể mà nói, diệp thần thực lực, cơ hồ trực tiếp gấp bội. Nhưng, diệp thần hô hấp nhưng là dồn dập, thiên yêu thân thể trạng thái, trong cơ thể hắn linh khí, vậy đang nhanh chóng tiêu hao. Cho dù lấy hắn linh khí chi dâng trào, cũng không cách nào duy trì trạng thái này quá lâu, hôm nay diệp thần, chỉ có thể ở loại trạng thái này dưới, chiến đấu nửa giờ. Cái này nửa giờ, thì phải phân ra thắng bại. Diệp thần cổ tay lột, nắm một chuôi đen nhánh trường kiếm. Cả người bảy tầng huyết quang bùng nổ, kim mang chấp động, đem phần huyết quyết, phá thiên lực vân. Vân, cùng nhau thi triển. Mà lúc này thanh đế, vậy từ chấn động tủng bên trong, khôi phục lại, hắn phát ra một tiếng chấn động tứ hải rồng ngâm, quanh thân bộc phát ra một hồi sấm sét màu xanh, cái này sấm sét màu xanh, trong thoáng qua ngưng tụ thành một quả hơn ngàn mét đường kính to lớn lôi cầu, hướng diệp thần, đánh đi. Đối mặt cái này kinh thiên lôi cầu, diệp thần hít sâu một hơi, chân võ ý, kích động ra, lượn lờ sát kiếm bên trên, màu máu phủ văn, kinh thiên lên, hung hăng một kiếm, hướng vậy lôi cầu chém tới. Kiếm quang bên trong, hư không mất đi, vô tận tản ra khí tức tử vong hắc ám, ở trên trời khung cuối lan truyền, cho dù cách nhau vô số khoảng cách, trên đế tuyệt sơn hai tộc, nhưng vẫn cảm thấy một hồi thiên địa làm vặn vẹo khác thường cảm thụ. Bọn họ biết, đây là bởi vì võ đạo quy luật ở hai người công kích bên trong, hoàn toàn vặn vẹo. Vô số hàn mang, giống như ngôi sao khổng lồ chết vậy, hướng vậy lôi cầu chém tới, ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Vô cùng ánh sáng chói mắt hoa, ở trên không bên trong tách thả ra. Nhưng là, lôi cầu không có chút nào vỡ vụn. Ngược lại ngưng tụ thành một đạo lôi long hư ảnh. Hướng diệp thần đi. Vô tận đợt khí phun trào. Diệp thần thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Quần áo trên người cũng hóa thành từng đạo mảnh vỡ. Diệp thần đem sát kiếm cắm ở trên mặt đất, nhưng là rất miễn cưỡng vạch ra một đạo như trời tiệm vậy vực sâu. Nhìn thấy mà giật mình vực sâu. Diệp thần. Ngọc Chân Tử có chút kích động, tay hắn tim đều là mồ hôi. Thần Cực Tông rất nhiều đệ tử cũng là như vậy. Bọn họ hoảng loạn. Nếu như Diệp thần thất bại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi à. Đây đối với thứ bảy thần quốc mà nói tuyệt đối là hủy diệt vậy đả kích. Không có sao. Diệp thần lộ ra một đạo nụ cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn vị kia cao cao tại thượng thanh đế. Thanh đế, rất mạnh. Chí ít hắn bây giờ tuyệt không dễ dàng thắng. Nhưng là diệp thần tuyệt không ý kỵ. Thanh đế chỉ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn diệp thần, nhàn nhạt nói, đây chính là ngươi cường lực nhất tính, thật đúng là để cho người thất vọng đây. Ta thừa nhận thiên yêu thân thể rất tốt, nhưng là ngươi dẫu sao là một cái nhân tộc. Ngươi không có tư cách có. Hiện tại, bổn hoàng để cho ngươi cảm nhận được sợ hãi. Một giây kế tiếp. Lại là một đạo sấm sét màu xanh khạc ra. Lần này, sấm sét màu xanh bên trên quấn vòng quanh vô số cổ xưa phù văn. Cuồng bạo yêu khí không ngừng tràn ra. Cực kỳ khủng bố.
sấm sét thậm chí hóa là một đạo chu thiên kiếm. Từ trên bầu trời hạ xuống, cắn nuốt hết thảy. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như vô cùng nhỏ bé. Mặt đất run rẩy, Diệp Thần ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Bởi vì, hắn cảm giác mình lăng tiêu võ ý không đủ. Không cách nào dung chuyển. Hắn nhìn về phía luân hồi mộ địa, lão thương và lão cuồng thần niệm ảm đạm. Căn bản không có thể giúp mình. Duy nhất có thể giúp mình chính là lăng thiên mũi tên thần. Nhưng mà, lăng thiên mũi tên thần nhưng là bỏ đi Diệp Thần ý tưởng, nhàn nhạt nói, lần trước ta vì ngươi ra tay, còn không có khôi phục. Ta còn có việc phải làm, cần lưu dùng một phần chia lực lượng, không thể một mực giúp ngươi. Ngươi không thể lệ thuộc vào ta. Đây đối với người võ đạo mà nói, bất lợi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, không nói nhảm nữa, nắm chặt sát kiếm. Lục đạo kiếm thần, sáu kiếm quy nhất, chém hết chư thiên ta là thần. Một kiếm ra, giống như luân hồi xích giận, hàng phạt chúng sanh, thần quang lẫm lẫm, kiếm quang như hàn tinh rơi xuống đất, sụp đổ chư thiên. Chờ tăng đến không cách nào địch nổi cự lực vừa ra, cái này yêu tộc, tựa hồ cũng làm run rẩy, không gian bể tan tành, gió cực mạnh hí, khủng bố đến trình độ cao nhất. Lạnh như băng kiếm quang, cùng vậy ác liệt sấm sét màu xanh, ầm ầm đụng nhau. Lôi âm cuồn cuộn, khoách tán ra, tại chỗ một đám hỗn độn võ giả, lại là đều có chút không cách nào chịu đựng, về phía sau điên cuồng thối lui. Bụi đất tung tóe, ước chừng mấy giây, mới dần dần tản đi. Nhưng mà, làm mọi người thấy hết thảy trước mắt, rung động. Bởi vì là một người thanh niên, nắm chặt một chuôi huyết kiếm, đối lập vậy sấm sét chu thiên kiếm. Thanh niên toàn thân xương máu, thân thể run rẩy, kế cận tan vỡ. Như vậy đồ sổ uy, lại không để cho thanh niên quỳ xuống. Thanh niên trong mắt vẫn kiên nghị đến mức tận cùng. Đây là không phục. Thanh đế có chút bất ngờ, lại không có chết. Đừng nói chạm ách cảnh, coi như là hỗn độn hậu kỳ cường giả, ở một chiêu này dưới, cũng nên chết mới đúng. Có chút ý tứ. Một giây kế tiếp, chu thiên kiếm mang theo cuồng bạo sấm sét, không ngừng ép xuống. Hiển nhiên, thanh đế không định bỏ qua cho Diệp Thần. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới Diệp Thần cố nhiên chật vật, nhưng là hắn cười. Thời khắc này Diệp Thần đã đem Lăng Phong thần mạch và Xích Trần thần mạch kích hoạt đến mức tận cùng. Xích Trần thần mạch bảo vệ mình, mà Lăng Phong thần mạch đang không ngừng hấp thu năng lượng. Đã sắp đến trạng thái kích hoạt, còn thiếu chút nữa. Lăng Phong thần mạch theo Diệp Thần cảnh giới nâng cao, cần năng lượng càng nhiều. Mà thanh đế lực lượng, kích hoạt Lăng Phong thần mạch. Giờ phút này, thanh đế ý thức được không đúng, bởi vì như vậy lực lượng dưới, Diệp Thần lại còn chưa chết. Hơn nữa, hắn phát hiện mình thả ra nhất kích lại vô căn cứ biến mất rất nhiều. Cái này, còn chưa cùng hắn nói chuyện, hắn đột nhiên chú ý tới, Chu Thiên Kiếm hạ cái nhân tộc kia thanh niên cười. Cười vô cùng dữ tợn. Lăng Phong, mở. Thanh đế, trả ngươi. Đột nhiên, một đạo gầm lên đánh vỡ thương khung. Diệp Thần hơi thở ở trong một cái chớp mắt này hoàn toàn bùng nổ. Thẳng xông lên trời cao. Hắn quanh thân sấm sét vần quanh. Giống như lôi đạo chân quân. Giống như chân thần hạ xuống. Chu Thiên Kiếm hoàn toàn hủy diệt. Muôn vàn sấm sét tại một người thanh niên thân. Thanh niên phóng lên cao. Một kiếm chém về phía thanh đế. Một khắc sau, một tiếng rồng ngâm, ở trong tai mọi người nổ vang, tựa như, vô cùng đau đớn vậy. Màu xanh máu rồng, hóa thành mạnh mẽ máu vũ, tự nhiên xuống, tràn ngập toàn bộ vạn yêu thần cũng. Mọi người trong mắt có giúp một cái, yêu hoàng thanh đế ở một kiếm này bên trong, bị thương. Lúc này, thanh đế to lớn thân rồng bên trên, một đạo ánh sáng hiện lên. Ngăn cản Lăng Phong thần mạch chí cường nhất kích. Hiển nhiên là hộ thể vật. Ánh sáng tiêu tán sau đó, thanh đế trên mình hiện lên một đạo mấy chục mét dáng dấp vết thương, đem vậy vô cùng cứng rắn màu xanh vảy rồng biến dạng, máu tươi chảy ròng, nhưng, đạo này nhìn như vô cùng dữ tợn kiếm tổn thương, đối với thanh đế đổ sộ thể mà nói, nhưng cũng không coi vào đâu. Hơn nữa, vết thương kia, còn đang bay nhanh khép lại. Ngay tại lúc này, thanh đế đầu lâu bên trên, một hồi xương trắng cuộn sạch mà qua, bỗng nhiên ngưng tụ, một đạo thân ảnh từ xương trắng bên trong hiện lên,
tay cầm trường kiếm, thì phải hung hăng ngay đầu chém xuống. Chính là Diệp Thần. Hắn biết Lăng Phong thần mạch một nửa lực lượng bị Thanh Đế hộ thân vật cản trở. Vì vậy một kiếm chém ra sau đó, lại là thi triển sương mù hóa thần thông, ẩn núp đến Thanh Đế đỉnh đầu, đi qua thiên yêu chi khí cường hóa, sương mù hóa thần thông uy năng, cũng đã thật to tăng lên. Nhưng vào lúc này, Thanh Đế mắt dọc co rúm một cái, sắc bén bạo tránh, một cái to lớn long chảo, lấy tốc độ cực nhanh, hướng mới vừa ngưng hình Diệp Thần bắt đi. Ầm một tiếng vang thật lớn, một chảo này, hung hãn chộp vào Diệp Thần trên mình, cùng vậy tựa như có thể đem trời tê liệt long chảo so sánh, Diệp Thần thân thể, lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé, một chảo này dưới, cho dù là ngàn vạn trượng núi cao, cũng sẽ ngay tức thì hóa thành nghiền chứ. Nhưng, kinh khủng như vậy một móng, nhưng không có đem Diệp Thần thân thể đánh tan. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần thân xác, cường hãn đến trình độ nào. Bất quá, cho dù lấy Diệp Thần cường hãn, cũng là bị một chảo này ngay tức thì đánh bay, giống như sao xa vậy, từ trên trời hạ xuống, cực nhanh oanh đập tới vậy mênh mông bên trong. Lại là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vô cùng sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Thần cái này đập một cái dưới, lại là đem đúng cái hải vực, vậy cuồn cuộn nước biển, cũng chấn động được hướng bầu trời phun trào. Tựa như hình thành một đạo cả ngày tiếp đất màu trắng thủy mạc vậy, nguy nga vô cùng. Một kích này lực, khủng bố như vậy. Ở như vậy dưới cự lực, cho dù là nước biển, vậy sẽ giống như bách luyện thần thép vậy cứng rắn chứ. Triệu nhân tộc võ giả, đều là bên trong tim căng thẳng, Diệp Thần thế nào? Cùng lúc đó, cửu thiên thần long điện. Một cái tràn đầy cấm chế vực sâu bên trong. Một đầu vô cùng to lớn. Giống như dơ lên trời huyết long bàn nằm. Huyết long cực độ dữ tợn lại là máu. Hắn toàn thân tràn đầy máu. Không phải máu hắn, mà là đầu kia vực ngoại ma long máu. Đầu kia vực ngoại ma long lại bị huyết long rất miễn cưỡng cắn nuốt một nửa. Một nửa máu thịt, một nửa hài cốt. Quá kinh sợ. Mà huyết long cắn nuốt đầu này vực ngoại ma long sau vậy xảy ra thay đổi cực lớn. Không chỉ hơi thở. Không chỉ hình thể, huyết long quanh thân lưu động từng đạo cổ xưa phù văn. Quả nhãn bên trong lại mang một cổ ma ý. Không chỉ như vậy, kinh khủng hơn phải, huyết long cảnh giới. Lại đã ở trên trời thần cảnh trung kỳ. Nếu như chiếm đoạt hoàn đầu này ma long, tu vi nên là kinh khủng dường nào à? Thậm chí có thể là cao hơn, càng xa không với tới cảnh giới. Ai có thể nghĩ tới? Một đầu đàn xanh vu hoa hạ ninh ba thiếu niên sát ý huyết long hư ảnh, sẽ trở thành dài là như vậy cự vô phách tồn tại à. Đột nhiên, huyết long ngừng lại. Một đạo và Diệp Thần có chút thanh âm quen thuộc vang lên, nguyên lai đầu này ma long ở vực ngoại thân phận như thế tôn quý. Hắn trí nhớ, hắn hết thảy võ học đều bị ta nắm trong tay. Chỉ tiếc, đầu này ma long quá rác rưởi, cũng không có đem đồ trên tay phát huy đến trình độ cao nhất. Chờ ta chiếm đoạt hoàn toàn, ngang trời xuất thế, ta muốn cho mọi người rung động. Ta phải nói cho thế giới, cái đó bao trùm vạn vật luân hồi đứng đầu trở về. Đến lúc đó, giết ta muốn giết, diệt ta muốn diệt, dõi mắt thương khung, ai dám ngăn trở. Vực ngoại người, thượng giới thần, viễn cổ chi Phật, ở ta trong mắt, đều là bụi bặm. Chỉ có Diệp Thần, là vậy nổi bật nhất tinh. Huyết Long nói xong, con người dữ tợn. Chuẩn bị tiếp tục chiếm đoạt. Đột nhiên, vậy liên lạc hắn và Diệp Thần phân linh thú, truyền về một chút hình ảnh. Chính là Diệp Thần và Thanh Đế cuộc chiến. Diệp Thần bị Thanh Đế vỗ xuống đáy biển, văng lên ngàn tầng sóng lớn. Giờ khắc này, toàn bộ vực sâu chấn động. Huyết Long tức giận lại rất miễn cưỡng đem toàn bộ vực sâu hóa là luyện ngục. Long có nghịch lân, mà Diệp Thần chính là Huyết Long nghịch lân. Yêu tộc. Thượng cổ yêu tộc chi đế. Bất quá là một cái hèn mọn con kiến hôi. Nháy mắt tức thì, huyết long nhắm lại quả nhãn. Chung quanh hư không chấn động. Cùng thời khắc đó, vực ngoại. Vô số máu tươi tràn ngập. Hài cốt, thi thể, bụi bặm, nơi nơi. Mà đây chu vi 5 km, đều là tĩnh mịch. Những thiên ma đó lại đều hóa thành xương máu và bụi bặm. Cái này vắng lặng và tịch liêu hết thảy. Chỉ có một người đứng. Người nọ cả người áo bào đen, vô tận ma khí vần quanh.
chắp hai tay sau lưng, một thương một kiếm cắm ở hai bên. Trên tay nhỏ máu. Thế nhưng Phách Tuyệt Thiên Hạ bóng người nhưng là thiên ma ác mộng. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra người này, đó chính là Già Thiên Ma Đế. Mà giờ khắc này Già Thiên Ma Đế lại bước vào thiên thần cảnh. Hơn nữa đạt tới không thể tưởng tượng nổi thiên thần cảnh bảy tầng thiên. Đột nhiên, Già Thiên Ma Đế vậy lạnh lẽo con ngươi đông lại một cái, năm ngón tay nắm chặt, quanh thân ma khí ngưng tụ thành một chuôi ngút trời kiếm. Hung hãn đâm về phía một phương hướng. Một khắc sau, vậy chuẩn bị tập kích Già Thiên Ma Đế thiên ma lại rất miễn cưỡng bị xé. Già Thiên Ma Đế phác họa một đạo lãnh đạm nụ cười, nhắm mắt lại, một hạt châu hiện lên. Rồi sau đó, hạt châu lóe lên ánh sáng sáng chói, lại hấp thu chung quanh tất cả ma khí. Trong phút chốc, ma khí thu liếm, rồi sau đó hạt châu không có vào hắn thân thể. Thần quốc Nguyệt Hoàn dị tượng đối với ta không có quá nhiều tác dụng, ngược lại là cái này vực ngoại, mới là ta chiến trường chân chính. Nếu là không có vậy Diệp Thần, sợ rằng ta cũng không cách nào đột phá những ràng buộc. Thiên Viên Mặc Tà thực lực so với lúc trước mạnh không biết nhiều ít, cũng nên chuẩn bị lực lượng đối Thiên Đạo Cung ra tay. Không biết Diệp Thần thằng nhóc này như thế nào. Một giây kế tiếp, hắn sử dụng một khối ngọc bội, hơi cảm thụ. Nhưng mà, rất nhanh, hắn hai tròng mắt mở ra. Ma khí bốn phía con ngươi, lưu chuyển cửu u lửa giận. Chính là một đầu phế vật thương long, cũng dám động áp đảo vạn vật đế vương. Chết! Hình ảnh quay về. Thứ bảy thần quốc yêu tộc. Tất cả mọi người đều khẩn trương đến trình độ cao nhất. Vô số cặp mắt chỉ như vậy nhìn chằm chằm mặt biển. Đang đợi kỳ tích, mà đáy biển một phiến, đều là máu. Diệp Thần máu. Diệp Thần mơ hồ lâm vào hôn mê, hắn vết thương quá nhiều. Diệp Thần muốn lao ra mặt nước nhưng phát hiện căn bản không được. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được cái gì? Hắn phát hiện đáy biển, một đoàn ma khí còn quấn mình. Mà hắn ấn đường vậy truyền đến nóng bỏng cảm giác. Diệp Thần mở mắt ra. Ác ma mắt. Hắn cảm giác mình thương thế lại đang tu bổ. Hơn nữa toàn thân ma khí ngút trời. Đây là ma đế lực lượng. Làm sao có thể? Diệp Thần kinh ngạc nói. Mà ngay lúc này, Diệp Thần ấn đường truyền đến một đạo khí lực đầy đủ thanh âm. Diệp Thần, đầu này thương long ở ngươi trước mặt, chỉ có thể là thương trùng. Ta ở ngươi ấn đường để lại một đạo dấu vết, những thứ này ma khí đủ để chém chết này trùng. Đây là ma đế thanh âm. Diệp Thần hô hấp có chút gấp rút, ma đế, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ấn đường lần nữa truyền tới tiếng âm, ta ở vực ngoại, Nguyệt Hoàn dị tượng làm rối loạn ta kế hoạch, ta chỉ có thể ở vực ngoại ngưng tụ thực lực. Đợi thực lực đủ, ta tiện việc ngươi cùng chung bước lên Thiên Đạo Cung. Được, Diệp Thần lớn tiếng nói. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh ngay tức thì vọt ra khỏi thủy mạc, trở lại trên bầu trời. Hắn tay cầm trường kiếm, cả người hơi thở kinh trời, gương mặt bên trên, thiêu đốt hừng hực chiến ý, quỷ dị hơn phải, gương mặt chi trên có một cái cổ xưa sâu thẳm ánh mắt. Giống như ác ma mắt. Không phải Diệp Thần, còn có ai? Trải qua kinh khủng kia cự lực, Diệp Thần lại là tựa như người không có sao vậy. Làm sao có thể? Thanh đế, xuống suối vàng. Một tiếng gầm thét. Thiên địa nổ ầm, nổ tung tiếng, bên tai không dứt. Sấm xanh chấp động, kiếm mang dâng trào, cái này một người một rồng, cơ hồ phải đem yêu tộc, cũng đánh được tan vỡ. Đảo mắt bây giờ, Diệp Thần cùng Thanh Đế, liền giao thủ hơn ngàn lần. Lúc này, Diệp Thần hơi thở hào hển, cả người nhuốm máu, trên ngực, bị Thanh Đế long trảo, đánh ra một cái lỗ trống lớn. Nhưng, cái này trống rỗng, lại là đang bay nhanh khép lại. Mọi người cũng không biết Diệp Thần thân thể. Bao nhiêu lần bị đánh xuyên. Có thể mỗi lần, thoáng qua bây giờ, cũng đã khôi phục như vậy. Kinh khủng như vậy sinh mệnh lực, có thể nói chân chính không chết. Mà Thanh Đế vậy vạn trượng thân rồng bên trên, cũng là vô số vết thương, nguyên bản mấy chục thước kiếm tổn thương chất đống, lại là hóa là hơn trăm đạo ngàn thước chiều dài vết thương khổng lồ, vảy rồng nghiền, máu thịt bồng bềnh. Cái này vạn trượng thanh long, lại là bị Diệp Thần một người một kiếm. Áp chế hoàn toàn. Đột nhiên bây giờ, Thanh Đế cả người thanh quang bạo tránh, thân hình lại là nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên.
Mọi người thấy vậy, đều là sững sốt một chút. Thanh đế lúc này, biến thành hình người. Hóa thành hình người thanh đế, thanh bào bên trên, đã là một phiến đỏ tươi, cả người trải rộng dữ tợn vết thương, nhưng, thanh đế trong mắt chiến ý, nhưng là hơn nữa thịnh vượng, cơ hồ, muốn biến thành thực chất. Hắn huyết dịch cả người lao nhanh trước, gần như sôi trào, tim đập loạn, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng, đau đớn nhưng biến thành hưng phấn. Chết bóng mờ, bao phủ quanh thân, sợ hãi ở thần kinh bên trong sôi trào, đồng thời, vậy điên cuồng chèn ép thanh đế tiềm lực. Vậy khắc phục sợ hãi, vượt qua chết khát vọng, chuyển biến thành bất diệt ý chí chiến đấu. Lần đầu tiên trong đời, thanh đế cảm nhận được chiến đấu sảng khoái. Mà lúc này, một chuôi sấm sét màu xanh lượn quanh trường kiếm, nhưng là xuất hiện ở trong tay hắn. Một đám yêu tộc, đều là mặt hiện vẻ khó tin. Thanh đế, chẳng lẽ muốn sử dụng vũ khí à? Muốn buông xuống yêu tộc tôn nghiêm sao? Thanh đế cả người lôi quang bạo tránh, một cổ giống như diệt thế thần lôi giống vậy kiếm ý, mãnh liệt ra, cái gì yêu tộc tôn nghiêm, người nào loại mánh khóe? Đối với lúc này thanh đế mà nói, đều đã không còn tồn tại. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua những thứ này, theo bản năng liền nắm kiếm trong tay. Hắn toàn tim toàn linh, đều bị một cái ý niệm nơi tràn ngập, đó chính là, chiến thắng đối thủ trước mắt. Chỉ cần có thể gia tăng cơ hội đánh bại Diệp Thần, dù là từng tia cơ hội, thanh đế cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Ừ, Diệp Thần con người có giúp một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trong vô hình, hắn tựa như thấy một đạo xiềng xích, gãy lìa. Một đạo, trói buộc thanh đế xiềng xích. Một khắc sau, thanh đế cả người yêu lực bùng nổ, phát ra một tiếng thét điên cuồng, một kiếm hướng Diệp Thần chém xuống. Sấm sét màu xanh kích động, lôi cuốn cái này sóng gió kinh hoàng giống vậy kiếm ý, hóa thành một đạo màu xanh lôi long, hướng Diệp Thần gầm thét tới. Một kiếm này oai, có thể nói tuyệt thế, lại là vượt qua thanh đế lấy thiên phú thần thông, thi triển lôi cầu. Ở lôi đình này dưới một kiếm, thời gian trôi qua, tựa như cũng đổi được chậm chạp, Diệp Thần khóe miệng, dương lên một chút bất đắc dĩ nụ cười, đối với lão thương nói, như vậy đối thủ, mới là đáng sợ nhất hà. Lão thương trầm giọng nói, không sai, ở sống chết bên trong, đột phá những ràng buộc, hôm nay thanh đế, tựa như cùng nguyên thủy thời đại, là cầu sinh tồn mà cầm lên binh khí loài người vậy. Hắn, đã từ một người yêu tộc vào biến thành võ giả. Mặc dù, đây cũng không phải là huyết mạch tăng lên, nhưng là một loại vượt qua hết thảy tiến hóa. Vậy, ý nghĩa vô hạn có thể. Người có thể sẽ chết. Diệp Thần nhưng là đột nhiên mở miệng nói, sẽ không chết. Bởi vì ta cho tới bây giờ không phải một người. Ta còn có, vậy từ Ninh Ba bắt đầu, cùng ta cùng nhau bước lên thần quốc huyết long hư ảnh. Lăng tiêu võ ý, huyết long chu thiên, mở. Một khắc sau, Diệp Thần quanh thân vỡ vụn. Rối loạn hơi thở nổ. Bể tan tành trong hư không một đạo kinh thiên long ngâm vang khắp. Long ngâm vừa ra, tất cả yêu tộc đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Rối rít quỳ xuống. Hình ảnh nguy nga. Nếu như nói thanh đế huyết mạch, đối với bọn họ tạo thành huyết mạch uy áp. Như vậy một tiếng rồng ngâm này, đối với bọn họ ảnh hưởng là yêu tộc coi rẻ. Giống như thần linh tức giận. Bọn họ dù là quỳ xuống, linh hồn cũng đang run run rẩy. Không chỉ yêu tộc, tất cả mọi người tộc cường giả cũng đều cúi đầu xuống. Không dám xem bầu trời đánh một trận. Mà tất cả mọi người không dám nhìn hình ảnh, nhưng là chấn động hết thảy. Bởi vì, Diệp Thần sau lưng, lại ngưng tụ thành một đạo huyết long hư ảnh. Huyết long này hơi thở, nghiền ép hết thảy à. Chỉ tiếc không phải bản thể hạ xuống, nếu như bản thể hạ xuống, toàn bộ thứ bảy thần quốc yêu tộc tất nhiên hóa là bột à. Thanh đế con ngươi phóng đại. Hắn ngưng mắt nhìn đầu kia huyết long hư ảnh, bối rối. Hắn thậm chí cảm giác, đối phương một cái ý niệm liền có thể chu diệt mình. Diệp Thần sau lưng làm sao sẽ đứng như thế kinh khủng tồn tại. Mấu chốt, hắn tự huyết long hư ảnh trong con ngươi, lại thấy được một chút ý thần phục. Như vậy nghịch thiên người, làm sao sẽ thần phục một cái nhân tộc? Hắn biết, đã thua. Huyết long, chúng ta rất nhanh sẽ thấy. Ngay tại lúc này, Diệp Thần sát kiếm nắm chặt, oai rồng lưu chuyển toàn thân. Sát ý phóng lên cao, võ ý kích động,
một kiếm chém về phía vậy đạo lôi long kiếm mang, vậy vượt qua màu xanh lôi cầu kiếm quang, lại là khoảnh khắc bây giờ, biến thành nghiền, dâng trào kiếm mang, ngay tức thì đem thanh đế thân thể chìm ngập. Kiếm quang này mặc dù cường thịnh, nhưng, lấy Diệp Thần giờ phút này nắm trong tay huyết long lực lượng xem ra, nhưng là chỗ sơ hở đầy rẫy. Diệp Thần cười nhạt nói, ngươi không nên cùng ta là địch. Lại càng không nên đối với ta khiêu chiến. Bởi vì, ta không phải một người. Huyết quang bạo tránh, kiếm mang tận xương, lại là lấy thương long yêu thân thể cường hãn, vậy rốt cuộc tới cực hạn. Cầm kiếm tay buông lỏng một chút, trường kiếm kia rơi xuống, thanh đế thân thể, một hồi lay động, cuối cùng, vậy vẫn là đi đôi với thanh trường kiếm kia, từ không tế rơi xuống. Hắn ý thức dần dần mơ hồ, đầu óc bên trong, Diệp Thần một kiếm kia, vậy một đầu huyết long hư ảnh, nhưng là càng ngày càng rõ ràng, thật sâu, khắc vào liền thanh đế trong lòng. Từ thượng cổ tới nay, thanh đế lần đầu tiên, có một loại hiểu ra. Vô cùng rung động, ở thanh đế trong lòng lăn lộn. Cái này, chính là Diệp Thần võ đạo sao, cùng huyết long là đạo. Huyết long võ đạo, lại là lớn mạnh như vậy tồn tại sao? Hắn đột nhiên cảm thấy, đã từng khinh bỉ võ đạo mình, ở Diệp Thần một kiếm kia trước mặt, đổi được vô cùng được nhỏ bé. Thanh đế khóe miệng, dương lên một chút tự giễu nụ cười, mình đã từng lại xem thường loài người võ đạo. Khó trách, bại sẽ là mình. Hắn thua, tâm phục khẩu phục. Đế tuyệt núi bên trên, lâm vào một hồi yên lặng bên trong, tất cả mọi người óc, giờ phút này, đều là một phiến chỗ trống. Diệp Thần, thắng. Diệp Thần, lại là thật chiến thắng cái này nửa bước thiên thần cảnh thượng cổ yêu hoàng. Chấn thiên hoan hô, từ trên đế tuyệt sơn bùng nổ, vang tận mây xanh. Đó là, vô số người tộc hoan hô. Cùng chi tương đối, những cái kia mới vừa còn vô cùng phách lối, khinh thường yêu tộc, từng cái, sắc mặt hôi bại, cúi đầu, gần như tuyệt vọng. Diệp Thần, hoàn toàn thay đổi bọn họ đối với loài người cái nhìn à. Kinh khủng như vậy tồn tại. Nơi nào là cái gì sơ đẳng chủng tộc? Để cho bọn họ rung động, thậm chí đều không phải là Diệp Thần chiến thắng thanh đế. Mà là giờ phút này, bọn họ trong lòng lại là không tự chủ được sinh ra đối với Diệp Thần thần phục ý tưởng à. Bọn họ, đều đã bị Diệp Thần thực lực nơi chấn phục. Diệp Thần thân hình chớp mắt, trong tay sách trọng thương hôn mê thanh đế, trở lại đế tuyệt núi đỉnh núi, mà đang ở Diệp Thần rơi xuống đất ngay tức thì, vậy vạn chúng yêu tộc. Lại là ầm một tiếng, không hẹn mà cùng hướng Diệp Thần, quỳ lại, cùng kêu lên hô lớn, chúng ta, nguyện tôn Diệp công tử là vương. Bọn họ biết, từ bây giờ về sau, yêu tộc có lẽ thì thật muốn thành làm người tộc đầy tớ, nhưng, yêu tộc thờ phượng người mạnh là vua, nếu bọn họ phụng Diệp Thần là vương, chính là đón nhận làm đầy tớ vận mệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 141.